Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 4. Ra khỏi phòng học, Trần Đức vội vàng đi đến văn phòng của Hoàng Tố Tố. Cô giáo xinh đẹp, cô tìm em có chuyện gì vậy ạ? Trần Đức hỏi. Em vừa mới chuyển đến, rất nhiều môn học đều không theo kịp. Hai ngày nay cô đã ghi chép cho em một số kiến thức, Hoàng Tố Tố lấy hai quyển sổ ghi chép ra, cầm về xem cho kỹ, học tốt môn tiếng Anh sẽ rất có lợi cho em trong tương lai. Trần Đức ngớ người, anh còn tưởng có chuyện gì? Dăm ba cái thứ tiếng Anh này, mười mấy tuổi anh đã biết hết rồi. Hơn nữa, không chỉ mỗi tiếng Anh mà anh còn thông thạo ngôn ngữ của hơn 10 quốc gia lớn nhỏ, thậm chí anh còn có thể nói được một số tiếng địa phương của một vài quốc gia. Có điều, vì Hoàng Tố Tố có ý tốt nên anh cũng không nói gì mà cầm lấy cuốn sổ, cảm ơn cô giáo xinh đẹp ạ. Không có gì, về xem cho kỹ nhé. Trần Đức nhận lấy cuốn sổ. Đang chuẩn bị dòi đi. Anh định đi thì có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng. Quay đầu lại, liền thấy ở cửa xuất hiện một người đàn ông, khoảng chừng 30 tuổi, thân hình khá cường tráng. Hơn nữa, còn là một người đàn ông ngoại quốc, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, tuy không còn trẻ nhưng lại có sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Chào, Rose, người đàn ông ngoại quốc nói tiếng. Hoa rất thạo, đã lâu không gặp. Nhìn thấy hắn. Sắc mặt Hoàng Tố Tố hơi thay đổi, trông có vẻ không vui cho lắm. Thưa cô, đây là... Trần Đức hỏi. Bạn của cô, Hoàng Tố Tố gượng cười, Trần Đức, xong việc rồi, em về lớp trước đi. Vâng. Trần Đức mỉm cười, quay người rời đi. Khi đi ngang qua người đàn ông ngoại quốc, mũi của Trần Đức khẽ nhúc nhích, anh không khỏi cau mày. Mùi máu. Anh thực sự ngửi thấy mùi máu tanh từ trên người đàn ông ngoại quốc này. Lai lịch của người này là gì? Trần Đức quay đầu nhìn lại. Người đàn ông này, chắc chắn không tầm thường. Từ người đàn ông ngoại quốc, Trần Đức không chỉ ngửi thấy mùi máu, mà trực giác nhạy bén còn nói cho anh biết người đàn ông đó không hề đơn giản. Anh lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên cố ý dừng lại ở cửa. Có điều, trong văn phòng không hề có động tĩnh gì cả, thậm chí còn không nghe thấy âm thanh nói chuyện nào cả. Trần Đức vẫn còn hơi lo lắng, hai mắt anh khẽ nheo lại. Rất nhanh, bức tường trước mặt dần dần trở nên trong suốt. Sau đó, biến mất hoàn toàn. Có lẽ lực nhìn xuyên thấu có thể xuyên qua bức tường, lần này thứ anh nhìn thấy không phải là hai bộ xương, mà là hai người hoàn chỉnh. Bên trong rất bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra, Hoàng Tố Tố đang ngồi trên ghế bên bàn làm việc, có vẻ như hai người đang nói chuyện gì đó. Trông dáng vẻ của người đàn ông ngoại quốc hay Hoàng Tố Tố thì dường như đều không mấy vui vẻ. Vì không có chuyện gì xảy ra cả nên Trần Đức đã dòi đi, Tống Ngữ Yên vẫn đang ở trong phòng học, anh không thể dòi đi quá lâu. Rose, chuyện này cô làm là thích hợp nhất, trong văn phòng, ngồi đàn ông ngoại quốc nói tiếng Anh cực kỳ chuẩn, nếu cô không làm, bên trên sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hoàng Tố Tố tựa như biến thành một người khác, cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, toàn thân thi thoảng toát ra sát khí, hoàn toàn khác với cô giáo hiền lành, nói tiếng Anh lưu loát. Bỏ cạp. Tôi nói lại lần nữa, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ lần đó, tôi đã rời khỏi gai độc rồi. Nhưng Độc Vương không đồng ý, bọ cạp nói, là cô tự ý rời khỏi căn cứ, cô nghĩ Độc Vương không biết cô đang dạy học ở ngôi trường này sao? Không phải ông ấy không tìm được cô, chỉ là muốn để cô sống yên ổn một khoảng thời gian, bây giờ Độc Vương cần cô. Trở về nói với ông ta, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, chuyện giết ngươi đừng tìm tôi nữa, sắc mặt Hoàng Tố Tố u ám. Bá khí nói, nếu muốn trả thù tôi, cứ việc đến. Đây, Rose tôi chấp hết. Được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ chuyển lời của cô đến Độc Vương, ngòi đàn ông ngoại quốc được gọi là bỏ cạp vô cùng tức giận, đóng sầm cửa bỏ đi. Bên trong lớp học, Đàm Thu Hạ gục một tên, đứng ở trước mặt Tống Ngữ Yên, trong chốc lát cũng không có ngòi nào dám tiến lên gây chuyện. Đàm Thu, xin cậu đấy, thả tôi ra được không? Tống Ngữ Yên chớp chớp đôi mắt to tròn. Tinh quái cầu xin Đàm Thu. Đàm Thu vờ như không nghe thấy. Trái tim của những nam sinh đang đứng vây xung quanh gần như tan chảy. Cuối cùng, có hai nam sinh không kìm được, sau một hồi thảo luận, bọn họ cùng nhau đứng lên. Này nhóc, tốt nhất là mày nên tránh ra. Đàm Thu, nếu mày không buông Tống Ngữ Yên ra, đừng trách bọn tao không khách sáo. Hai người cùng nhau đi về phía Đàm Thu, đe dọa, mặc dù mày rất lợi hại. Nhưng không hẳn là đối thủ của hai bọn tao, tao khuyên mày đừng huênh hoang như vậy.
Ố, bọn mày lên thử xem. Đàm Thu túm lấy chiếc ghê dài bên cạnh, đột nhiên tiến lên một bước. Hai nam sinh kia tưởng cậu ấy định làm gì đó nên bất giác lùi lại hai bước, nhưng Đàm Thu lại không hề làm gì cả. Đánh hắn, hai người đưa mắt nhìn nhau, chuẩn bị ra tay. Chậc, nhìn không ra đấy, thằng nhóc này cũng có khí phách phết nhỉ, không phải ai cũng nói hắn là đồ ăn hại sao. Ngay khi cả hai đang chuẩn bị hành động, một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên. Giọng nói này lập tức khiến tất cả mọi người đều phải quay đầu nhìn về hướng đó. Khi nhìn thấy dung mạo của người đang đến, ai nấy cũng đều sững sờ. Rất nhanh ngay sau đó, một loạt âm thanh kinh ngạc vang lên. Trương Tử Đằng. Là Trương Tử Đằng, anh ấy đến trưởng rồi. Wow, đẹp trai quá. Bên ngoài phòng học, có một đám người đang đi về phía này, trong đó có một người giống như chúng tinh Phùng Nguyệt đi ở giữa, cao 1m8, tóc nhuộm vàng, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa. Phía trước gã có hai người mở đường, phía sau cũng có một đám người hộ tống đi theo. Dĩ nhiên, bọn họ đều là vệ sĩ do bố gã sắp xếp, đều trạc tuổi gã, nhưng tất cả đều là con nhà võ. Ngay khi vừa xuất hiện, người này đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả ánh mắt của Tống Ngữ Yên cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Sau khi nhìn thấy Trương Tử Đằng, hai nam sinh định tấn công Đàm Thu nhanh chóng rút lui. Bọn họ biết, kể từ giờ phút này, không đến lượt bọn họ lo chuyện này. Trương Tử Đằng khí thế mạnh mẽ, lúc này đây, gã giống như nhân vật chính, từng bước đi về phía Đàm Thu. Tránh ra! Hai vệ sĩ đi trước thô bạo đẩy người trước mặt ra, dọn đường cho Trương Tử Đằng. Đám đông thấy vậy, đều lần lượt tự động tránh sang một bên. Có một nam sinh sơ ý đụng trúng quần áo của Trương Tử Đằng, thấy vậy, tên vệ sĩ kia không thèm nghĩ ngợi gì cả, lập tức vung tay tát nam sinh kia một tát. Bốp! Sau khi tát xong, tên vệ sĩ giận dữ mắng mỏ, mày không có mắt hả? Xin lỗi, xin lỗi! Nam sinh đó ôm mặt lý nhí xin lỗi. Không dám nói lớn tiếng. Cút. Vâng, em cút ngay đây. Nam sinh kia định co giò bỏ chạy nhưng lại bị tên vệ sĩ túm lại, nói, tao bảo mày lăn chứ không phải đi, không hiểu à? Vâng vâng vâng, em lăn ngay ạ. Nam sinh đó nằm xuống đất, sau đó lăn vòng ra xa. Trương Tử Đằng giống như không nhìn thấy, trực tiếp giẫm lên bụng cậu ta rồi đi thẳng về phía Đàm Thu. Phía trước. Hai tên vệ sĩ mở đường đã đến bên cạnh Đàm Thu. Hai tên vệ sĩ đó cũng là sinh viên của Học viện Thương mại. Từ lâu đã nghe đến cái tên Đàm Thu vô dụng. Một tên vệ sĩ còi khẩy nói, thằng nhà quê, tao không muốn ra tay với mày, bây giờ cởi dây giày bẩn thỉu của mày ra, có lẽ bọn tao sẽ tha cho mày. Ánh mắt Đàm Thu nhìn thẳng, không thèm đoái hoài gì tên vệ sĩ này mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Trương Tử Đằng. Trong đáy mắt cậu ấy hiện lên một tia hung dữ. Những hình ảnh của 3-4 năm trước cứ thê tuôn ra trong đầu. Đó là trên đường phố gần trường, cậu ấy tận mắt nhìn thấy bạn gái của mình cùng Trương Tử Đằng đi vào khu mua sắm nổi tiếng. Khi đó, cậu ấy đã rất tức giận, đi đến hỏi chất vấn. Mày là cái thá gì, dám chất vấn tao? Không chút ngạc nhiên, vệ sĩ của Trương Tử Đằng xuất hiện, đánh Đàm Thu ngã lăn ra đất. Sau đó, Trương Tử Đằng đích thân đạp lên đầu cậu ấy, nhổ nước bọt vào người cậu ấy, sỉ nhục cậu ấy cùng bố mẹ và ngươi nhà của cậu ấy. Mày là cái thá gì, dám chất vấn tao? Trương Tử Đằng vòng tay qua ôm lấy bạn gái của cậu ấy, nhìn từ trên cao xuống, hoàn toàn không xem cậu ấy ra gì, mỉm cười ngạo mạn. Cô gái này là nữ thần của mày đúng không? Tao nghe cô ta nói mày theo đuổi cô ta 2 năm mới thành công, đến bây giờ chỉ mới nắm tay mà thôi. Đáng tiếc. Nữ thần mà mày theo đuổi không được, với không tới, ở trước mặt tao chỉ là một con chó cái nghe lời. Tao muốn cô ta làm gì thì cô ta sẽ làm nấy, nào, kêu 2 tiếng cho thằng rác rưởi này nghe thử đi. Gâu gâu, cô gái lên tiếng đáp lại, không những không hề xấu hổ, mà ngược lại còn nhẹ giọng nói, chủ nhân, nô tỳ đói bụng bụng rồi. Ngoan, tối về chủ nhân sẽ cho ăn no nê thỏa thích, Trương Tử Đằng tùy tiện sờ mó thân thể cô gái. Sau đó gã quay đầu nhìn xuống Đàm Thu đang bị gã giẫm trên mặt đất, thấy chưa? Đây chính là nữ thần của mày. Khi đó, trong mắt Đàm Thu tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hận không thể chết ngay lập tức. Sỉ nhục. Loại sỉ nhục đó, cậu ấy nhất định phải ghi nhớ suốt đời. Cô ta là con chó của tao, tao chơi vài ngày chán rồi thì sẽ vứt đi,
nhưng mà, thứ tao vứt đi mày cũng không có được. Nếu như muốn báo thù, tao luôn nghênh đón, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tao. Ngày hôm đó, Trương Tử Đằng đối xử với bạn gái của Đàm Thu như một con chó, đồng thời cũng đối xử với Đàm Thu như một con chó, hoàn toàn không coi ai ra gì. Những lời lẽ xúc phạm sỉ nhục, vô cùng vô tận. Xin lỗi tao. Đàm Thu cực kỳ kích động, đứng chặn ở trước mặt Trương Tử Đằng, thấp giọng nói, nếu không, mày sẽ hối hận. Hối hận, mày phải nhớ kỹ, mày và tao đã định trước không phải là ngươi cùng một thế giới. Trương Tử Đằng nói xong, thả Đàm Thu ra, nhìn cậu ấy một cách đáng thương, ôm lấy bạn gái cũ của cậu ấy bước đi. Lúc rời đi, Trương Tử Đằng không thèm liếc mắt nhìn. Đàm Thu một cái. Lúc rời đi, Trương Tử Đằng không thèm liếc mắt nhìn Đàm Thu một cái. Kể từ đó, Đàm Thu ngã một cái hết gượng dậy nổi. Cậu ấy muốn chết, muốn báo thù, cũng muốn đi tìm cô gái đó. Cuối cùng thì cậu ấy cũng bỏ cuộc. Thật vậy, cậu ấy và Trương Tử Đằng không phải là người cùng thế giới. Có lẽ cậu ấy có cố gắng cả đời cũng không bằng một ngón chân của người ta. Một cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trước mắt Đàm Thu, cả người cậu ấy không ngừng run lên. Sau bao nhiêu năm, cậu ấy cũng đã từ bỏ cô gái kia. Nhưng nỗi nhục khi đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Đàm Thu, không thể nào xóa bỏ được khiến cậu ấy cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trương Tử Đằng đã quên những chuyện này từ lâu, gã không nhận ra Đàm Thu là ai, thú vui lớn nhất của gã chính là trêu đùa với bạn gái của người khác, sau đó nhìn cảnh người ta như muốn chết đi sống lại, nhưng lại không thể làm gì được gã. Loại chuyện này gã đã làm quá nhiều rồi, tất nhiên cũng không nhớ rõ ai lại ai. Tiếng hò hét tung hô rầm rộ. Trương Tử Đằng tận hưởng sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho gã, vẻ mặt kiêu ngạo. Đám vệ sĩ của Trương Tử Đằng cũng hệt như gã, vênh váo tự đắc, hướng về phía Đàm Thu la hét om sòm. Thứ rác rưởi, mày không nghe thấy tao nói gì hả, tên vệ sĩ mắng, tao bảo mày buông hoa khôi ra. Suy nghĩ của Đàm Thu trở về hiện thực, cậu ấy ép buộc bản thân đè nén hình ảnh nhục nhã trong tâm trí xuống. Sau nhiều năm trôi qua, Đàm Thu vẫn hơi sợ Trương Tử Đằng. Nhưng, cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ những lời của Trần Đức nên không hề lùi bước, nói tiếp. Tao đã nói rồi, không ai được phép tới gần. Cái gì, vệ sĩ hoàn toàn không ngờ, đối mặt với Trương Tử Đằng mà Đàm Thu lại dám từ chối. Thằng nhóc này lấy đâu ra dũng khí vậy? Tên vệ sĩ thắc mắc có phải mình nghe nhầm không, mày nói lại lần nữa thử xem. Mày điếc à? Đột nhiên, Đàm Thu hét lên, tao nói, không ai được phép lại gần một bước. Trừ khi dẫm lên người ông đây. Mẹ nó, mày nghe thấy chưa? Đột nhiên Đàm Thu hét lớn khiến mọi người giật mình, hai tai tên vệ sĩ kêu ong ong, hắn ta vội vàng bịt chặt lỗ tai, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ nó, mày điên rồi, dám quát tao. Hắn ta giơ tay lên định tát vào mặt Đàm Thu, giống như vừa tát nam sinh lúc nãy. Chỉ là, tay của hắn mặt Đàm Thu thì, chỉ là... Tay của hắn ta còn chưa kịp chạm tới mặt Đàm Thu thì đã bị Đàm Thu túm chặt. Sau đó, một cú đâm giáng xuống giữa sống mũi của hắn ta. Tên vệ sĩ lập tức chảy máu mũi, hắn ta cong người, giơ tay bịt chặt mũi, vết thương đau đến mức ngạt thở. Một quyền này khiến mọi người sợ choáng váng. Đàm Thu điên rồi sao? Vậy mà dám đánh người của Trương Tử Đằng. Tên nhóc này thật không biết trời cao đất rộng là gì. Tiêu rồi. Hôm nay chắc chắn cậu ta sẽ bị phê ở đây. Âm thanh xì sầm bàn tán vang lên, không ai ngờ Đàm Thu, người lúc trước vốn chỉ là một tên vô dụng, hễ gặp chuyện là run như cầy sấy lại vì một câu nói của tên Trần Bát Hoang kia mà đối nghịch với Trương Tử Đằng. Việc này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Trương Tử Đằng cũng cau mày, nhếch mép cười, thú vị. Gã đẩy đám vệ sĩ trước người ra, bước đến đối diện Đàm Thu, ai cũng bảo cậu là đồ vô dụng. Không ngờ hôm nay gặp mặt lại không tệ như đã nghĩ. Có gan, tôi thích. Không bằng, về với tôi, giống như tụi nó, cùng ở bên cạnh tôi. Tôi có thể cho cậu tiền. Gã dừng lại vài giây rồi chậm rãi nói tiếp, mỗi tháng 100.000 tệ. Trương Tử Đằng lại muốn thu Đàm Thu làm đàn em của mình. Chuyện này khiến rất nhiều người hâm mộ không thôi, tuy đối với bọn họ số tiền này rất ít, nhưng mối quan hệ có được lại vô cùng đáng giá. Hơn nữa tùy đối với bọn họ 100.000 tệ này không đủ, nhưng với một tên nhà quê như Đàm Thu thì đó lại là con số lớn.
Bên kia, Lâm Dao nhíu mày, cô đã từng tiếp xúc với Trương Tử Đằng. Gã là một kẻ kiêu ngạo, tự phụ, làm việc ngang ngược, càn quấy. Bởi vì gã có tiền nên trong mắt mọi người, hành vi của gã nghiễm nhiên trở thành thẳng thắn, là chính mình. Ngay cả Tống Ngữ Yên cũng có thiện cảm với Trương Tử Đằng, mặc dù cô đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng Ngữ Yên không nghe, cô ấy cảm thấy gã đàn ông này rất thú vị. Thế nhưng, gã đâu phải dùng tiền mời chào Đàm Thu, mà thực chất là dùng tiền làm nhục cậu ấy. Cô nhìn về phía Đàm Thu, rất tò mò không biết biết cậu ấy có thể qua được cửa ải này hay không. Ha ha, cậu Trương quả nhiên xa xỉ, Đàm Thu chợt nở nụ cười, thoạt nhìn rất hiền lành, chất phác, quả thật tôi cảm thấy rất hứng thú với tiền. Cuối cùng vẫn không qua được đồng tiền. Trong mắt Lâm Dao hiện lên vẻ thất vọng. Trương Tử Đằng cười ha hả. Quả nhiên, loại dân đen này chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có thể sai bọn họ làm chó. Đã như vậy, sao còn không mau giúp Ngữ Yên cởi bỏ dây giày bẩn? Ngại quá, tôi còn chưa nói xong. Tôi thích tiền, thế nhưng... Nói đến đây, vẻ mặt chất phác của Đàm Thu dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Trương Tử Đằng, tiền của loại người như mày, có quỳ trên đất cầu xin tao, tao cũng không muốn lấy một xu. Lời của Đàm Thu cực kỳ chói tai, vừa nói ra, sắc mặt Trương Tử Đằng lập tức thay đổi, đường cong trên khóe miệng dần biến mất. Ánh mắt gã trở nên lạnh lùng. Loại rác rưởi như vậy lại dám nói những lời này với gã. Ha ha! Trương Tử Đằng trầm mặc, không tiếp tục nói lời vô ích, gã cảm thấy nói chuyện với Đàm Thu chính là tự hạ thấp mình. Huống chi đối phương còn làm nhục gã. Sau khi lui về vị trí ban đầu, Trương Tử Đằng nói với vệ sĩ bên cạnh, vừa rồi hắn nói gì? Muốn cứu Ngữ Yên phải bước qua người hắn, tao không nghe lầm đó chứ? Cậu Trương, cậu không nghe lầm, quả thật hắn đã nói như vậy. Người này kính cẩn đáp. Vậy mày biết nên làm thế nào rồi chứ? Đã biết, hắn ta đã theo bên cạnh Trương Tử Đằng nhiều năm, đương nhiên biết trong lòng gã nghĩ gì, lúc này, tên vệ sĩ kia liền dùng ánh mắt ra hiệu với những tên còn lại. Mọi người hiểu ý, lập tức nhe răng cười rồi tiến đến gần Đàm Thu. Đánh gãy chân nó, tên vệ sĩ cầm đầu quát, để nó nhìn cho rõ rốt cuộc ai mới là người phải quỳ xuống. Ngay lập tức, cả đám ra tay. Bọn họ đều là người luyện võ, có một chút bản lĩnh. Nếu không sao có thể trở thành vệ sĩ của Trương Tử Đằng. Đàm Thu vóc người cao lớn, rắn giỏi, vừa bắt đầu đã cực kỳ hung hãn, cậu ấy giơ cao băng ghê bên cạnh đánh xuống như bổ củi. Thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chẳng mấy chốc cậu ấy đã rơi vào thê hạ phong, liên tục lui về sau. Bốp! Bỗng nhiên, không biết một quyền từ đâu đánh thẳng vào huyệt thái dương của Đàm Thu, khiến cậu ấy cảm thấy đầu choáng mắt hoa, lảo đảo vài bước. Cậu ấy cắn chặt răng, canh giữ trước người Tống Ngữ Yên. Đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa, giúp tôi cởi trói trước. Tống Ngữ Yên nhíu mày, hô lớn, Trương Tử Đằng, mau bảo người cởi trói cho tôi. Ngữ Yên, em chịu khó chờ một chút, nói gì thì chúng ta cũng phải nể mặt thằng này một chút đúng không? Hắn muốn bước qua người hắn, thì anh nhất định phải bước qua mới được, Trương Tử Đằng thong thả nói. Trương Tử Đằng rất bình tĩnh, giọng điệu cũng hết sức thản nhiên. Cứ như tất cả đều nằm trong sự khống chế của gã. Ôi trời ơi, ngầu quá. Cậu Trương nói hay lắm, rất có lý. Cậu Trương, em yêu cậu. Những lời này của Trương Tử Đằng khiến một đám phụ nữ háo sắc hận không thể lập tức xông vào ngực gã. Mấy cô nàng này dù có khôn khéo cỡ nào thì cũng chỉ là loại phụ nữ trong nhà kính, chưa từng bước ra xã hội, nên rất ưa thích kiểu người bá đạo thế này. Ngay cả Tống Ngữ Yên cũng thế. Huống chi Trương Tử Đằng còn có tiền, bố của hắn là phú ông xếp hạng thứ 5 tại thành Phô Tần. Một tay con ông cháu cha như vậy hiển nhiên phù hợp với hình tượng tổng giám đốc bá đạo. Thử hỏi có nữ sinh nào không muốn gả cho người giống vậy? Chẳng những các cô không cảm thấy việc làm của Trương Tử Đằng không đúng, mà trái lại còn cảm thấy Đàm Thu rất đáng giận, nên dạy dỗ một trận, và theo lẽ thường, cậu ấy nên bị Trương Tử Đằng xử lý. Bốp! Đàm Thu hai mặt đối địch. Một cước đạp vào bụng dùng 10 phần lực khiến cậu ấy lảo đảo lui về sau, ngã ngồi xuống đất. Thằng nhóc kia, chỉ bằng mày mà cũng muốn đấu với cậu Trương. Tên vệ sĩ kia lần nữa tung cước. Một cước này khiến Đàm Thu hoàn toàn ngã ra đất. Sau khi quật ngã cậu ấy, bọn họ không tiếp tục ra tay. Quanh năm theo bên cạnh Trương Tử Đằng, thế nên đám người này hiểu rất rõ gã.
Kẻ địch đã ngã xuống, kế tiếp nên để gã lên sàn. Thân là chó của người ta, đương nhiên không thể cướp đi hào quang của chủ nhân. Cả đám lui ra, chia thành hai hàng đứng nghiêm, mở ra một con đường rộng rãi cho Trương Tử Đằng. Trương Tử Đằng sải bước đi đến, không nhanh không chậm, bước từng bước ngạo nghễ đến trước mặt Đàm Thu. Trương Tử Đằng, nên có chừng mực. Lâm Dao không thể tiếp tục ngồi yên không quan tâm, cô đứng dậy, bước đến trước người Đàm Thu, mọi người đều là bạn học, đừng tuyệt tình quá. Ố! Trương Tử Đằng không nghĩ Lâm Dao sẽ đứng ra, gã cảm thấy rất bất ngờ, sau đó lại còi nói, Lâm Dao mỹ nữ, tôi chỉ muốn giúp Ngữ Yên mà thôi, xin cô nhường đường. Giúp Ngữ Yên thì xin anh đi vòng qua, Lâm Dao nói. Trương Tử Đằng hít sâu một hơi, cố nén giận, dù sao Lâm Dao cũng rất xinh đẹp, gã còn muốn ngủ với cô ta, không thể đắc tội được. Được, tôi nghe lời em, đi đường vòng. Trương Tử Đằng liếc nhìn Đàm Thu, cố ý nói khích, vô dụng tao thấy nhiều rồi, nhưng loại vô dụng trốn sau lưng phụ nữ thì lần đầu tiên thấy đấy. Lại còn khoác lác không biết ngượng, bước qua người mày à. Buồn cười. Loại dơ bẩn như mày, tao khinh thường dẫm qua. Trong lúc nói chuyện, Trương Tử Đằng vòng qua Lâm Dao, bước ngang qua Đàm Thu. Đứng lại. Đột nhiên Đàm Thu bắt lấy chân của Trương Tử Đằng, tao đã nói không ai được qua. Lúc này đây, Đàm Thu không chỉ giúp Trần Đức, mà còn muốn chút. Còn muốn chút hết uất ức trong lòng mình. Mấy năm trước, Trương Tử Đằng từng làm nhục cậu ấy, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Hôm nay... cậu ấy không muốn để lịch sử tái diễn. Bất kể thế nào, cậu ấy cũng không để Trương Tử Đằng toại nguyện. Cậu ấy không muốn bị làm nhục lần thứ hai. Trương Tử Đằng dừng chân, nhếch mép cười lạnh. Gã cố ý đi thật chậm là muốn kích thích Đàm Thu, đây chính là kết quả gã muốn. Lâm Dao mỹ nữ, cô thấy rồi đó, Trương Tử Đằng nói, cô bảo tôi phải làm sao bây giờ. Lâm Dao cau mày, cô không ngờ Đàm Thu lại cô chấp như vậy. Đàm Thu, buông anh ta ra. Lâm Dao, cảm ơn cậu, nhưng tôi đã đồng ý với anh Hoang, con người tôi không có ưu điểm gì, nhưng lời đã nói ra chắc chắn phải làm được. Đàm Thu nắm chặt chân Trương Tử Đằng, nhất quyết không buông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Dao bất đắc dĩ, với khả năng của cô, muốn giúp Đàm Thu thì cùng lắm chỉ có thể khuyên nhủ Trương Tử Đằng, chứ không ngăn cản được gã. Lâm Dao mỹ nữ. Cô vẫn nên tránh ra đi, tôi sợ lát nữa làm cô bị thương đây. Trương Tử Đằng nói. Không được kỳ, Lâm Dao lắc đầu. Đàm Thu là bạn của Trần Đức, nếu cô bỏ mặt cậu ấy, sau này phải đối mặt với Trần Đức thế nào đây? Vị đại anh hùng mà cô đau khổ chờ đợi nhiều năm sẽ có cái nhìn thế nào về cô? Dao Dao, Tống Ngữ Yên tỏ vẻ khó hiểu, rốt cuộc cậu giúp ai hả? Ngữ Yên, tớ không thể bỏ mặc được, thật xin lỗi. Lâm Dao nói, cô biết Trần Đức không phải người bình thường, nếu anh ấy đã không cho bất kỳ kẻ nào đến gần Tống Ngữ Yên thì chắc chắn có cái lý của anh ấy. Lâm Dao mỹ nữ, nếu cô đã cố ý xen vào, vậy thì chớ trách tôi, Trương Tử Đằng thở dài. Gã ra hiệu, mấy tên vệ sĩ lập tức tiến đến. Lâm Dao mỹ nữ, xin cô tránh sang một bên. Lâm Dao đã bày sẵn tư thế, đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Việc này... tên vệ sĩ cầm đầu nhìn về phía Trương Tử Đằng, hắn ta biết gã không chỉ muốn có Tống Ngữ Yên, mà còn muốn chiếm được Lâm Dao. Trong lúc nhất thời, hắn ta không biết phải làm sao. Sắc mặt Trương Tử Đằng thay đổi. Tên vệ sĩ lập tức hiểu ý, hắn ta lần nữa nhắc nhở Lâm Dao mỹ nữ, cô thật sự không tránh. Lâm Dao dùng hành động để trả lời hắn ta, cô thình lình ra tay, bắt lấy cánh tay tên vệ sĩ, dùng sức ném. Tên vệ sĩ cầm đầu mất trọng tâm, cả người nện mạnh xuống sàn nhà, đau đớn lan ra toàn thân, trong chốc lát, hắn ta không đứng dậy nổi. Kế đó, Lâm Dao tiếp tục ra tay với những tên khác. Đám người này đã sớm có phòng bị, vì thế cô và bọn họ bắt đầu đánh nhau. Thấy vậy, mọi người trơn mắt há hốc mồm. Ôi trời ơi! Hoa khôi giảng đường Lâm Dao cũng hung thật đấy. Một chọi sáu vậy mà vẫn không rơi vào thê hạ phong. Phút chốc, tất cả mọi người đều có cái nhìn mới về Lâm Dao. Quả thật thân thủ của Lâm Dao rất tốt, sáu người đàn ông cùng lúc đối chọi với cô vậy mà lại bị cô quật ngã hai người. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị ép lui. Chậc, nể mặt còn không biết điều, Trương Tử Đằng liếc nhìn Lâm Dao, lẩm bẩm nói. Kế đó,
Gã quay sang Đàm Thu, đồ vô dụng, tranh thủ lúc tao còn chưa tức giận thì mau đứng lên, chui qua háng tao, tao có thể bỏ qua, không so đo chuyên mày vô lễ. Ha, Đàm Thu nằm dạp trên mặt đất, nắm chặt chân Trương Tử Đằng, tao vô lễ với mày, mặt mày dày thật, cũng dám nói ra những lời này. Trương Tử Đằng bất đắc dĩ lắc đầu, trên thế giới này luôn có một vài con chó vô dụng không ý thức được địa vị của mình. Mày nghĩ mày có thể ngăn được tao? Trương Tử Đằng dùng sức, cái chân bị nắm chặt kia hung hăng đạp vào mặt Đàm Thu. Đàm Thu vẫn ôm chặt lấy gã không buông. Đừng đánh nữa ỉ, xa xa, Tống Ngữ Yên nói, Trương Tử Đằng, anh có hơi quá đáng rồi đấy. Tôi không đi, anh về đi. Tuy Tống Ngữ Yên có tính khí tiểu thư, nhưng sâu bên trong cô ấy vẫn là một người lương thiện, thấy Đàm Thu bị bắt nạt như vậy, cô ấy thật sự không đành lòng. Ngữ Yên, anh biết tâm trạng của em, tuy nhiên hiện tại không còn là chuyện giữa em và hắn nữa, mà đã là chuyện giữa anh và hắn. Trương Tử Đằng nói, tay hắn làm bẩn giày và quần của anh. Tống Ngữ Yên ngẩn ra, dường như lần này Trương Tử Đằng có hơi quá mức bá đạo, tôi đền quần lại cho anh, được chưa? Nếu anh không đi, tôi sẽ nổi giận đây. Trương Tử Đằng nhíu mày. Cô nàng này đúng là phiền toái. Được, tôi nghe lời em có thể không đi, nhưng phải cởi bỏ dây thừng, Trương Tử Đằng khó chịu nói. Ngay từ đầu, Tống Ngữ Yên vốn muốn cho người thay mình làm khó dễ Đàm Thu, nhưng khi thấy Trương Tử Đằng quá đáng như vậy, cô ấy vẫn mềm lòng. Đàm Thu, cậu buông anh ta ra, giúp tôi tháo dây, cậu yên tâm, tôi sẽ không đi. Không được, hắn mắng tôi là chó vô dụng, tôi không thể để hắn đi qua. Đàm Thu rất quật cường, nhất quyết không nghe theo. Cậu ấy chỉ nhận mỗi mình Trần Đức, còn lại ai nói đều không nghe. Huống chi Trương Tử Đằng mắng cậu ấy như vậy, nếu cậu ấy thả Tống Ngữ Yên thì khác nào khuất phục. Hơn 3 năm trước, cậu ấy có thể khuất phục. Nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Nội tâm Đàm Thu rít gào, cô chịu đựng những đau đớn trên người, cậu ấy từ từ bò dậy, đứng ngăn trước người Trương Tử Đằng. Xin lỗi tao. Nếu không, mày sẽ phải hối hận. Cậu ấy gầm gừ trong cổ họng, giọng trầm khàn, nhấn mạnh từng chữ một. Một câu giống với 3 năm trước. Thời gian khác biệt. Địa điểm khác biệt. Nhưng người không thay đổi. Thoáng chốc, ánh mắt Trương Tử Đằng thay đổi. Những lời này dường như chạm đến điểm mấu chốt của gã. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Gã cẩn thận suy nghĩ. Một lát sau, chuyện mà gã vốn cho rằng chỉ chuyện vặt vãnh thường ngày bỗng tựa như một cuốn truyện tranh, dần hiển hiện trong đầu gã. 3 năm trước đây, trên đường, cũng vì một ngòi phụ nữ mà đã có ngòi nói với gã một câu như vậy. Mà ngòi đó, chính là Đàm Thu. Cách hơn 3 năm, nhưng giờ nhớ lại, cảnh tượng lúc đó vẫn hiện rõ mồn một. Ngay lập tức, Trương Tử Đằng nở nụ cười. Ha 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 ha, tao cứ thắc mắc sao mày lại cố chấp như vậy, hóa ra là mày. Con chó vô dụng bị tao làm nhục 3 năm trước. Trương Tử Đằng không chút kiêng nể, thái độ càng thêm ngang ngược, 3 năm rồi, cũng không biết nhỏ bạn gái mày đã đi đâu, sao hả, mày vẫn còn muốn tìm tao báo thù. 3 năm, lời của Trương Tử Đằng khiến những người xung quanh hoang mang, không biết gã có ý gì. Má nó, hóa ra là hắn. Tên vệ sĩ cầm đầu đang ngồi nghỉ một bên giường như cũng đã nhớ ra Đàm Thu, 3 năm trước. Bạn gái của thằng chó vô dụng này bắt cá hai tay, thích cậu Trương nhà chúng tôi đây mà. Cứ quấn lấy cậu Trương, đòi làm bạn gái cậu ấy. Cậu Trương bị lòng thành của cô ta cảm động nên mới đồng ý qua lại. Nào ngờ cô ta đã có bạn trai rồi, có một ngày, thằng chó vô dụng này phát hiện, muốn ra tay với cậu Trương cơ đấy. Đáng tiếc, hắn đâu phải đối thủ của cậu Trương, cuối cùng bị dẫm xuống đất, ăn một miệng cát, còn có nước bọt của chúng. Bọt của chúng tôi. Đương nhiên, tên vệ sĩ cầm đầu sẽ không nói là Trương Tử Đằng đi dụ dỗ cô gái kia, cũng không nói tỉ mỉ tình cảm giữa hai người, mà chỉ miêu tả lúc đó Đàm Thu đã bị làm nhục như thế nào. Hắn ta dương dương đắc ý nói ra, lại khiến một vài nam sinh xung quanh khó chịu, bọn họ tự hỏi, nếu như bạn gái của mình bị Trương Tử Đằng cướp đi thì bọn họ sẽ làm thế nào? Bọn họ vốn không dám nghĩ đến. Phút chốc. Hễ là nam sinh thì đều cảm thấy Trương Tử Đằng quá đáng, tuy nhiên, không ai dám nói ra. Trái lại, một vài cô gái mù quáng sùng bái Trương Tử Đằng thì càng thêm sùng bái gã, bọn họ cho rằng gã không hề làm sai, còn lớn tiếng giễu cợt Đàm Thu,
không ngờ đồ rác rưởi mấy năm trước bị xử lý còn dám tìm cậu Trương gây phiền toái. Đúng đấy, đúng là không biết tự lượng sức mình. Còn muốn cậu Trương hối hận nữa chứ, 3 năm trôi qua, cậu Trương càng sống tốt hơn, thoải mái hơn, sao phải hối hận. Ha ha, đám nữ sinh không ngừng trào phúng. Xa xa, Lâm Dao đã bị ép lui ra ngoài, đám vệ sĩ cũng đã ngừng tay, tuy nhiên bọn họ vẫn ngăn trước người cô, không cho cô đi qua. Bỗng nhiên Tống Ngữ Yên cảm thấy buồn nôn, cách làm của Trương Tử Đằng đúng là sâu xa. Chuyện như vậy chắc hẳn Đàm Thu rất đau lòng. Vậy mà anh ta còn khi nhục cậu ấy. Thiện cảm của cô ấy đối với Trương Tử Đằng bắt đầu giảm xuống. Chó vô dụng, mày nghe chưa? Người như mày thì dựa vào cái gì muốn tao hối hận, Trương Tử Đằng còi ha hả, mày và tao không cùng một thế giới, hôm nay mày có thể đứng nói chuyện với tao đã là vinh hạnh lớn lao của mày rồi đây. Hiểu không hả? Vậy à, mày không biết bây giờ mày đứng gần tao lắm à? Đàm Thu bỗng nhiên nở nụ cười, cậu ấy cố ý nói ra những lời giống với năm đó vốn là để nhắc Trương Tử Đằng nhớ lại. Vừa dứt lời, ánh mắt Đàm Thu thoáng thay đổi. Cả người cậu ấy bay vọt lên hệt như một quả đạn pháo, hướng về phía Trương Tử Đằng. Sắc mặt Trương Tử Đằng lập tức thay đổi, gã muốn tránh nhưng đã không còn kịp nữa, thoáng chốc, gã đã bị Đàm Thu đụng mạnh vào ngực. Thịch, 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 chuyện xảy ra quá nhanh, Trương Tử Đằng không kịp chuẩn bị, cú va chạm khiến gã mất trọng tâm, liên tục lui về sau. Đàm Thu không buông tha, thừa dịp gã còn chưa lấy lại thăng bằng, lại tung ra một cước. Bốp! Ăn một cước như đá nện, Trương Tử Đằng ngã ngồi ra đất, còn chưa lấy lại tinh thần, Đàm Thu đã nhào tới, đánh túi bụi lên ngươi gã. Tao đã nói rồi, tao sẽ khiến mày hối hận. Hai mắt Đàm Thu đỏ bừng, khàn giọng gào thét, sức tay cực mạnh. Mặt Trương Tử Đằng tối sầm, khó coi đến cực điểm. Gã bị Đàm Thu đè dưới người, nắm đâm phủ xuống như mưa, thế nhưng gã vẫn rất bình tĩnh giơ tay ôm lấy đầu. Yên tĩnh. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Chẳng ai ngờ Đàm Thu lại nổi khùng lên, còn đè Trương Tử Đằng xuống mà đánh. Người xung quanh không dám lên tiếng, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Thấy cậu chủ nhà mình bị đánh, sắc mặt đám vệ sĩ lập tức thay đổi, vội xông lên kéo Đàm Thu ra. Má mó, dám ra tay với cậu Trương, còn không mau quỳ xuống. Một tên vệ sĩ hung ác nói, quỳ xuống. Hắn ta ngăn cản Đàm Thu, muốn đè cậu ấy xuống. Nhưng Đàm Thu nhất quyết không nhúc nhích, dùng hết hơi hết sức chống đỡ. Mấy tên vệ sĩ còn lại thì đỡ Trương Tử Đằng lên. Tuy gã bị té ngã, nhưng ngoại trừ một ít bụi bẩn trên quần áo, căn bản không có vết thương gì đáng nói. Dù sao tuy gã hung hăng ngang ngược thật đấy, nhưng cũng có vốn liếng để như vậy. Không chỉ có bố là phú ông đứng thứ 5 thành Phô Tần, mà bản thân Trương Tử Đằng cũng cực kỳ ưu tí. Bất kể là hóc thức hà mũ CTKU á mũ úc mũ phé ú mũ tiên xa bạn bè cục. Kể là học thức hay võ thuật cũng đều hơn xa bạn bè cùng trang lứa. Thoạt nhìn Đàm Thu tiến công rất mạnh, nhưng ngoại trừ cú va chạm đầu tiên cùng một cước kia bị thất thủ là do không phòng bị, thì toàn bộ công kích phía sau đều bị gã đỡ được. Tuy nhiên, việc này không thể nhịn. Cho tới bây giờ, chỉ có gã đánh người, còn chưa ai dám ra tay với gã đấy. Huống chi còn bị đè xuống đánh trước mặt nhiều người như vậy. Quả thật mất hết mặt mũi. Bất kể thế nào, gã cũng sẽ không bỏ qua cho Đàm Thu. Mặt của gã đã âm u đến mức sắp chảy ra nước luôn rồi. Dù là người ngoài cuộc, khi nhìn thấy vẻ mặt đó cũng bị dọa sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị liên lụy. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Không ai dám nói chuyện. Bọn họ biết lần này Đàm Thu thảm rồi. Một vài nam sinh trộm đổ mồ hôi khi thấy bàn tay nắm chặt của Trương Tử Đằng. Quả nhiên, vừa đứng dậy, gã không thèm để tâm đến bụi bẩn trên người, mà sải bước đi đến chỗ Đàm Thu, tung người đá một cú thẳng vào đầu cậu ấy. Tất cả mọi người hoảng hốt. Nếu Đàm Thu chịu một cú này, chắc chắn sẽ bị chấn thương sọ não. Rầm, một âm thanh trầm đục vang lên, da mặt mọi người vô thức kéo căng, Đàm Thu cũng căng thẳng không thôi. Nhưng thật kỳ quái, cậu ấy không sao cả, mà Trương Tử Đằng lại bay ngược ra ngoài. Đến cách đó 3 mét mới nặng nề rơi xuống đất. Đồng thời, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh Đàm Thu, anh quay đầu lại rồi đá một cước vào người tên vệ sĩ đang đè Đàm Thu bay ra xa. Tiếp đó, anh đỡ cậu ấy dậy, thế nào, không sao chứ? Nhìn thấy người tới,
Đàm Thu nhoẻn miệng cười. Không sao ạ, anh Hoang, tôi không để Tống Ngữ Yên rời đi. Bầu không khí lúc này cực kỳ yên tĩnh. Mọi người đều trơn tròn mắt, ngước nhìn về phía bóng dáng đột ngột xuất hiện kia. Bóng dáng này không ai khác chính là Trần Đức, Trần Bát Hoang. Không ai có thể nhìn thấy anh xuất hiện như thế nào. Một giây trước, không có gì ở đó cả. Một giây sau, anh đã xuất hiện. Anh không chỉ xuất hiện mà còn đá bay Trương Tử Đằng, giống như đá một món đồ chơi, cả người gã bay ra xa 3 mét sau đó rơi xuống đất cái rầm. Tất cả mọi người đứng xung quanh đó như muốn nghẹt thở. Trời đất ơi! Tên Trần Bát Hoang này to gan thật đấy. Sao lại dám đối xử với Trương Tử Đằng như vậy, muốn chết hay gì? Ánh mắt ai nấy cũng đều tập trung về phía Trần Đức, không khí như đóng băng trong giây lát. Cậu chủ Trương, cậu có sao không? Ngay sau đó, cả đám vệ sĩ nhanh chóng hoàn hồn chạy đến bên cạnh Trương Tử Đằng, tên nào tên nấy cũng kinh hãi, vội vàng đỡ gã dậy. Sắc mặt Trương Tử Đằng vô cùng khó coi, cú đá này khiến các cơ quan nội tạng của gã đau nhức dữ dội, cảm giác như muốn ói. Trương Tử Đằng nhất thời không nói được lời nào. Ánh mắt gã nhìn chòng chọc về phía Trần Đức. Nhưng Trần Đức hoàn toàn không thèm để ý đến gã, anh quan sát Đàm Thu từ trên xuống dưới, chắc chắn không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vất vả rồi, đi nghỉ ngơi một lát đi, nơi này giao cho tôi. Nói xong, anh bước đến chỗ Tống Ngữ Yên, nới lỏng dây giày trên cổ tay cô ấy, xin lỗi bà xã, để em đợi lâu rồi. Hừ, ai là bà xã của anh? Tống Ngữ Yên trợn trắng mắt, đồ khốn nạn, tay tôi đau chết đi được. Trần Đức khẽ mỉm cười ỉ, như thể anh không hề quan tâm đến tính khí cô chủ của Tống Ngữ Yên. Nếu như em không phục thì có thể gọi điện thoại cho bố em, xem ông ấy nói gì. Anh, Tống Ngữ Yên nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này quả thực quá là vô sỉ. Lên hết cho tao, đánh gãy chân hắn. Đột nhiên, một tiếng thét vang dội tứ phía phá tan không gian yên tĩnh. Mọi người đều giật mình. Đó là tiếng hét của Trương Tử Đằng, sau khi bị người ta đá hết lần này đến lần khác, cuối cùng gã không còn giữ được sự bình tĩnh và nho nhã nữa, sắc mặt trông vô cùng dữ tợn. Vâng ỉ. Vài tên vệ sĩ đồng thời túm lấy băng ghế, không nói thêm lời nào lập tức xuất phát. Bởi vì bọn họ biết, nếu như trần trừ một giây, thì người gặp họa chính là bọn họ. Họ không thể chịu đựng được sự tức giận của Trương Tử Đằng. 7-8 người cùng nhau lao về phía Trần Đức. Anh Hoang, Đàm Thu bước tới đứng cạnh Trần Đức, tôi giúp anh. Không cần. Vừa dứt lời, Trần Đức đã di chuyển, anh lao vào trong đám vệ sĩ kia, một chiêu giải quyết một tên. Bụp, bụp bị, bụp. Trần Đức quá mạnh mẽ, 8 người đều bị anh hạ gục trong vòng chưa đầy một phút. Trên người mơ dụ LBII u yếu lâu hiểu đau đớn dữ dội. Trên người mấy tên đó đều cảm thấy đau đớn dữ dội, cơn đau đó cứ kéo dài không ngớt, khiến bọn họ không tài nào đứng dậy được. Lâm Giao vô cùng kích động, hai mắt cô sáng lên tràn đầy sự sùng bái. Ánh mắt Tống Ngữ Yên lộ rõ kinh ngạc, cô ấy không ngờ Trần Đức lại đánh nhau giỏi như vậy. Dùng làm vệ sĩ hay thuộc hạ, có lẽ là cũng không tệ. Anh Hoang lợi hại quá ỉ, trong lòng Đàm Thu phấn khích run lên, Trần Đức quả thực quá mạnh. Đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cậu ấy. Thời gian cứ thế trôi đi, ngày càng có thêm nhiều người tập trung lại khu vực này, sắc mặt ai nấy cũng đều kinh hoàng. Một ngòi đánh tay đôi với 8 ngòi. Nhưng vẫn nhẹ nhàng như không. Tại sao tên sinh viên mới chuyển đến này lại trâu bò như vậy? Sau khi giải quyết xong tên vệ sĩ cuối cùng, Trần Đức liếc mắt nhìn Trương Tử Đằng ở phía xa, nhoẻn miệng còi rồi chậm rãi đi tới. Mày vừa nói sẽ đánh gãy hai chân tao. Ha ha. Nhìn thấy Trần Đức bước đến, Trương Tử Đằng không chút sợ hãi, ngược lại vẫn bình tĩnh ngạo mạn, lạnh nhạt nói, tao muốn đánh gãy chân mày đấy, thì sao? Mày tưởng đánh bại bọn chúng thì có thể ra tay với tao sao? Nhóc con, mày vừa mới chuyển đến, có lẽ không biết tao là ai nhỉ? Trương thân. Trương Tử Đằng tự hào giới thiệu bản thân. Tao, Trương Tử Đằng, con trai của Trương Thiên Dương. Phú hào của thành phố Tần. Trương Tử Đằng, Trần Đức vội vàng đến đây, hiển nhiên không biết gã này là Trương Tử Đằng. Đúng, chính là tao. Trương Tử Đằng cò ỉ ha hả nói, thế nào, sau khi biết tao là ai, mày còn dám ra tay không? Chắc chắn là sợ rồi đúng không? 3 năm trước, tao cướp bạn gái của Đàm Thu,
có thể dẫm lên người hắn thì ngày hôm nay của 3 năm sau, tao cũng có thể dẫm đạp mày dưới chân như vậy. Còn mày, hoàn toàn không dám phản kháng, đây chính là sự khác biệt giữa người khổng lồ và con kiến. Nói nhảm nhiều quá. Trần Đức không nghe tiếp nổi nữa, anh vung tay ra giáng một tát vào khuôn mặt kia. Bốp! Trương Tử Đằng sững người, bị đánh đến nỗi choáng váng. Đánh gã! Trần Đức vậy mà dám đánh gã! Trương Tử Đằng không ngờ, một thằng nhóc nhà quê sau khi biết thân phận của gã rồi vẫn dám đánh gã. Ngay cả những sinh viên đứng xung quanh đó cũng không dám tin. Trương Tử Đằng là ai? Gã là một kẻ bụng dạ hẹp hòi, vô cùng tàn nhẫn ác độc. Bố gã là người sở hữu công ty bất động sản nổi tiếng số 1 ở thành Phô Tần, có thể nói sự tồn tại có 102 không ai sánh bằng. Thậm chí học viện thương mại này cũng có cổ phần của Trương Thiên Dương. Ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đánh Trương Tử Đằng. Mày dám đánh tao, con mẹ nó mày dám đánh tao. Trương Tử Đằng gầm lên, nắm lấy băng ghế bên cạnh, nhắm thẳng vào đầu Trần Đức giáng xuống. Trần Đức không thèm né. Anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên đã có thể đoạt lấy chiếc ghế trong tay gã, sau đó nhấc băng ghế lên rồi nện lại về phía Trương Tử Đằng. Đủ rồi. Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng từ trong đám đông vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên lao ra khỏi đám người vây quanh, đẩy Trương Tử Đằng ra. Băng ghế trên tay Trần Đức rơi xuống đất, anh hơi bất ngờ nhìn về phía người mới đến. Chú Vương. Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này. Trên mặt Trương Tử Đằng lộ rõ vẻ kích động và vui mừng, chú Vương, nhanh giúp tôi đánh chết hắn, đánh chết hắn. Người đàn ông trung niên này tên Vương Thông, là vệ sĩ bí mật của Trương Tử Đằng, ông ta thường ẩn mình trong bóng tối, Trương Tử Đằng mới chỉ nhìn thấy ông ta một lần. Nhưng, lần đó, Trương Tử Đằng đã có ấn tượng sâu sắc. Gã tận mắt chứng kiến Vương Thông đánh chết một con lợn chỉ với một chưởng. Từ đó Trương Tử Đằng vẫn nhớ mãi không quên. Sự xuất hiện của ông ta khiến Trương Tử Đằng vui mừng khôn xiết. Xong, người đàn ông trung niên này đã dội cho gã một gáo nước lạnh, cậu chủ, hôm nay cậu đụng phải thứ khó chơi rồi. Thứ khó chơi, khó đến mức nào, chú Vương, với bản lĩnh của chú không phải có thể nhẹ nhàng hạ gục hắn sao? Trương Tử Đằng kích động ra lệnh cho Vương Thông hành động, nhanh, đánh gãy chân hắn, bắt hắn quỳ xuống. Tuy nhiên, Vương Thông hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của gã. Thậm chí còn không muốn phí lời với gã, ông ta nhìn Trần Đức. Cậu Trần, khuyên người phải có lòng khoan dung. Mặc dù cậu chủ nhà chúng tôi cũng có lỗi, nhưng cậu xuống tay cũng hơi tàn nhẫn rồi đây. Với tầm nhìn của Vương Thông, có thể thấy rõ, nếu như vừa rồi không phải ông ta xuất hiện kịp thời, nếu Trương Tử Đằng bị băng ghê kia đánh chúng thì e là phải nom I8NTANNN snon dí dần hòi. Nằm viện trong khoảng thời gian dài. Ông muốn bảo vệ hắn. Trần Đức lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy. Vương Thông nói, cậu chủ nhà họ Trương không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Có điều, nể tình mối quan hệ giữa cậu với Ngữ Yên và thực tế cậu cũng không có lỗi trong chuyện này, nên chuyện vừa rồi tôi không truy cứu nữa. Không truy cứu. Trần Đức mỉm cười, chuyện hiện tại, không phải ông nói thế nào thì là thế ấy, hiểu không? Đúng vậy, chú Vương, chuyện này không thể không truy cứu ý. Trương Tử Đằng khàn giọng nói. Trần Đức không muốn bỏ qua cho gã, gã cùng không hề có ý bỏ qua cho Trần Đức. Bao nhiêu năm rồi? Từ khi trưởng thành đến nay, gã chưa từng mất mặt trước đám đông như vậy. Hôm nay đã mất sạch thể diện thế này, sao có thể cho qua dễ dàng vậy được? Cậu chủ, cậu có thân phận cao quý, sao phải so đo với những người này làm gì? Thái độ của Vương Thông đối với Trương Tử Đằng rất đúng mực. Ông ta trầm giọng nói, hiện tại tình huống của bố cậu thế nào? Có lẽ cậu hiểu rất rõ, có một số chuyên nếu tránh được thì nên tránh. Vì bọn họ, không đáng, cậu hiểu không? Sắc mặt của Trương Tử Đằng thay đổi liên tục. Trong lòng gã cực kỳ không cam tâm nhưng lại không thể không suy nghĩ những lời Vương Thông nói. Sức khỏe của bố gã rất yếu, gần đây sắc mặt ngày càng xấu đi, một tháng sút hơn 10 kg. Thời gian này, rất nhiều người đã huy động tìm kiếm những thầy thuốc bác sĩ chữa bệnh thần thánh ở khắp mọi nơi. Nhưng, ngay cả những chuyên gia y tế hàng đầu ở thành Phô Tần cũng bất lực trước căn bệnh kỳ lạ của ông ta. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra ông ta không còn nhiều thời gian nữa. Khi ông ta chết, việc phân chia tài sản là một vấn đề lớn, Trương Tử Đằng còn có một anh trai và một chị gái,
nếu bản thân gã biểu hiện không tốt thì rất có thể sẽ mất rất nhiều thứ. Hiểu được những điều này, Trương Tử Đằng chỉ có thể im lặng. Thấy cậu chủ Trương im lặng, Vương Thông quay lại nhìn Trần Đức. Ha ha, cậu nhóc, nghe nói cậu vừa mới chuyển đến đây, lẽ nào là từ thành phố khác chuyển đến sao? Chưa nghe thấy tên Trương Tử Đằng thì thôi, nhưng ngay cả Trương Thiên Dương, chủ tịch Trương cậu cũng chưa từng nghe thấy sao? Anh Hoang! Lúc này, Đàm Thu cách đó không xa đi đến bên cạnh Trần Đức, anh Hoang, chuyện này cho qua đi ạ. Đàm Thu sợ Trần Đức nóng nảy thái quá, gây chuyện phiền phức, quyền lực Trương Thiên Dương quá lớn mạnh, một khi Phi Tứ và Lục Mạnh, một khi chọc giận đến ông ta, e là Phi Tứ và Lục Hoán Kim cũng không dám quản. Đến lúc đó, không ai có thể giúp được Trần Đức. Trần Đức, thôi bỏ đi ngay, cả Tống Ngữ Yên cũng lắc đầu với anh. Lần này, cô ấy thực sự là muốn tốt cho Trần Đức, không muốn Trần Đức phải gặp rắc rối lớn như vậy. Nếu thật sự chọc giận nhà họ Trương, cho dù Tống Thiên Vũ đích thân ra mặt, có lẽ cũng không thể giải quyết được. Đến lúc đó, Trần Đức sẽ bị dồn vào đường cùng. Có lẽ còn liên lụy đến cả bố cô ấy. Trần Đức chưa kịp lên tiếng thì Tống Ngữ Yên đã đứng trước mặt anh còi nói, chú Vương, đã lâu không gặp. Ngữ Yên, Vương Thông nhẹ nhàng còi với Tống Ngữ Yên, chuyện hôm nay, tôi thay mặt Tử Đằng xin lỗi cô. Không sao, không sao ạ, Tống Ngữ Yên nói, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Ừm, Vương Thông nói, nếu như không có chuyện gì, vậy thì tôi đưa Tử Đằng đi đây. Vâng, Tống Ngữ Yên gật đầu, tạm biệt chú Vương. Hẹn gặp lại. Vương Thông chào tạm biệt Tống Ngữ Yên, sau đó rời đi trước. Sắc mặt Trương Tử Đằng u ám lườm Trần Đức, mấp máy môi lẩm bẩm. Mày đợi đấy. Sau đó, gã quay lưng bỏ đi. Một đám vệ sĩ dìu dắt nhau đi theo phía sau. Trần Đức, anh có biết là suýt chút nữa đã gây chuyện lớn rồi không? Tống Ngữ Yên nói như giành công, anh phải cảm ơn tôi đã kịp thời ngăn cản anh đấy. Đúng vậy. Nếu không có em thì Trương Tử Đằng bây giờ đã trở thành người tàn phế rồi. Trong lòng Trần Đức than thở, nhưng thấy Tống Ngữ Yên cũng có ý tốt nên không tính toán với cô ấy nữa. Lần này thôi vậy. Anh xem Trương Tử Đằng như một con chó, sủa hai tiếng với anh. Lần sau còn dám làm phiền anh thì anh sẽ trực tiếp đuổi giết đến tận nhà họ Trương, để Trương Thiên Dương tự mình giải quyết. Cảm ơn bà xã, được chưa, Trần Đức còi nói, xem ra bà xã vẫn rất quan tâm đến anh. Mọi người không khỏi hoang mang. Tên này mở miệng ra, một tiếng bà xã hai tiếng bà xã, thật không biết xấu hổ là gì. Sô Nam Sinh độc thân nghe thấy hai tiếng này cũng vô cùng khó chịu, nhưng nhớ đến thân thủ vừa rồi của Trần Đức, không ai dám có ý kiến gì. Hôm nay Trương Tử Đằng đã chịu thiệt quá lớn. Sự việc này giống như một cơn mưa xuân, rất nhanh đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Trong vòng chưa đầy một giờ, Trần Đức lại một lần nữa được đẩy lên top đầu và trở thành người làm mưa làm gió của trường. Trong diễn đàn thảo luận của trường, một bài đăng có tiêu đề vị hôn phu của Hoa Khôi đánh bại Trương Tử Đằng, đã gây xôn xao dư luận. Trong bài, toàn bộ sự việc được mô tả chi tiết, kèm theo một vài hình ảnh không được sắc nét cho lắm. Rõ ràng, những bức hình này được chụp lén. Bài đăng đã vượt hơn 100.000 lượt xem và hơn 3.000 lượt bình luận. Thằng nhóc này to gan thật đấy, ngay cả cậu Trương cũng dám đánh. Vậy mà Trương Tử Đằng lại tha cho hắn. Trương Tử Đằng quá đáng thật đấy. Nếu hắn dám đánh tôi như vậy, tôi đảm bảo sẽ đánh hắn đến khi cầu xin tha mạng. Trương Tử Đằng đáng ghét thật, tôi đã ngứa mắt hắn từ lâu rồi. Trên mạng, không biết ai lại ai, muốn nói gì thì nói, có người nịnh nọt Trương Tử Đằng, có người cho rằng gã đáng đời. Sức mạnh của quần chúng cực kỳ đáng sợ, 3 năm trước chuyên của Đàm Thu bị đào lại, người đó lại lập một hashtag khác tên là đôi ba chuyên của Đàm Thu và Trương Tử Đằng. Bên trong đó, mọi sự việc đều được viết một cách rõ ràng chi tiết, khiến tất cả mọi người vô cùng sửng sốt, nhất thời, một làn sóng lại nổi lên. Trần Đức và hai Hoa Khôi giảng đường đã trở về biệt thự, Tống Ngữ Yên và Lâm Giao đang đọc bài đăng này. Biết được Đàm Thu từng trải qua những chuyện như vậy, hai người đều vô cùng đồng cảm. Ánh mắt Tống Ngữ Yên như đông cứng lại, hành động của Trương Tử Đằng khiến cô ấy cảm thấy ớn lạnh. Chân dài, tớ thấy sau này cậu nên từ bỏ Trương Tử Đằng đi. Tên đó chẳng khác gì đồ bại hoại, Lâm Giao nhỏ giọng nói, tớ nghĩ hắn còn không bằng Trần Bát Hoang nữa. Hôm nay Trương Tử Đằng thực sự đã khiến tớ từ bỏ rồi.
sao trước đây tớ lại có hảo cảm với hắn nữa không biết, Tống Ngữ Yên nói đến đây, đột nhiên chuyển chủ đề nói. Giao Giao, hừ, hôm nay cậu cũng khiến tớ mở rộng tầm mắt rồi, thân thủ tốt như vậy, sao không nói cho tớ biết, hả? Không phải là chưa có cơ hội sao? Cố ý thì có. Đúng vậy, tớ cố ý đấy. Hai cô gái rằng có nhau lăn lộn trên sofa, trêu đùa rộn rã. Trần Đức nằm trên sofa phía bên kia, lướt xem thông tin trong diễn đàn bằng máy tính, ánh mắt u ám bất định. Lần sau gặp lại Trương Tử Đằng, anh nhất định phải bắt Trương Tử Đằng trả giá ý. Mọi người về rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói từ trên lầu truyền xuống, Tô An Khê bước xuống cầu thang. Mặt cô ả đỏ bừng, đôi môi sưng lên như hai chiếc xúc xích. Vừa dứt lời, cô ả liền nhìn thấy Trần Đức ở bên cạnh, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, tâm trạng khó hiểu. Tô An Khê chào hỏi Tống Ngữ Yên và Lâm Giao, sau đó cầm lấy một bình sữa, bước nhanh lên lầu. Trần Đức lắc đầu, anh làm biếng so đo với những người này. Vào ban đêm, vì sự an toàn của Tống Ngữ Yên, Trần Đức đã không rời đi, anh ngủ ở tầng 1. Nửa đêm, vầng trăng to như chiếc đĩa bạc treo ở trên cao, tỏa ra một tầng ánh sáng trắng, phủ lên màn đêm từng lớp xám bạc. Ánh trăng chiếu xuống mọi ngóc ngách của thành phố Tần. Trong một khu biệt thự nọ, Vương Thông đang đứng trước một người đàn ông khoảng 50, kính cẩn thuật lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bên trong sảnh biệt thự, người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế sofa làm từ gỗ trinh nam, trông ông ta không được khỏe mạnh cho lắm, cả người yếu ớt, sắc mặt hơi tái nhợt, gầy gò vô cùng. Nhưng mà, một người ban ngày vô cùng tự tin bình tĩnh như Vương Thông đứng trước mặt người ốm yếu này, lại không hề dám tùy tiện lớn tiếng. Ông ta không phải ai khác, mà chính là bố của Trương Tử Đằng, Trương Thiên Dương. Chủ tịch Trương, chuyên là như vậy, hôm nay tôi đã ghi lại tất cả hành tung của cậu chủ và gửi đến hộp thư của ông rồi. Vương Thông thận trọng cung kính nói, ông nghỉ ngơi đi, tôi về nhà đây. Về đi, Trương Thiên Dương phất tay, biểu thị có thể rời đi. Bước chân của Vương Thông rất nhẹ, ông ta nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Ở cửa, một quản gia trạc tuổi Trương Thiên Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, ông ta bước đến chỗ Trương Thiên Dương, anh Dương, có muốn lên lầu nghỉ ngơi không? Hai, đợi chút nữa, Trương Thiên Dương thở dài, cho dù là vào phòng, thời gian thật sự ngủ say cũng rất ngắn. Sức khỏe ông ta ngày một sâu đi, trong lòng ông ta có một nỗi sợ hãi đối với cái chết vô cùng mãnh liệt, một khi nhắm mắt lại sẽ gặp đủ thứ ác mộng. Bây giờ, ông ta gần như giao phó tất cả công việc cho cấp dưới, còn ông ta ở nhà tĩnh dưỡng, hoặc nói cách khác là trò chết. Mỗi ngày, ông ta chỉ ngồi nghe thông tin từ những người đã được sắp xếp theo dõi con cái, xem biểu hiện của bọn chúng thế nào, sau đó quyết định phân chia tài sản trong tương lai. Thậm chí còn để một vài người bí mật quay video để lưu lại cho sau này. Quan Hổ, ông nói xem, có phải tôi chỉ có thể chờ chết không? Sắc mặt Trương Thiên Dương có chút mệt mỏi. Anh Dương, anh không thể nói như vậy. Năm 16 tuổi, anh lưu lạc từ nông thôn đến thành phố Tần. Từ khi chúng ta gặp nhau, suốt chặng đường này, có lần nào là không gặp phải khó khăn trắc trở, Quan Hổ nói, nhưng bây giờ anh đã thành công, hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp đứng đầu thành phố Tần. Cát nhân ắt có thiên tướng, bất cứ khó khăn nào cũng không thể khiến anh gục ngã. Ha ha, chỉ có ông là khéo nói. Tôi có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, không phải đều nhờ sự giúp đỡ của ông sao? Trương Thiên Dương nói, sau khi tôi chết, sẽ chia cho ông một nửa giang sơn mà tôi đã dày công xây đắp. Tuyệt đối không được, anh Dương, anh biết không, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh nhỉ, trong mắt Quan Hổ hiện lên một tia khác thường, không có anh, sẽ không có Quan Hổ này. Nếu anh chết, tôi sẽ đi cùng anh. Hai, Trương Thiên Dương lại thở dài, hiện tại, người ông ta tin tưởng nhất chính là Quan Hổ. Quan Hổ không phải họ Trương, nhưng địa vị của ông ta trong nhà họ Trương rất được kính trọng. Ngay cả vợ và con trai của Trương Thiên Dương khi nhìn thấy Quan Hổ cũng phải kính nể. Bởi vì Quan Hổ tương đương với cái bóng của ông ta. Không có bí mật nào giữa hai người bọn họ cả. Hơn 30 năm qua, Quan Hổ vẫn luôn ở bên cạnh ông ta đến tận ngày hôm nay, từ một cậu nhóc nông thôn trở thành cá sấu lớn trên thương trường, Quan Hổ đã giúp đỡ ông ta rất nhiều. Quan trọng hơn, Quan Hổ không hề có tham vọng gì cả, Trương Thiên Dương đã nhiều lần đưa cho Quan Hổ tài sản và cổ phần nhưng đều bị ông ta từ chối. Đời này gặp được ông,
Tôi đúng là may mắn, Trương Thiên Dương nói. Quan Hổ im lặng hồi lâu mới nói, anh Dương, anh yên tâm, tôi đã sai người đi đến nhà tù kia rồi, đợi tôi thông qua các mối quan hệ liên lạc được, anh đi đến đó xem thử, biết đâu người đó có thể cứu anh. Chỉ mong là vậy, Trương Thiên Dương thở dài, một lần nữa nhớ lại tình cảnh 2 năm trước. Ông ta quỳ trước cửa 3 ngày 3 đêm mới đổi được thêm 2 năm tuổi thọ, lão già cổ quái kia không biết bây giờ có còn sống không. Đúng lúc đang nói chuyện này thì điện thoại di động của Quan Hổ đột nhiên vang lên, ông ta nghe máy. Alo, cái gì, chắc không? Sắc mặt của Quan Hổ trở nên u ám, cực kỳ khó coi. Một lúc sau, ông ta cúp điện thoại, trong mắt mơ hồ ngấn lệ, anh Dương. Sao vậy, Trương Thiên Dương thấy ông ta như vậy, nghi hoặc hỏi. Sửu gia, ông ta, chết rồi. Cái gì? Vẻ mặt của Trương Thiên Dương lập tức thay đổi. Giống như sét đánh ngang tai, tâm trạng bỗng suy sụp. Sửu gia là hy vọng duy nhất của ông ta. Vậy mà lại chết rồi. Sao lại chết vậy? Hai mắt ông ta hiện lên những tia máu đỏ ngầu, ép sự bồn chồn trong lòng phải bình ổn lại. Một tháng trước, ông ta đã nhờ Quan Hổ thăm dò tin tức, nhưng nơi đó là một nhà tù nghiêm khắc, rất khó lấy được thông tin bên trong. 3 ngày trước mới mua chuộc được một người ở bên đó, đồng ý giúp đỡ nghe ngóng tin tức. Không ngờ, cuối cùng lại chờ được kết quả như thế này. Xử bắn, cách đây không lâu, Quan Hổ đau khổ nói. Khụ, khụ khụ. Đột nhiên, Trương Thiên Dương ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt, đầu cúi thấp xuống, ho khan liên tục. Anh Dương, Quan Hổ vội vàng tiến lên giúp đỡ, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng ông ta, hy vọng như vậy sẽ khiến ông ta cảm thấy dễ chịu hơn. Xong, cách làm này rõ ràng là vô ích. Trương Thiên Dương vẫn ho mãi không thôi, cuối cùng nôn ra một ngụm máu nhỏ rồi mới khó khăn ngừng lại. Sau khi uống một ngụm nước ấm và súc miệng, Trương Thiên Dương dường như lại già đi vài phần, ngồi ở trên sofa, ánh mắt có chút trống rỗng, xem ra lần này số kiếp đã định rồi. Thôi vậy, nhân lúc bây giờ vẫn còn thờ, sắp xếp hậu sự trước. Ông ta bất lực vẫy tay với Quan Hổ, giúp tôi mở những đoạn video ngày hôm nay ở trong hộp thư. Vâng. Quan Hổ gật đầu, bật máy tính lên, chiếu máy tính lên màn hình lớn 100 inch trước mặt, bắt đầu bấm vào một số video. Những đoạn phim này là tung tích của 3 đứa con ông ta trong những ngày gần đây. Rất nhàm chán, nhưng Trương Thiên Dương lại xem một cách thích thú. Bởi vì video quá dài nên Quan Hổ đã ban chọn phát với tốc độ nhanh gấp 3 lần, rất nhanh đã đến đoạn của Trương Tử Đằng, từ nhà, đến Trương, rồi gặp Đàm Thu. Sau đó... Một nam thanh niên xuất hiện, một cước đá bay Trương Tử Đằng. Tốc độ phát rất nhanh nên phân đoạn này trôi qua một cách chóng. Ý giúp tôi chữa bệnh. Tôi nhớ. Quan Hổ hồi tưởng lại, gật đầu. Sau đó, ông ta dường như hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn hình. Anh Dương, ý của anh là. Cậu ấy chính là người mà anh đã nói. Hoàng gia. Quan Hổ biết hầu hết mọi thứ về Trương Thiên Dương. Mặc dù ông ta không có bất kỳ người thân nào liên quan đến những gì đã xảy ra trong tù, nhưng ông ta cũng biết một nhân vật quan trọng. Trần Bát Hoang. Nếu không có người này, Sửu gia sẽ không bao giờ giúp Trương Thiên Dương chữa bệnh. Không quá lời khi nói rằng nếu không có Trần Bát Hoang thì Trương Thiên Dương đã chết từ 2 năm trước. Và Quan Hổ cũng sẽ rời bỏ thế giới này cùng với Trương Thiên Dương. Đúng, đúng, chính là cậu ấy, Trương Thiên Dương vô cùng kích động. Ha ha, ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người, Quan Hổ bật cười, lúc trước anh nói nếu Sửu gia truyền lại y thuật, tìm được cậu ta, nhất định có thể cứu được anh. Anh Dương, tôi sẽ phái người đến học viện thương mại tìm cậu ấy ngay. Không, Trương Thiên Dương dừng lại, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi sẽ đích thân đi. Đêm đó, Trương Thiên Dương rất phấn khích. Năm nay ông ta 52 tuổi, 16 tuổi từ nông thôn lên thành thị. Dần dần trở thành ông trùm trong giới kinh doanh, chen chân vào giới thượng lưu của thành phố Tần. Giờ đây, trong mắt ông ta, danh vọng, tài sản và sự giàu có mà ông ta theo đuổi khi còn trẻ đều đã là phù du. Chỉ có cái mạng này mới là quan trọng nhất. Ông ta không ngờ Hoàng gia năm đó bị nhốt trong nhà tù có án tử hình, bây giờ lại ra ngoài rồi. Đúng rồi. Trương Thiên Dương ngừng một lát lại nói, ngày mai đưa Tử Đằng đi cùng. Còn chưa nói hết câu. Đột nhiên, sắc mặt của Trương Thiên Dương trở nên trắng bệch,
giống như một tờ giấy trắng, con người run lên. Rầm. Giây tiếp theo, Trương Thiên Dương ngã thẳng xuống đất, trực tiếp ngất đi. Anh Dương, anh Dương, Quan Hổ ngồi xổm xuống hét lớn, hét mấy lần cũng không có phản ứng, ông ta lập tức cầm điều khiển từ xa ấn nút báo động màu đỏ. Ngay sau đó, bên ngoài biệt thự, trong vườn nhanh chóng vang lên tiếng chuông báo động inh ỏi. Không đến một phút sau, một nhóm các bác sĩ lần lượt đi vào. Với cấp bậc của Trương Thiên Dương, mạng sống của ông ta tác động đến rất nhiều người. Vì vậy, ngay cả đêm khuya, các bác sĩ trực ban cũng sẵn sàng ứng phó với những trường hợp khẩn cấp đột xuất. Chuyện gì xảy ra vậy? Một bác sĩ già nói. Lúc nãy tâm trạng của Chủ tịch Trương hơi kích động, đột nhiên ngất đi, Quan Hổ đáp. Vị bác sĩ già này là một thầy thuốc đông y nổi tiếng, trong 2 năm qua, ông ta vẫn luôn giúp Trương Thiên Dương điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Ông ta có rất nhiều thành tích trong lĩnh vực đông y, được xem như là một nhân vật cao cấp, từng đạt được nhiều danh hiệu quốc gia. Ông ta không chỉ am hiểu về trình độ đông y, tây y mà còn là một giáo sư. Trong lĩnh vực y tế của thành phố Tần, ông ta cũng là Thái Sơn Bắc Đẩu, năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn khỏe như rồng như hổ, tràn đầy năng lượng. Trương Thiên Dương mời ông ta đến đây, đãi ngộ cực kỳ cao, lương năm hàng chục triệu tệ. Còn đặc biệt tặng thêm biệt thự, vệ sĩ, xe hơi sang trọng và mỹ nữ. Nhanh, đưa Chủ tịch Trương vào phòng. Trương Thiên Dương đột nhiên ngất xỉu, cả nhà họ Trương trở nên hỗn loạn, không lâu sau có 3 người phụ nữ vội vàng đi đến. Bọn họ đều là vợ của Trương Thiên Dương, người lớn nhất hơn 40 tuổi, người nhỏ nhất thì mới hơn 30. Người lớn tuổi nhất là vợ cả của Trương Thiên Dương, cũng chính là mẹ của Trương Hân Nhiên, con gái của ông ta. Người trẻ nhất là mẹ của Trương Từ Đằng, còn người ở giữa là mẹ của Trương Từ Ngọc, đứa con trai khác của Trương Thiên Dương. 3 người vừa biết tin đã vội vã chạy đến, vô cùng lo lắng. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ban ngày vẫn ổn mà. 2 người vợ trẻ tuổi lần lượt hỏi chuyện gì đã xảy ra, còn người vợ lớn tuổi nhất lại nói. Ông Hồng, xin ông nhất định hãy giúp Thiên Dương tỉnh lại. Bà Nhan, bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông Hồng, Hồng Trung Hà, là một vị bác sĩ đông y nổi tiếng. Trong những năm qua, ông ta đã quan sát theo dõi bệnh tình của Trương Thiên Dương rất nhiều lần, nhưng vẫn không tài nào chẩn đoán chính xác được. Ông ta cũng từng cố gắng chữa trị nhưng không có kết quả khả quan lắm. Bây giờ Trương Thiên Dương đột nhiên ngất đi, Hồng Trung Hà thực sự không còn tự tin nữa, bà Nhan, bà Trịnh, bà Đại, anh Quan, mọi người ra. Ngoài trước nhé. Vâng, Nhan Như Sơ gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn. Trương Thiên Dương một lát, sau đó đi ra ngoài trước. 2 người phụ nữ còn lại và Quan Hồ cũng đi theo sau. Khoảng nửa giờ trôi qua. Cuối cùng, Hồng Trung Hà cũng bước ra, sắc mặt hơi khó coi. 3 người phụ nữ vây quanh. Bác sĩ Hồng, thế nào rồi? Khi nào thì có thể tỉnh lại? Ông Hồng, chồng tôi có thể tỉnh lại được không? Ông Hồng, Thiên Dương thế nào rồi? Biểu hiện của 3 người hoàn toàn khác nhau. Nhan Như Sơ lo lắng cho sự an nguy của Trương Thiên Dương, 2 người còn lại thì hồi bác sĩ liệu người bên trong có thể tỉnh lại hay không, khi nào mới tỉnh. Quan Hồ đứng bên cạnh, đều nhìn thấy rõ những điều này. Ông ta không hỏi gì cả, bước tới trước, đợi ông Hồng nói. 2. Hồng Trung Hà thở dài, tình hình không được lạc quan lắm, có L, có L. Do dự một chút, Hồng Trung Hà nói, có lẽ, Chủ tịch Trương không còn nhiều thời gian nữa. Cái gì? Nhan Như Sơ trợn tròn mắt, bà ta cảm thấy đầu óc choáng váng kêu ong ong, ngay sau đó, cảnh vật trước mắt quay cuồng, ngất xỉu tại chỗ. Chị Nhan, chị đi. 2 người phụ nữ còn lại sừng sốt, chạy đến vây quanh, Hồng Trung Hà vội vàng ấn huyệt cho Nhan Như Sơ. Một lúc lâu sau, Nhan Như Sơ mới từ từ tỉnh dậy, khóe mắt lặng lẽ rơi lệ, ngồi trên ghế sofa bên cạnh không nói lời nào. 2 người phụ nữ còn lại tranh thủ gọi điện thoại cho con trai của mình, bảo bọn chúng nhanh chóng đến đây. Từ Đằng, bệnh của bố con nặng thêm rồi, nhanh về đi. Từ Ngọc, con đang ở đâu? Quan Hồ gọi Hồng Trung Hà sang một bên, ông. Hồng, nói thật, anh Dương còn bao nhiêu thời gian nữa? Hồng Trung Hà không nói lời nào, quay lưng lại với mấy người phụ nữ, lén giơ 3 ngón tay lên. 3 tháng, Quan Hồ hỏi.
Hồng Trung Hà lắc đầu, nói nhỏ, 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày. Ông ta biết rất rõ cái chết của Trương Thiên Dương sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Trương như thế nào, nên giọng nói của ông ta nhỏ đến mức chỉ có Quan Hồ mới có thể nghe rõ. Quan Hồ đau lòng, hai mắt đỏ bừng như sắp khóc, trong con người hiện lên một màn xương mỏng. Có điều, lớp xương này đã bị ông ta đè nén xuống. Được rồi, chuyện này tạm thời giữ bí mật, chưa đến giây phút cuối cùng, xin ông Hồng đừng công khai. Tôi biết, không cần Quan Hồ nhắc nhở, bản thân Hồng Trung Hà cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện này. Dù sao thì địa vị của Trương Thiên Dương cũng quá cao, một khi ông ta chết, không chỉ ảnh hưởng đến nhà họ Trương, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn. Một khi tin tức về cái chết của ông ta được truyền ra, giá cổ phiếu của tập đoàn họ Trương sẽ giảm mạnh. Trong tay Hồng Trung Hà vẫn còn rất nhiều cổ phiếu của công ty bất động sản này, ông ta phải tranh thủ thời gian trong 2-3 ngày này bán tháo hết mới được. Xem ra, chỉ có thể tìm cậu ấy thôi. Trong đầu Quan Hồ hiện lên hình dáng của nam thanh niên trên video. Bất luận thế nào cũng phải tìm được cậu ấy, cứu sống. Trương Thiên Dương. Tình cảm của Quan Hồ đối với Trương Thiên Dương, trong số những người phụ nữ này, e là chỉ có Nhan Như Sơ có thể so sánh được. Trong toàn bộ gia tộc nhà họ Trương và tập đoàn Trương Thị, e rằng người mong Trương Thiên Dương không xảy ra chuyện nhất chính là ông ta. Bằng mọi giá, ông ta phải tìm được người đàn ông tên Trần Bát Hoang kia, nhờ người ấy giúp đỡ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào trên mặt Trần Đức, dưới ánh mặt trời, ngũ quan tuấn tú của anh trông khá thoải mái. Lúc này, anh đang ngồi xếp bằng trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, âm dương kinh đang vận hành trong cơ thể, khống chế khí tức bên trong, chạy dọc toàn thân. Tống Ngữ Yên bước xuống lầu, cô ấy mặc một bộ váy trắng, vô cùng thuần khiết, tựa như thiên sứ giáng trần. Nhìn thấy Trần Đức ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cô ấy lên tiếng hỏi, Trần Bát Hoang, anh làm gì mà trông bí hiểm thế? Tu tiên! Trần Đức không mở mắt, rõ ràng anh sớm đã biết. Tống Ngữ Yên đang đi xuống lầu. Anh không biết phải giải thích âm dương kinh thế nào, cho nên chỉ đành tùy ý nói nhằm. Tu tiên, sao anh không tu ma luôn đi? Tống Ngữ Yên cảm thấy cạn lời, tên này bệnh thật. Cô ấy cũng lười để ý tới Trần Đức, pha một ly sữa rồi lên lầu. Không lâu sau, Lâm Giao lại xuống lầu. Thấy Trần Đức ngồi xếp bằng trông rất quái lạ, cô lặng lẽ đi đến trước mặt anh, đung đưa hai tay trước mắt, sau đó làm mặt quỷ với anh. Nếu như đến rồi, tại sao không vào? Trần Đức đột nhiên lên tiếng khiến Lâm Giao giật cả mình. Nói xong câu nói đó, Trần Đức mở mắt ra. Lâm Giao mặc một chiếc áo crop top bó sát màu đen, đang khom người đứng trước mặt Trần Đức. Khi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh xuân trắng nơn trên ngực Lâm Giao, anh bất giác trợn tròn mắt. Mẹ nó! Như này cũng to quá đi mất. Ít nhất cũng là cấp G. Anh biết của Lâm Giao rất to, nhưng không ngờ lại to đến vậy, anh phát hiện trước đây bản thân đã đánh giá thấp Lâm Giao rồi. Vừa bước vào cổng lớn, thứ đầu tiên đập vào mắt là con đường lát đá hoa cương, xung quanh là những cây cầu nhỏ bắc qua sông, cùng với những đám cỏ xanh mướt. Ở đây không chỉ có biệt thự mà còn có rạp chiếu phim, bể bơi, phòng tập gym và nhiều tiện ích giải trí khác, thậm chí còn có một tòa nhà đặc biệt, chính là phòng làm việc của Trương Thiên Dương. Cảnh tượng cực kỳ sang trọng và xa hoa, ở thành phố sầm uất này lại có thể tìm được một nơi như vậy cũng đủ cho thấy địa vị của Trương Thiên Dương ở cấp bậc nào. Khoảnh khắc đầu tiên bước vào biệt thự, Trần Đức đã nhìn thấy Trương Tử Đằng, hiển nhiên, Trương Tử Đằng cũng đã nhìn thấy anh. Ngay lập tức, đôi mắt gã trở nên vô cùng ngạc nhiên. Gã sớm đã nghe mẹ mình nói, Quan Hổ đã đi mời một vị thần y, sao tên này lại đi cùng đến đây? Nghĩ đến đó, Trương Tử Đằng bèn hỏi, chú Quan, không phải chú đi mời thần y đến sao? Tên này là ai vậy? Trương Tử Đằng giả vờ như không biết Trần Đức, ai ngờ Trần Đức không hề giữ mặt mũi cho gã chút nào. Sao thế, hôm qua mới bị tao tát một phát, hôm nay đã không quen biết gì rồi à? Là do trí nhớ mày không tốt, hay là do tao tát chưa đủ mạnh? Sắc mặt Trương Tử Đằng lập tức thay đổi, mẹ gã đang đứng bên cạnh giường như không biết chuyện này, khinh thường nói, mày tát Tử Đằng nhà tao. Mày không nằm mơ đấy chứ? Quan Hổ, đây chính là thần y mà ông mời đến sao, sao lại không hiểu phép tắc gì vậy chứ? Hơn nữa trông hắn cũng chả giống thần y gì cả, làm gì có thần y nào trẻ tuổi vậy? Có đánh hay không,
có thể hỏi Tử Đằng thử xem, Quan Hổ nói, thần y mà tôi mời đến chính là cậu ấy. Trong đại sảnh, ngoài Trương Tử Đằng ra còn có vài người đang đứng gần đó, trong đó có một người đàn ông trông khá giống Trương Tử Đằng, tuổi tác lớn hơn một chút, khoảng chừng 27 tuổi, hắn ta là con trai cả của Trương Thiên Dương, Trương Tử Ngọc. Người đứng bên cạnh chính là mẹ hắn ta. Phía đối diện bọn họ là hai người phụ nữ, một già một trẻ, một người là Nhan Như Sơ và người còn lại là Trương Hân Nhiên. Trương Hân Nhiên nhỏ tuổi hơn Trương Tử Ngọc nhưng lớn hơn Trương Tử Đằng vài tuổi, cô mặc trang phục cực kỳ giản dị, đôi mắt đỏ hoe rõ ràng là vừa mới khóc xong. Ngoài gia đình này, còn có bác sĩ già Hồng Trung Hà. Vừa nghe nói Trần Đức là thần y do Quan Hổ mời đến, sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Thần y gì chứ? Rõ ràng là thằng nhóc mới ngoài 20 tuổi. Ở độ tuổi này, cho dù có học ngành y cũng không xứng với hai chữ thần y. Khoảnh khắc Quan Hổ nói Trần Đức chính là thần y, hình như cả thế giới đều trở nên yên lặng, tên này không chỉ trẻ tuổi mà còn ăn mặc cực kỳ rẻ tiền, cộng lại hết đống đồ trên người nhiều nhất cũng không quá 500 tệ. Với vẻ ngoài này, thực sự là khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng thần y trong lòng bọn họ. Quan Hổ, ông có chắc là muốn hắn chữa bệnh không? Mẹ của Trương Tử Ngọc nói, ngay cả ông Hồng cũng không thể chữa khỏi. Tôi nghĩ tốt hơn là đừng nên giày vò nữa. Đúng vậy, chú Quan, chú thường dạy cháu phải thành thật. Chú thấy tên này có thành thật không? Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình của con người, chú đừng để bị hắn lừa, Trương Tử Ngọc cũng phụ họa thêm. Hơn nữa, tôi không muốn đến lúc sắp chết, bố tôi phải tiếp xúc với loại người này. Tôi đã liên hệ với công ty tổ chức tang lễ. Sau khi bố tôi đi, chúng tôi sẽ tổ chức tang lễ long trọng cho ông ấy, đó mới là việc chính. Anh nói gì thế Trương Tử Ngọc, có phải anh mong bố xảy ra chuyện không vậy? Hai mắt của Trương Hân Nhiên đỏ hoe, mặc dù cô không tin Trần Đức là thần y gì đó, nhưng cô rất đau xót khi nghe những lời của Trương Tử Ngọc. Một người là anh trai, một người là em trai, lại suốt ngày chỉ biết đến tài sản của bố đẻ, chỉ mong sao bố cô sớm qua đời. Nghe thấy những lời này, Nhan Như Sơ vừa mới khóc xong chưa khô nước mắt, bây giờ lại tiếp tục khóc không thành tiếng, nước mắt không ngừng chảy dài. Cái gì mà mong bố xảy ra chuyện, em gái ngoan của tôi, tình hình của bố như thế nào, em còn không rõ sao, Trương Tử Ngọc nói. Chú Quan, mặc dù lời của anh Tử Ngọc không thỏa đáng, nhưng tôi thấy không phải là không hợp lý. Bố bị bệnh nguy kịch hết phương cứu chữa, ông Hồng cũng phải bó tay, huống chi hắn, Trương Tử Đằng lạnh lùng nói, đuổi hắn ra ngoài đi. Loại người như hắn đến nhà chúng ta chỉ thêm bẩn đất nhà chúng ta mà thôi. Đúng vậy, Quan Hổ, tôi sẽ không bao giờ cho phép hắn động vào chồng tôi. Chồng tôi đã đủ thảm rồi, không thể để người khác làm như bẩn ông ấy được. Mẹ con Trương Tử Đằng và mẹ con Trương Tử Ngọc đều không ưa Trần Đức, lần lượt thi nhau lên tiếng phản đối. Quan Hổ im lặng. Lúc này, ông ta có thể nhìn rõ trong lòng mọi người đang nghĩ gì, ông ta cảm thấy tức giận và buồn thay cho Trương Thiên Dương. Thời điểm mấu chốt, Trương Tử Đằng chỉ biết báo thù, Trương Tử Ngọc thì chỉ một lòng muốn chiếm tài sản, hai cậu con trai còn không bằng một cô con gái. Ông ta đang định lên tiếng thì ông Hồng cũng bước tới trước nói, bạn nhỏ, cậu đến hành nghề y, vậy có chứng chỉ liên quan gì đến nghề y không? Không có, Trần Đức lắc đầu. Vốn dĩ ông Hồng không hề coi thường Trần Đức, nhưng vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, hừ. Không có chứng chỉ hành nghề y mà còn dám đi chữa bệnh, cậu thực sự biết y thuật. Hồng Trung Hà biết, có chứng chỉ chuyên môn không có nghĩa là người này có y thuật cao siêu, nhưng thử hỏi thời đại hoa hạ ngày nay có bác sĩ nào là không thi lấy chứng chỉ chuyên môn. Nói cách khác, có chứng chỉ chuyên môn nhưng y thuật chưa chắc đã tài giỏi siêu sao. Nhưng, một người mà ngay cả chứng chỉ chuyên môn còn không có thì chắc chắn không phải là bác sĩ. Thậm chí có thể nói, người đó không phải là một bác sĩ hợp lệ. Xin lỗi, với tư cách là một bác sĩ, tôi không thể để cậu dễ dàng tiếp xúc với bệnh nhân. Việc tiếp xúc của cậu có thể chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, Hồng Trung Hà nói. Trần Đức ngẩng đầu nhìn những người trước mặt, không vòng vo nhiều lời, dứt khoát nói, tôi có thể khiến Trương Thiên Dương tỉnh lại, bây giờ cho các người 3 giây, chữa hay không chữa, các người tự chọn đi. 3. 2. Chữa. Đột nhiên, Quan Hổ và Nhan Như Sơ đồng thanh lên tiếng, sau khi nói xong, cả hai đều đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu tâm tư của đối phương. Chữa. Nhất định phải chữa.
không cần biết Trần Đức có thực sự chữa khỏi hay không, nhưng nếu như đã đến rồi thì chính là hy vọng của bọn họ. Điều quan trọng nhất là Quan Hổ biết chuyện xảy ra 2 năm trước, nếu như Trần Bát Hoang đã nói có thể chữa khỏi, vậy thì có lẽ thật sự có thể chữa khỏi. Về phần mẹ của Trương Hân Nhiên, bà ta không biết chuyện lúc trước, nhưng cũng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Bà ta đã đồng hành cùng Trương Thiên Dương suốt quãng đường dài, từ nghèo khó cho đến ngày hôm nay, gặp không biết bao nhiêu người, từ trên người Trần Đức bà ta có thể cảm nhận được niềm tin. Niềm tin này không phải là không có căn cứ. Huống hồ, bà ta là một người tin vào những chuyện kỳ tích. Nếu như trên thế giới này không có kỳ tích thì Trương Thiên Dương đã không thể từ hai bàn tay trắng đạt đến đỉnh cao như ngày hôm nay. Tôi cũng đồng ý điều trị, Trương Hân Nhiên nói, tôi muốn để anh ấy thử xem. Lúc này Trần Đức mới chú ý tới cô gái này, trong nháy mắt anh không khỏi có chút kinh ngạc. Đây chắc chắn là một nhân vật đỉnh cấp nữ thần, thắt đáy lưng ong vòng nào ra vòng nấy, thân hình cực kỳ gợi cảm, khuôn mặt mang nét đặc trưng của người phụ nữ phương Đông. Điều quan trọng nhất là, không biết vì lý do gì, lúc này cô chỉ mặc một bộ sườn xám, như thể nó đã được đặt may riêng, khiến cho khí chất của cô càng được tôn vinh đến cực điểm. Ngay cả Trần Đức cũng nhìn không được mà liếc mắt nhìn thêm vài lần. Không được, nhất định không thể để hắn đụng vào bố, Trương Tử Đằng kiên quyết phản đối, gã hận không thể đánh Trần Đức thành kẻ tàn phế, sao có thể để anh hành nghề y được. Hơn nữa, gã không tin Trần Đức có năng lực đó. Đúng vậy, tôi cũng phản đối, Trương Tử Ngọc tiếp lời. Mẹ của Trương Tử Đằng và Trương Tử Ngọc cũng đồng tình với ý kiến đó, kiên quyết phản đối. Đủ rồi. Đột nhiên, Quan Hổ hét lên, anh Dương còn chưa chết, bây giờ nhà họ Trương không đến lượt mấy người lên tiếng quyết định. Quan Hổ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Quả thật đúng như vậy. Hiện tại trong nhà họ Trương, bọn họ không có quyền lên tiếng. Nói đúng ra, lời nói của bọn họ còn không có giá trị bằng Quan Hổ. Chú Quan, xem ra chú nhất quyết muốn để tên này chữa bệnh rồi, Trương Tử Ngọc nói, nếu xảy ra vấn đề gì, chú phải chịu trách nhiệm. Trương Tử Đằng nói, chú Quan, chú phải suy nghĩ kỹ, nếu bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp, tôi sẽ lập tức gọi người đánh thằng nhóc này thành tàn phế rồi vứt ra ngoài. Cả hai đã được nuông chiều từ nhỏ, cảm thấy bản thân mình cao quý hơn những người khác, suy nghĩ này đã ăn sâu vào tận xương tủy, trước nay vẫn luôn được dạy rằng phải giành được tài sản nhà họ Trương về tay mình. Nếu Trương Thiên Dương chết rồi thì Quan Hổ sẽ là cánh cửa duy nhất chắn đường bọn họ. Ý nghĩ đầu tiên của hai người đó là tống cổ Quan Hổ ra khỏi nhà họ Trương, không còn dính dáng gì nữa. Dù sao thì bọn họ cũng không tin Trần Đức có thể cứu được Trương Thiên Dương. Chỉ là một thằng nhóc phát mũi chưa sạch mà thôi, nếu thật sự có y thuật như vậy thì cũng không đến nỗi phải ăn mặc tồi tàn như này. Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm, Quan Hổ nói, nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ đi cùng anh Dương. Các người không cần nói nhiều nữa. Còn không tránh ra thì đừng trách tôi không khách sáo. Quan Hổ đã theo Trương Thiên Dương hơn 20 năm, ông ta đã lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả, sao lại không biết những người này đang nghĩ gì. Lúc này, ông ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết dứt khoát. Bởi vì ông ta đã nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt Trần Đức. Nếu như người này rời đi thì hy vọng cuối cùng của Trương Thiên Dương cũng sẽ tan thành mây khói. Bảo tất cả mọi người ra ngoài, Trần Đức lạnh nhạt nói, anh không muốn nhìn thấy những người này. Được, Quan Hổ nói, tất cả xin mời. Hừ, thằng nhóc, nếu không chữa được thì mày ngồi chờ chết đi. Lúc Trần Đức đi ngang qua, khóe miệng Trương Tử Đằng hiện lên một tia giễu cợt. Một khi Trương Thiên Dương có sơ suất, gã có thể lợi dụng chuyện này để khiến Trần Đức bán thân bất toại, không thể tự lo liệu được cuộc sống sau này. Trông chờ vào cậu đấy. Chàng trai trẻ, Nhan Như Sơ buồn bã nói. Đúng rồi, đừng quên chuẩn bị phí trị liệu, 5 triệu tệ, Trần Đức đột nhiên lên tiếng, nhẹ giọng nói. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Này nhóc, 5 triệu, cậu đang tống tiền người khác đấy à? Hồng Trung Hà không nhịn được nói, cậu tưởng rằng cậu có thể trị khỏi bệnh cho Chủ tịch Trương sao? Cậu biết ông ấy mắc bệnh gì không? 5 triệu quả thật là không chữa khỏi được cho ông ta. Muốn chữa khỏi thì ít nhất cũng phải 20 triệu, Trần Đức bình tĩnh nói, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị tiền là được, nếu ông ta không tỉnh lại thì tôi không cần tiền. Hừ, ngạo mạn, Hồng Trung Hà nói, nếu ông ấy không thể tỉnh lại thì cậu không xong đâu.
chuyện này không cần ông phải lo, còn chưa đi ra ngoài. Hồng Trung Hà tức đến nỗi cả mặt đỏ bừng, phất áo bỏ đi, Nhan Như Sơ nói, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị tiền, cầu xin cậu, nhất định phải cứu được ông ấy. Đối với nhà họ Trương mà nói 5 triệu tệ chẳng là gì cả, giống như hạt cát trong sa mạc mà thôi, không nói đâu xa, riêng căn biệt thự này cũng đã hơn 100 triệu rồi. Chờ tất cả bọn họ đi ra ngoài. Trần Đức mới bước đến bên giường của Trương Thiên Dương. Lúc này, trên người Trương Thiên Dương được cắm rất nhiều thiết bị duy trì sự sống, đồng thời cũng được truyền dịch, sắc mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền. Nếu không phải máy monitor vẫn còn hoạt động thì ông ta chẳng khác gì một người chết. Ông đúng thật là số trời đã định chưa được chết. Gặp lại người quen cũ, Trần Đức nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Trương Thiên Dương vào 2 năm trước. Khi đó, Trương Thiên Dương khá khỏe mạnh, trông trẻ trung hơn nhiều. 2 năm trở lại đây, Trương Thiên Dương không còn dáng vẻ như xưa nữa, ông ta dường như già đi cả chục tuổi, đầu tóc bạc trắng, thân hình càng thêm sơ xác. Bởi vì quan hổ đến quá đường đột, ngoài dữ liệu của Trần Đức nên anh không có sự chuẩn bị trước, lần này không thể chữa khỏi hoàn toàn cho Trương Thiên Dương được. Anh rút một con dao nhỏ bên hông ra, cắt đầu ngón trỏ, vẽ một hình kỳ lạ giữa hai lông mày của Trương Thiên Dương. Hình này được sử gia gọi là đồ án. Đó là một trong những loại y thuật của ông ta, được gọi là y thuật kỳ môn, nói ra có thể không ai tin, nhưng loại y thuật kỳ môn này ẩn chứa một số điều vô cùng bí ẩn. Sử gia từng nói, ngay cả ông ta cũng chỉ nắm giữ một số thứ đơn giản, những thứ cao siêu hơn cơ hồ đều phải có sự phụ trợ lẫn nhau. Chính vì lẽ đó, kỳ môn y thuật mà ông ta truyền cho Trần Đức cực ít. Bùa chú này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng một số nét vẽ được tạo thành từ máu, mà mỗi lần vẽ nó, Trần Đức đều có cảm giác cố hết sức, cứ như hút cạn tinh khí thần của anh. Giờ phút này, chỉ sau vài nét vẽ, đã có vài giọt mồ hôi trên trán anh rơi xuống. Khi nét vẽ cuối cùng của phù văn hoàn tất, toàn bộ kinh mạch trên mặt Trương Thiên Dương, bắt đầu từ cổ trên lên, dường như có thứ gì đó đang tháo chạy. Không chỉ như thế, kỳ kinh bát mạch khắp cơ thể cũng xuất hiện tình trạng giống hệt như vậy. Khụ! Trương Thiên Dương đang hôn mê đột nhiên ho ra một ngụm máu đen. Sau khi phun ngụm máu đen kia ra, sắc mặt vốn tái nhợt của Trương Thiên Dương rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Phù! Thấy vậy, Trần Đức thở hắt ra một hơi, xem ra những thứ mà sử gia truyền thụ cho anh thật sự là báu vật thế gian. Những thủ pháp thần kỳ do sử gia nghiên cứu, phát minh có thể trị được đủ các chứng bệnh nan y, nhưng chúng đều được phát triển từ y thuật kỳ môn, không biết y thuật kỳ môn thật sự sẽ như thế nào nữa. Trần Đức lẩm bẩm tự nói, càng thêm hứng thú với y thuật kỳ môn. Anh vẫn còn nhớ những lời của sử gia, nếu thế gian có người nắm được y thuật kỳ môn, vậy thì thiên hạ sẽ không còn chứng bệnh nào không thể trị. Y thuật kỳ môn đòi hỏi người học phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe, chỉ những người có bát tự toàn bộ thuộc hỏa và ý chí cực kỳ kiên định mới có thể học được. Sử gia truyền thụ y thuật cho Trần Đức không chỉ vì anh là người duy nhất có thể ra khỏi nhà lao kia, mà bởi vì anh phù hợp với 2 tiêu chuẩn này. Nhưng có một điều kỳ quái là ông ta lại không giao y thuật kỳ môn cho Trần Đức. Mặc kệ, dù không có y thuật kỳ môn, với những gì sử gia đã dạy bảo, mình vẫn có thể tung hoành thiên hạ. Trần Đức lau đi hình vẽ trên mi tâm Trương Thiên Dương, lúc này, phù văn đã biến thành màu đen, kỳ dị khó tả. Sớm biết mệt mỏi như vậy, mình đã đòi thêm ít tiền rồi. Chỉ một hình vẽ đã khiến Trần Đức cảm thấy cơ thể trống rỗng, cảm giác đói khát ập đến. Kế đó, anh rời khỏi biệt thự. Bên ngoài có một đám người đang chờ đợi. Nhan Như Sơ đã chuẩn bị sẵn một tấm thẻ, vừa thấy Trần Đức bước ra, bà ta liền tiến đến đưa cho anh, cậu Trần, đây là thù lao của cậu, mật mã là 6 số 8. Dì điên rồi à, hay là già rồi nên hồ đồ, Trương Tử Đằng đoạt lấy tấm thẻ trong tay Nhan Như Sơ, dì cho hắn tiền làm gì? Tử Đằng, con làm gì đó, Nhan Như Sơ cả giận nói. Dì thật sự cho rằng hắn cứu được bố ư, Trương Tử Đằng nói, dì nhìn đi. Chúng ta mới đi ra chưa đến 1 phút đồng hồ mà thôi. Ông Hồng mất cả đêm còn không cứu tỉnh bố, hắn chỉ tốn 1 phút thôi, dì không thấy buồn cười à, Trương Tử Đằng hùng hổ dọa người. Trương Tử Ngọc cũng nói, dì, Tử Đằng nói không sai, tên nhóc này chỉ là một kẻ lừa gạt. Trong lúc nhất thời, Nhan Như Sơ cũng không nói nên lời. Trương Tử Đằng và Trương Tử Ngọc nói không sai,
Bọn họ chỉ mới ra ngoài chưa đến một phút, Trần Đức đã đi ra. Ngay cả bà ta cũng cảm thấy hoài nghi, không biết Trần Đức có phải kẻ lừa đảo hay không. Kể cả quan hổ vốn là người đứng ra đảm bảo cũng không dám chắc Trần Đức có làm được hay không. Dù sao cũng chỉ mới một phút mà thôi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi đã tuyên bố cứu tỉnh Trương Thiên Dương. Chuyện này sao có thể chứ? Ông ta cũng biết bệnh của Trương Thiên Dương vô cùng quái lạ, tất cả các thiết bị tối tân nhất cũng không dò ra được nguyên nhân. Anh bạn trẻ, còn trẻ như vậy nên tìm việc làm cho đàng hoàng, tội gì đi lừa đảo, Hồng Trung Hà miệng đầy chính nghĩa, tôi cảm thấy thẹn thay cậu đấy. Thân là một trong những bác sĩ có chuyên môn y học cao nhất thành phố Tần, dù có đánh chết Hồng Trung Hà, ông ta cũng không tin Trần Đức có thể cứu tỉnh Trương Thiên Dương chỉ trong một phút. Thằng bịp bợm, dám lừa người nhà họ Trương, mày không muốn sống nữa hả, mẹ Trương Tử Đằng hùng hổ mắng, bà ta biết chuyện Trương Tử Đằng bị đánh nên muốn thay con trai báo thù. Ha ha! Trần Đức cười khẩy, được, tiền này tôi không lấy, hy vọng ngày sau các người đừng cầu tôi lấy. Nói xong, anh liền xoay người rời đi. Cầu mày lấy à, mày tưởng mày là ai, Trương Tử Đằng lạnh lùng nói, giờ mày muốn chạy à, không dễ vậy đâu, nhà họ Trương không phải nơi mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngu ngốc! Bỗng nhiên, Trần Đức vung tay tát thẳng vào mặt Trương Tử Đằng. Bốp! Âm thanh giòn giã vọng vào tai mọi người, trong lúc nhất thời, tất cả đều trợn trừng mắt kinh ngạc. Mẹ kiếp! Không chỉ đến nhà họ Trương lừa đảo, lại còn đánh người nhà họ Trương, hơn thế nữa, người bị đánh chính là cậu chủ nhà họ Trương. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không dám thở mạnh, chẳng ai ngờ lá gan Trần Đức lại lớn như vậy, dám động tay động chân trên đầu Thái Tuế. Thằng khốn, mày dám đánh con tao, mày, mẹ Trương Tử Đằng hét lên. Được lắm, mày cứ chờ đi, nhà họ Trương sẽ không bỏ qua cho mày, dù mày có trốn ở cái góc nào trong thành phố Tần này thì tao cũng sẽ lôi mày ra, cho mày sống nửa đời còn lại trong ngục. Mày dám đánh tao, mặt Trương Tử Đằng sưng lên, đau đến nhe răng trợn mắt. Trần Đức mặc kệ tên đần này, anh đi thẳng ra khỏi biệt thự, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tử Đằng, con sao rồi, mẹ Trương Tử Đằng chạy đến, đau lòng nhìn con trai, con yên tâm. Mẹ nhất định sẽ báo thù cho con, giờ mẹ đi báo cảnh sát, mẹ nhất định sẽ khiến thằng đó không trốn dung thân. Mẹ phải giúp con giết hắn, Trương Tử Đằng âm u nói. Đúng là đồ vô dụng, Trương Tử Ngọc xem thường, chỉ một người mà cũng cản không được, còn không biết xấu hổ xưng là cậu chủ nhà họ Trương, ngày thường bảo em chịu khó luyện võ, em không nghe, giờ đã thấy ngu chưa? Đối phó với Trần Đức, bọn họ có thể đứng cùng một chiến tuyến, nhưng hết chuyện. Trương Tử Ngọc lại bắt đầu nhắm vào Trương Tử Đằng. Trong chuyện kế thừa gia nghiệp, cả hai vốn là kình địch. Anh! Bố! Trương Tử Đằng vừa định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, Trương Hân Nhiên bỗng kích động chạy về phía biệt thự. Mọi người giật mình kinh ngạc. Bọn họ cứ cho rằng Trương Hân Nhiên gặp phải chuyện gì rồi, vô thức nhìn vào trong biệt thự, nhưng khi thấy rõ tình huống bên trong, tất cả không khỏi trợn tròn mắt. Cả đám người đứng đờ ra ngoài cửa. Bởi vì trong biệt thự, Trương Thiên Dương vốn sắp chết giờ lại nhúc nhích. Không chỉ nhúc nhích, tiếp theo đó, ông ta từ từ ngồi dậy. Sao có thể? Không thể nào. Hai mắt Hồng Trung Hà dại ra, không ngừng lắc đầu, ông ta cho rằng mình hoa mắt, nên lập tức đưa tay dụi mắt. Sắc mặt Trương Tử Đằng cùng Trương Tử Ngọc hết sức khó coi. Sao lão già kia lại tỉnh? Mẹ của hai người họ cũng lộ vẻ kinh ngạc, thật sự không nói nên lời. Duy chỉ có Nhan Như Sơ cùng quan hổ là hấp tấp xông vào biệt thự. Anh Dương, Thiên Dương, bố, quan hổ, Nhan Như Sơ, Trương Hân Nhiên cùng chạy đến bên giường với vẻ mặt kích động. Giờ phút này, trong đầu ba người bất giác hiện lên bóng lưng chàng thanh niên vừa rồi. Lạnh lùng, cô đơn, tẻ nhạt. Quan hổ vô cùng hối hận, ông ta biết Trần Bát Hoang là hy vọng duy nhất cứu tỉnh Trương Thiên Dương, nhưng ngay thời khắc mấu chốt, ông ta lại không tin anh. Và cũng không đứng ra bênh vực anh. Trương Hân Nhiên cũng như thế, trong lòng cô có cảm giác rất khó tả. Từ đầu đến cuối, thậm chí cô còn không biết tên anh là gì. Ngay từ đầu, cô đã không tin tưởng anh. Thế nhưng, chính anh đã cứu sống bố cô. Đến bây giờ, cô mới thật sự hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhan Như Sơ nhoài người trên giường, nhịn không được bật khóc, Thiên Dương, cuối cùng anh cũng tỉnh. Bố! Bố!
Chồng à! Chủ tịch Trương! Lúc này, Trương Tử Đằng, Trương Tử Ngọc cùng Hồng Trung Hà cũng từ ngoài cửa chạy vào, líu díu hỏi thăm sức khỏe Trương Thiên Dương. Không sao rồi, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, Trương Thiên Dương hỏi, có phải vị thần y kia đã đến không? Cậu ấy đâu rồi? Lần này nhờ cậu ấy kịp thời cứu chữa, nếu không e là tôi không tỉnh lại được. Tuy Trương Thiên Dương hôn mê, nhưng cả quá trình Trần Đức cứu chữa, ông ta vẫn cảm nhận được. Loại cảm giác này quả thật giống với 2 năm trước, phải nói là độc nhất vô nhị. Hiện tại Sửu gia đã chết, người duy nhất có khả năng cứu ông ta chính là chàng thanh niên kia. Ông ta biết rõ sức khỏe của mình tệ thế nào, nếu người đó không đến, lúc này có lẽ ông ta đã vĩnh biệt cõi đời rồi. Giờ phút này trong lòng ông ta vô cùng cảm kích. Nhất định phải cảm tạ Trần Bát Hoang thật tốt mới được. Lại nói, người tài ba như Trần Bát Hoang, lại được Sửu gia chân truyền, tương lai chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Nếu không, hậu quả khôn lường. Quanh năm chinh chiến trên thương trường, sao ông ta không rõ đạo lý đơn giản đó cho được. Thế nên vừa tỉnh lại, việc đầu tiên ông ta hỏi chính là Trần Bát Hoang đã đi đâu. Hỏi các người đó, Hoang ra đâu rồi, Trương Thiên Dương lại lần nữa mở miệng, giọng trầm xuống. Phút chốc, hiện trường trở nên yên tĩnh. Không ai dám trả lời. Ngay lập tức, Trương Thiên Dương nhận ra có điều gì đó không ổn. Với hiểu biết của ông ta về đám người Trương Tử Đằng, Trương Tử Ngọc, đại khái ông ta đã đoán được chuyện xảy ra. Quan Hổ, ông nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Dương nhìn về phía Quan Hổ. Quan Hổ là cánh tay đắc lực của ông ta, chỉ có người đàn ông này mới có thể nói ra mọi chuyện một cách công bằng, chính trực, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Vâng, Quan Hổ nói, anh Dương, chuyện là như thế này. Chuyện này liên quan đến tính mạng Trương Thiên Dương, thế nên ông ta nói rất chi tiết, bắt đầu từ lúc đón Trần Đức, tỉ mỉ thuật lại từng chuyện một. Càng nghe, sắc mặt Trương Thiên Dương càng u ám. Khi Quan Hổ nói xong một chữ cuối cùng, mày ông ta nhíu chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Yên tĩnh, tựa như cõi chết. Giờ phút này, những người bên cạnh Trương Thiên Dương ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Khí thế của Trương Thiên Dương quá đáng sợ. Dù ông ta đang bệnh, nhưng cũng không có bất kỳ ai dám ngỗ nghịch với ông ta. Trương Tử Đằng, Trương Tử Ngọc, hai đứa bước đến đây. Mãi một lúc lâu sau, Trương Thiên Dương mới mở miệng, chuyện đầu tiên là gọi hai đứa con trai của mình đến. Sắc mặt Trương Tử Đằng và Trương Tử Ngọc cực kỳ khó coi, bước từng bước đến. Bố, con, cút mẹ mày đi. Trương Tử Đằng định nói gì đó nhưng lại bị Trương Thiên Dương tát cho một bạt tai, mày là đồ khốn kiếp, Hoang gia là người mà mày có thể đối phó à? Giờ mày chọc giận cậu ấy, mày có thể chữa bệnh được cho tao hả? Mày có biết là mày đã hại chết nhà họ Trương không hả? Vừa dứt lời, ông ta trở tay tát thẳng vào mặt Trương Tử Ngọc, có phải mày muốn tao chết lắm không? Mày tưởng suốt khoảng thời gian qua, mày ở bên ngoài làm gì, tao không biết hả? Đi thăm hỏi tất cả các cổ đông rồi đúng không? Gấp gáp muốn thay máu công ty đến vậy hả? Trông tao chết vậy à? Bố, con, Trương Tử Ngọc ôm lấy mặt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Mấy ngày này, bệnh tình của Trương Thiên Dương ngày càng nghiêm trọng, gần như hấp hối, bắt đầu buông xuôi, không quản việc của công ty. Vì muốn kế thừa tài sản nhà họ Trương, chuyện mà hắn ta làm mỗi ngày chính là đến thăm hỏi các cổ đông của tập đoàn, thuận tiện thay thế một vài lãnh đạo cao cấp. Hắn ta cứ tưởng mình đã che giấu rất kỹ lưỡng, nhưng nào ngờ vẫn bị phát hiện. Bố, con sai rồi. Trương Tử Ngọc quỳ sụp xuống, nhưng không phải con mong bố gặp chuyện bất trắc, con chỉ muốn phòng ngừa chu đáo mà thôi. Hừ, có phải phòng ngừa chu đáo hay không thì trong lòng mày biết rõ, Trương Thiên Dương hừ lạnh. Phòng ngừa chu đáo? Thật sự xem ông ta như một tên ngốc à? Trong khoảng thời gian này, Trương Hân Nhiên là người duy nhất cố gắng hết sức để tìm bác sĩ cho ông ta. Vì chuyện này, cô còn mang theo hồ sơ bệnh án của ông ta đi nước ngoài nhiều lần. Hai đứa con trai không có tiền đồ này, một đứa thì ở bên ngoài gây chuyện, còn một đứa thì đợi ông ta chết, mỗi đứa một chuyện tốt. Nghĩ đến những điều này Trương Thiên Dương càng thêm tức giận, tao nói cho bọn mày biết, nếu không mời được thần y quay lại thì bọn mày đợi cút khỏi nhà họ Trương đi. Hai thằng con trai vô dụng, từ nay về sau đừng hòng nghĩ đến chuyện lấy một chút tài nguyên nào từ tao, tao muốn xem thử không có lão già này, hai đứa mày có thể làm được gì. Trương Tử Đằng và Trương Tử Ngọc lập tức trở nên kinh hoàng,
bất an và sợ hãi. Sự tức giận của Trương Thiên Dương, bọn họ chịu không nổi. Nếu không có sự ủng hộ của Trương Thiên Dương, biệt thự, siêu xe, du thuyền, người đẹp của bọn họ, toàn bộ đều sẽ biến mất. Tất cả mọi thứ của bọn họ đều nằm trong tay Trương Thiên Dương, chỉ cần một lời nói của ông ta thì mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng. Bố, đừng mà, con sai rồi, Trương Tử Đằng cũng quỳ xuống, gã không dám tưởng tượng, sau khi không còn những thứ đó thì cuộc sống sẽ vô vị đến nhường nào. Hừ, Trương Thiên Dương mặc kệ bọn họ, quay đầu lại nhìn Hồng Trung Hà, còn ông nữa. Hồng Trung Hà run lên vì sợ hãi. Bọn chúng còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi đi, ông thân là Thái Sơn Bắc Đẩu trong lĩnh vực y tế của thành phố Tần, cũng không nhìn ra nguyên do sao. Bình thường, Trương Thiên Dương rất tôn trọng Hồng Trung Hà, đối xử với vị bác sĩ già giống như bậc tiền bối, nhưng hôm nay, ông ta cực kỳ không khách sáo, một đám vô dụng xem thường người khác. Nghe cho rõ đây, lập tức đi tìm thần y cho tôi. Cho dù có phải lật tung cả thành phố Tần này lên, cũng phải tìm bằng được. Nếu như không tìm được thì khi tôi chết, các người đừng hòng lấy được xu nào, đều cút khỏi đây làm ăn mày cho tôi. Trương Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi quát mắng hai đứa con trai, hai bà vợ trẻ của ông ta và Hồng Trung Hà. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng tình hình sức khỏe của bản thân thế nào, ông ta hiểu rất rõ. E là... Nhiều nhất ông ta chỉ còn có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu không tìm thấy Trần Bát Hoang, ông ta chắc chắn sẽ chết. Trương Thiên Dương nổi giận đùng đùng, loại tức giận này, bọn họ chưa từng nhìn thấy, ngũ quan gần như sắp co rúm lại một chỗ, có thể tưởng tượng được ông ta tức giận đến mức nào. Ông ta không chỉ tức giận vì bản thân ông ta sắp chết mà còn tức giận vì hai đứa con trai của mình không coi người khác ra gì. Người như Trần Bát Hoang có y thuật đáng kinh ngạc. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh không chỉ có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta, mà còn có thể chữa khỏi bệnh cho người khác. Không chỉ có thể nắm giữ mạng sống của ông ta mà còn nắm giữ tính mạng của người khác. Người như này nhất định thiên tài hiếm có. Chỉ cần anh đồng ý, không biết sẽ có bao nhiêu quan chức cấp cao cùng quý tộc đến nịnh nọt anh, mời chào anh. Thậm chí anh còn là nỗi khiếp sợ của những người này. Không nói đâu xa. Nhớ chuyện năm đó của Sửu gia. Chỉ cần anh lên tiếng, đừng nói là ở thành phố Tần nhỏ bé này, ngay cả toàn bộ Hoa Hạ, có mấy người dám không nghe theo ý anh. Nếu không phải vì anh tự nguyện thì cái nhà tù nhỏ đó hoàn toàn không nhốt nổi anh. Đây chính là điều khiến bọn họ khiếp sợ. Chính vì hiểu rõ những chuyện này nên ông ta mới tức giận. Ông ta hoàn toàn có thể hiểu được hoàn cảnh của Trần Bát Hoang lúc đó, nếu nhà họ Trương thực sự khiến anh tức giận. Có lẽ trong tương lai gần, toàn bộ gia tộc họ Trương sẽ đứng trước bờ vực sụp đổ. Ông ta hiểu rõ, mặc dù sản nghiệp của nhà họ Trương nằm trong danh sách gia tộc phú hào nhưng thực chất gia tài vẫn rất nhỏ bé. Trên thế giới này, không biết có bao nhiêu gia tộc, thế gia, tài phiệt có tiền tài và quyền lực mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ khiêm tốn không muốn để ai biết thân phận thật. Nếu bọn họ muốn đè bẹp nhà họ Trương thì chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Đồng thời lúc này, Trần Đức đã trở lại biệt thự. Anh vốn tưởng rằng cả hôm nay sẽ ở bên cạnh Tống Ngữ Yên, nhưng không ngờ vừa về đến biệt thự thì Diệp Khánh Ngôn đã đến. Hôm nay ở trường không có tiết, vì sự an toàn của cô chủ tịch bảo tôi đón cô ấy về tập đoàn. Hơn 2 tháng nữa là tốt nghiệp rồi, dẫn cô ấy đi tìm hiểu về hoạt động của tập đoàn, anh có thể nghỉ một ngày. Được, Trần Đức rất vui vẻ, nhưng vẫn nhắc nhở thêm, tôi thấy ấn đường của chủ tịch Tống và Tống Ngữ Yên hơi đen. Mọi người nhớ chú ý an toàn. Anh còn biết xem tướng, Diệp Khánh Ngôn cạn lời, tuổi còn trẻ mà đã mê tín như vậy rồi. Dù sao thì tốt hơn hết là nên cẩn thận, mặc kệ Diệp Khánh Ngôn có tin hay không, Trần Đức vẫn nhắc nhở. Hắc khí trên trán Tống Ngữ Yên vẫn còn, trước mắt anh chưa biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng, anh có linh cảm, đó không phải là một chuyện tốt. Chị Khánh Ngôn, tên này không chỉ có thể xem tướng, mà còn có thể thu tiền nữa đấy ạ. Tống Ngữ Yên cố ý nói đùa, sáng nay ngồi xếp bằng trên sofa, chị chưa thấy tư thế đó đâu. Diệp Khánh Ngôn không nói nên lời. Không ngờ Trần Bát Hoang lại có những hành động quái gở này, xem ra phải báo cáo lại với Chủ tịch Tống, cân nhắc xem có nên đổi người hay không. Kỳ kỳ lạ lạ, ai mà biết được tên này có bị tâm thần phân liệt không? Thôi, nói thật nhưng chả ai tin, Trần Đức cũng lười giải thích, dù sao cũng chỉ còn hơn 2 tháng. Hợp đồng xong xuôi thì phủi mông rời đi.
Sau khi Tống Ngữ Yên dọn dẹp một lúc, cô ấy rời đi cùng với Diệp Khánh Ngôn. Không lâu sau, Tô An Khê mang theo hai chiếc vali đi xuống lầu, cô ả đang định chuyển nhà. Kể từ khi chuyện đêm đó xảy ra, cô ả nhận thấy Tống Ngữ Yên và Lâm Giao đã kiệm lời với mình hơn trước rất nhiều. Mặc dù không ai nói gì, nhưng cô ả cũng không có mặt mũi tiếp tục ở đây nữa. Trần Bát Hoang, anh đợi đó cho tôi, Tô An Khê vừa kéo vali vừa thầm mắng. Cô ả cho rằng kết quả ngày hôm nay đều là do Trần Đức, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ báo thù. Tống Ngữ Yên và Tô An Khê lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Lâm Giao. Cô đã đổi sang một bộ quần áo nhẹ nhàng đơn giản. Có điều người có thân hình gợi cảm như cô, dù ăn mặc giản dị đến đâu cũng không thể làm mờ đi vẻ quyến rũ. Đặc biệt là phần ngực cúp gờ cực kỳ đẫy đà kia, dù đang được cất giấu dưới lớp áo nhưng vẫn không thể che được núi đồi trùng điệp ấy. Trần Bát Hoang, hôm nay tôi đi mua sắm, anh có đi với tôi không? Lâm Giao ngước lên với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt mong đợi mời Trần Đức đi cùng. Một lời mời đến từ người phụ nữ xinh đẹp, e rằng bất cứ người đàn ông nào cũng không nỡ lòng từ chối. Tuy nhiên, Trần Đức lại lắc đầu, không, hôm nay tôi có việc khác rồi. Khó lắm mới có một ngày nghỉ hiếm hoi, tất nhiên Trần Đức sẽ đến bệnh viện thăm Tử Hàm, mỹ nữ xinh đẹp gì gì đó, đều là mây trôi thôi. Thôi vậy, Lâm Giao hơi thất vọng, vậy tôi đi trước đây. Không lâu sau, có tiếng xe ô tô khởi động ầm ầm, Lâm Giao lái chiếc Mercedes-Benz màu xanh lam từ trong gara lao ra sáng chói cả mắt. Cũng may là không đi cùng cô, siêu xe, mỹ nữ, như này cùng anh đi ra ngoài, mục tiêu quá lớn. Tất cả đều rời đi, Trần Đức cũng thu dọn đồ đạc và rời khỏi biệt thự. Ngay khi anh vừa đi khỏi, vài chiếc xe hơi sang trọng đã dừng lại trước biệt thự. Ngay sau đó, Trương Thiên Dương và Quan Hổ xuống xe. Đi tới trước cửa, cẩn thận gõ cửa. Chỉ có điều, không có ai bên trong cả. Tìm, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được Hoang gia, Trương Thiên Dương nói. Sau khi rời khỏi khu biệt thự, Trần Đức chuẩn bị đi mua một số đồ chơi cho Tử Hàm. Nhân tiện đến quán thuốc bắc mua một số dược liệu để giúp cô bé phục hồi sức khỏe. Số tiền bị bệnh viện 308 lừa đã được hai nhà đầu tư trả lại đầy đủ cho Trần Đức. Thậm chí 500.000 tệ phí phẫu thuật lần này cũng được trả lại. Trong nháy mắt, thẻ của Trần Đức đã có thêm 1 triệu. Tất nhiên, số tiền triệu này đối với anh chẳng là gì cả, trước khi vào tù anh đã mất tất cả, từng nghĩ quãng đời còn lại sẽ sống ở trong tù nên đã quyên góp hết tiền. Tổng cộng là 180 tỷ đô. Nếu là người bình thường thì cho dù một đời, 10 đời, 100 đời cũng không thể kiếm được số tiền lớn như này. Năm đó anh đi quyên góp rất nhanh gọn. Không chớp mắt lấy một cái. Với số tiền 1 triệu ít ỏi này, tất nhiên anh sẽ không cảm thấy bản thân mình giàu có đến mức nào. Trần Đức. Đúng lúc Trần Đức đang chọn quà, một giọng nói có chút ngờ vực vang lên. Hả, Trần Đức quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái trạc tuổi anh đang đứng phía sau, cô là. Thực sự là cậu, cô gái kinh ngạc nói, tôi là Miêu Tiểu Thanh nè, bạn học hồi cấp 2 của cậu, quên tôi rồi sao? Miêu Tiểu Thanh. Trần Đức suy nghĩ một lát, lúc này mới chợt nhớ ra, anh vô cùng kinh ngạc, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn có thể gặp lại bạn học thời cấp 2. Hồi đó, khi anh vừa lên lớp 6, lớp 6 còn chưa kịp học xong thì đã bị người khác đưa đi, gia nhập vào một tổ chức sau đó trở thành sát thủ. Cuối cùng, tổ chức đó bị tiêu diệt, anh gia nhập quân đoàn Hoa Hạ và trở thành một người lính thực thụ. 13 năm sau, anh không ngờ vẫn còn có người nhận ra mình. Lúc này Trần Đức cũng đã nhớ ra cô gái trước mặt, anh nói đùa, tôi nhớ rồi, cô bạn hay khóc nhè trong lớp, Miêu Tiểu Thanh đây mà, không ngờ bây giờ lại lớn như vậy rồi. Đương nhiên là phải lớn hơn trước chứ, nếu không sao có thể gọi là phụ nữ, Miêu Tiểu Thanh gặp lại bạn học cũ tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô ta không chút xấu hổ nâng bộ ngực lớn size 34D lên, thế nào, chưa từng thấy to như này phải không? Tiểu Thanh, cậu như này không giống trước đây gì cả, Trần Đức nói. Thời gian dần trôi, con người cũng thay đổi mà, không phải cậu cũng không còn là cậu nhóc lúc trước luôn thích che chở cho tôi sao? Bạn học cũ gặp nhau, hai người không ngừng cảm thán, vừa đi vừa tán gẫu. Sau khi cậu rời khỏi trường, gia đình tôi có chút biến cố. Mẹ tôi mất, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở tôi cũng bỏ học, đến thành phố Tần lăn lộn suốt 10 năm nay. Đối với những người bình thường như chúng ta, rất khó phấn đấu, 10 năm đổi không biết bao nhiêu nghề.
nhưng cuộc sống vẫn không có gì khởi sắc. Miêu Tiểu Thanh kể lại những chuyện bản thân đã trải qua suốt những năm qua, cô ta thật sự rất vất vả. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ, mới có thể trở thành quản lý của một cửa hàng quần áo, Trần Đức, cậu thì sao? Cậu đột nhiên biến mất, không ai biết cậu đã đi đâu, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi được người thân đến đón. Tất nhiên, Trần Đức sẽ không nói sự biến mất lần đó đã thay đổi số phận cuộc đời anh, nên chỉ tùy ý nói dối, tôi chỉ vừa mới đến thành phố Tần được 3 tháng, cũng xem như là lạ nước lạ cái, sau này vẫn mong Tiểu Thanh cậu có thể quan tâm tôi nhiều hơn. Tất nhiên rồi, hồi nhỏ mấy đứa kia cười nhạo tôi, cậu giúp tôi đánh bọn chúng. Bây giờ đến lượt tôi giúp cậu, chỉ cần tôi có thể giúp, cậu cứ nói đừng ngại gì cả, Miêu Tiểu Thanh khí phách nói. Trần Đức còn nhớ hồi đó Miêu Tiểu Thanh là một cô gái nhút nhát, không thích nói chuyện, 13 năm không gặp, bây giờ tính tình đã hoàn toàn khác so với trước đây. Đúng là thời gian thay đổi tất cả, cô gái nhỏ năm nào giờ đây đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp, đeo hoa tai, trang điểm nhẹ, trên người có mùi hương thoang thoảng, làn da trắng nõn như tuyết. Bây giờ tôi khá tốt, chưa có chuyện gì cần giúp đỡ, Trần Đức cười đáp. Đúng rồi, cậu hẳn đã mất liên lạc với những bạn học cũ hồi đó rồi phải không? Miêu Tiểu Thanh nói tiếp, khi còn đi học, Diêu Ly Na mà cậu từng theo đuổi đã kết hôn với một người đàn ông giàu có đấy. Đều là chuyện lúc nhỏ rồi, bây giờ còn nhắc làm gì nữa, Trần Đức hơi ngượng ngùng, năm lớp 6, trong lớp có một cô bạn xinh xắn dễ thương, khi đó chưa hiểu chuyện, công khai theo đuổi người ta. Có điều cô bạn đó cũng từ chối anh trước mặt cả lớp. Chuyện hồi nhỏ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy khá là thú vị, Miêu Tiểu Thanh che miệng cười vui vẻ. Trần Đức, hay là, giúp tôi một việc nhé, Miêu Tiểu Thanh nói. Hả, chuyện gì vậy? Có thể giúp thì tôi nhất định giúp, lúc nhỏ, Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh cực kỳ thân nhau. Khi đó, anh lớn lên trong cô nhi viện, cả trường chỉ có Miêu Tiểu Thanh là không cười nhạo anh. Người khác bắt nạt Miêu Tiểu Thanh, anh cũng sẽ giúp đỡ. Mặc dù cả hai đã không gặp nhau hơn 10 năm, tính cách của bọn họ cũng đã thay đổi về mọi mặt nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn không hề thay đổi. Trong khoảng thời gian này, bố mẹ tôi cứ bảo tôi đi xem mắt, tối nay có tiệc rượu. Bọn họ nhất định sẽ bắt tôi tham gia, bảo là đi làm quen với mấy cậu chủ đình giàu có, tôi phiền muốn chết được, hay là cậu giả làm bạn trai tôi đến đó ứng phó một chút nhé. Được. Trần Đức ngẫm nghĩ, cuối cùng không từ chối. Cả hai hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt rồi mới rời đi. Lúc đi đến bệnh viện, Tử Hàm đang nằm trên giường bệnh đọc sách, vừa thấy Trần Đức, cô bé lập tức nhào vào lòng anh bát hoang, cuối cùng anh cũng đến rồi, em nhớ anh chết đi được. Vậy à, anh cũng nhớ em, Trần Đức ôm lấy Tử Hàm, yêu chiều nói. Bẹp, Tử Hàm hôn mạnh lên má anh bát hoang, lúc nào thì Tử Hàm mới có thể ra viện. Sẽ sớm thôi, Trần Đức nhéo mũi cô bé, chỉ cần em ngoan ngoãn, ăn thật nhiều, siêng năng luyện tập thì không bao lâu nữa sẽ khỏe lại thôi, chờ em khỏe, anh sẽ đưa em đến công viên trò chơi, có được không? Được à, lại đây, ăn bánh ngọt nào. Wow, cảm ơn anh. Bệnh tình của Tử Hàm đã có nhiều chuyển biến tốt, dường như cô bé không còn đau đớn nữa, thoạt nhìn rất hào hứng, vui vẻ, cầm lấy bánh mì ăn từng chút một. Anh Trần. Lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh yếu ớt, Trần Đức quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa. Trần Đức biết người đàn ông này. Ngày đó, vì một cậu bé ngồi xe lăn mà Tử Hàm bị Lộ Tùng Minh dọa dẫm, và người đàn ông này hiển nhiên là bố của cậu bé kia. Anh ta xách theo một giỏ hoa quả. Vẻ mặt ngượng ngùng. Là anh à, mời vào, người tới là khách, Trần Đức liền đứng lên tiếp đón. Bịch, ai ngờ, vừa bước vào, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt anh Trần, xin anh hãy cứu con tôi. Trong phòng bệnh, bố cậu bé kia đột nhiên quỳ xuống khiến Trần Đức trở tay không kịp, anh vội hỏi, có chuyện gì? Đứng lên rồi nói. Anh Trần, chuyện ngày hôm đó, tôi thay mặt cả gia đình xin lỗi anh, người đàn ông thành khẩn nói. Hôm đó, thái độ chối bỏ trách nhiệm của chúng tôi quả thật không đúng, hiện tại tính mệnh con tôi đang gặp nguy hiểm, xin anh Trần hãy cứu thằng bé. Người đàn ông này biết rất rõ chuyện của Trần Đức, thậm chí, trong cùng ngày hôm đó, anh ta và vợ cũng có mặt tại bệnh viện, chứng kiến quá trình giải phẫu cho Tử Hàm. Lúc đó, Tử Hàm rõ ràng đã ngưng tim, vậy mà với sức một người, Trần Đức vẫn có thể kéo cô bé từ quỷ môn quan trở về. Bệnh tình của con anh ta cũng tương tự như Tử Hàm. Cho nên Trần Đức chính là hy vọng duy nhất của bọn họ.
Người đàn ông quỳ sụp xuống, vẻ mặt thành khẩn cầu xin Trần Đức. Anh Bát Hoang, có thể giúp Tiểu Khả được không? Lúc này, Tử Hàm đột nhiên lên tiếng. Cô bé hiểu hai người đang nói đến chuyện gì. Tử Hàm yên tâm, chỉ cần có thể giúp, anh sẽ giúp một tay. Trần Đức quay đầu đáp, kế đó vội đỡ người đàn ông kia đứng dậy. Chuyện này tôi có thể giúp được, nhưng tôi hy vọng gia đình anh xin lỗi Tử Hàm vì chuyện ngày hôm đó. Chuyện Tử Hàm bị Lộ Tùng Minh dọa dẫm, anh đã biết được đầu đuôi ngọn ngành. Trần Đức là một người tốt, bắt đầu từ ngày anh trở thành quân nhân Hoa Hạ, câu nói khắc sâu trong tâm trí anh chính là cứu người dân khỏi biển lửa, sông pha nguy hiểm không từ nan. Nhưng anh cũng là một người có nguyên tắc. Tử Hàm còn nhỏ tuổi, chuyện ngày hôm đó cô bé không làm gì sai, nhưng lại phải chịu uất ức. Có chuyện nhờ vả thì tươi cười đon đả, đến khi gặp xui rủi lại phủi bỏ trách nhiệm, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Anh Trần, tôi có thể thay vợ tôi xin lỗi, người đàn ông chân thành nói, xin anh rộng lòng bỏ qua cho. Không được, phải là vợ anh đến xin lỗi mới được, Trần Đức thờ ơ nói, nếu chị ta không đến, vậy thì các người đi mời người khác đi. Anh Trần, người đàn ông lộ vẻ khẩn cầu, anh ta muốn nói gì đó nhưng Trần Đức không muốn nhiều lời. Không còn gì nữa thì mời anh đi cho, đừng quấy rầy Tử Hàm. Anh đã hạ lệnh đuổi khách, người đàn ông đành phải ngậm ngùi rời đi. Quay về phòng, vợ anh ta đang chơi điện thoại, còn con trai thì nằm bên cạnh ngủ. Thấy anh ta quay lại, người vợ thờ ơ hỏi, sao rồi, anh ta đồng ý chữa bệnh cho con không? Người đàn ông lắc đầu, không, muốn anh ta đồng ý, phải chính em đi xin lỗi chuyện hôm đó. Cái gì, anh ta thật sự nói như thế? Người đàn ông gật đầu. Từ lúc kết hôn cho đến nay, dù là việc lớn hay việc nhỏ, vợ anh ta chưa từng mở miệng nói xin lỗi, muốn cô ta xin lỗi còn khó hơn lên trời. Không có chuyện đó đâu, đừng có mơ, nếu xin lỗi chẳng khác nào thừa nhận hôm đó chúng ta đã làm sai. Quả nhiên, người phụ nữ hét lên, bảo anh đi xin lỗi là đã nể mặt anh ta lắm rồi, còn muốn em đi à? Không có cửa đâu. Vậy bệnh tình của Tiểu Khả thì sao? Người đàn ông nói rất khẽ, sợ làm con trai thức giấc. Hừ, em cũng không tin trên đời này chỉ có anh ta có thể giải phẫu bệnh bạch cầu, trong bệnh viện còn rất nhiều bác sĩ, sợ gì chứ? Người phụ nữ không hề kiêng nể, lớn giọng nói, chị không được thì chết thôi, dù sao cũng tàn phế, chữa khỏi bệnh bạch cầu thì được gì? Cô nói cái gì? Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vợ mình, không chữa. Đúng, tôi đã cố hết sức. Anh còn muốn thế nào, người phụ nữ hét lên, đứa con này giống hệt anh, đều là thứ vô dụng, anh nói thử xem, cái nhà này từ trong ra ngoài có phải do tôi trèo trống không? Đủ rồi. Người đàn ông đột nhiên gầm lên, anh ta đã hoàn toàn nổi giận. Ngày thường bị vợ mắng là đồ vô dụng, anh ta có thể nhẫn nhịn, bất kể cô ta có làm sai gì thì anh ta cũng tha thứ được. Nhưng hiện tại, người phụ nữ này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ta, nói một câu xin lỗi mà cô cũng không chịu. Cô có mặt mũi nói là mình đã cố hết sức à? Cái nhà này do một mình cô trèo trống. Cô nói xem cô đã làm được những gì. Mỗi ngày sau giờ làm, tôi đều phải nấu cơm, chăm con, giặt quần áo, còn cô thì sao? Cô gả cho tôi nhiều năm như vậy, tôi đã bắt cô phải làm gì chưa? Tôi không làm thì sao hả? Năm đó kết hôn, ai nói sẽ nuôi tôi? Người phụ nữ nói, nếu không phải có tôi cổ vũ tinh thần cho anh có thể kiên trì được đến ngày hôm nay à? Hai người tôi một câu, anh một câu, không hề chú ý trong chăn, Tiểu Khả đã thức giấc. Tuy nhiên, cậu bé không lên tiếng, mà giúp mình trong chăn, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào rơi lệ. Cậu bé đã nghe được những lời của mẹ, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Tiểu Khả vẫn có cảm giác đau lòng. Thế nhưng cậu bé không dám lên tiếng. A, ha ha. Người đàn ông bật cười, nhưng miệng tuy cười, mà mắt lại rưng rưng. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong cùng một ngày, người đàn ông này không chỉ quỳ xuống mà còn rơi nước mắt. Có thể thấy được anh ta đau lòng cỡ nào. Anh ta thật sự không ngờ người phụ nữ từng nói yêu mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Cổ vũ tinh thần. Đúng. Người phụ nữ này đúng là trụ cột tinh thần của anh ta. Nhưng như vậy thì có thể ở nhà suốt ngày, ngoài chơi điện thoại thì ngủ sao? Như vậy thì có thể bỏ mặc tánh mạng con trai, ngay cả một lời xin lỗi cũng nhất quyết không nói. Như vậy thì có thể thản nhiên mắng chồng và con mình là đồ vô dụng. Trước kia, mỗi lần như vậy, người đàn ông đều bỏ qua. Không vì cái gì khác,
chỉ vì anh ta yêu vợ mình. Anh ta là trụ cột gia đình, có thể đánh đổi, có thể chịu đựng khổ cực. Nhưng, lần này thì không thể. Tuyệt đối không thể. Phương Phương, cô nhất định phải đi tìm anh Trần xin lỗi. Người đàn ông lau nước mắt, gằn từ chữ, ngay bây giờ, lập tức, lập tức. Lâm Khải, tôi không đi đấy, anh làm gì được tôi, người phụ nữ hét lên, nếu anh dám ép tôi đi, chúng ta ly hôn, tôi không thể tiếp tục được nữa. Ly hôn, được, ly hôn thì ly hôn, nhưng trước khi ly hôn, cô phải đi xin lỗi, trong mắt Lâm Khải bùng lên lửa giận. Những lời này khiến người phụ nữ ngẩn ra. Trước kia, mỗi khi cô ta đề cập đến chuyện ly hôn, Lâm Khải sẽ lập tức nhận sai, sau đó dỗ dành cô ta. Thế nhưng lần này, vì sao anh ta lại nói ra những lời như vậy, lại còn nói một cách rất dứt khoát? Phương Phương trợn tròn mắt, anh dám ly hôn với tôi. Phương Phương, trước kia tôi chịu đựng cô, nhường nhịn cô, là vì tôi là chồng cô, nhưng bắt đầu từ giây phút này. Lâm Khải nói, tôi chính thức bỏ cô, ly hôn thì ly hôn, cô không còn là người phụ nữ của tôi nữa. Tôi cần gì phải yêu cô, chiều cô, che chở cô. Cô nên ngoan ngoãn đi xin lỗi ngay cho tôi, nếu không, vì Tiểu Khả, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Hốc mắt Lâm Khải xuất hiện tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Thái độ của anh ta khiến Vương Phương cảm thấy sợ, anh. Anh muốn làm gì? Tôi muốn cô nhận sai. Không bao giờ, Lâm Khải, tôi cho anh biết, nếu anh dám đụng vào tôi sẽ nói anh trai tôi cho người đánh anh. Anh cô là cái thá gì? Anh ta dám đến, tôi dám đánh. Lâm Khải lộ vẻ hung ác, giờ phút này anh ta đã tức giận đến cực độ, sấn tới nắm lấy tóc Phương Phương, cô không đi, ông đây đưa cô đi. Trong lòng Lâm Khải có một ngọn lửa. Ngọn lửa này đã tích tụ nhiều năm, chính do Vương Phương nhen nhóm từng chút một. Trước đây, nó bị Lâm Khải đè nén tận đáy lòng, bị ngăn cản bởi con đê có tên tình yêu và trách nhiệm. Nhưng giờ phút này, ngọn lửa kia đã hoàn toàn phun trào. Lâm Khải giận run người, anh ta túm lấy tóc Phương Phương lôi ra cửa, muốn kéo cô ta đi gặp Trần Đức. Anh buông tôi ra, buông ra, đau, Lâm Khải, anh chán sống rồi hả, Vương Phương giãy giụa, giọng cô ta cực kỳ chói tai, da đầu đau đớn từng cơn. Lâm Khải chẳng chút để tâm, cứ thế lôi cô ta ra cửa. Vừa ra ngoài, anh ta liền đụng phải một người. Người này là Trần Đức. Lúc anh nói với Lâm Khải muốn vợ anh ta đến xin lỗi, ánh mắt Lâm Khải dường như có điều gì khó nói, anh đoán hẳn là có nguyên nhân gì đó nên mới đến xem thử. Không ngờ người phụ nữ này nhất quyết không xin lỗi chỉ vì sợ mất mặt. Vì thể diện, cô ta thậm chí không màng đến sinh tử của con mình. Anh Trần, nhìn thấy Trần Đức, Lâm Khải khựng lại, lửa giận trong lòng cũng từ từ dập tắt. Buông cô ta ra đi. Lâm Khải thoáng do dự. Sau đó buông Vương Phương ra. Đau đớn biến mất, Vương Vương sửa sang lại đầu tóc, rồi quát lên, Lâm Khải, đồ ngu, anh ăn phải gan hùm mật gấu hả? Dám vì một người ngoài mà ra tay với bà. Trong lúc nói chuyện, cô ta vung tay tát vào mặt Lâm Khải, tuy nhiên, đã bị anh ta cản được. Vương Phương, cô nói chuyện cho cẩn thận một chút, nếu không chớ trách tôi mạnh tay. Anh, tôi nhớ lần trước chính cô mắng em gái tôi là thứ nuôi uổng cơm. Đúng không, đột nhiên Trần Đức mở miệng, giọng anh lạnh nhạt. Là tôi đấy, thì sao hả? Đừng tưởng anh biết chút y thuật thì hay lắm, trên thế giới này còn có rất nhiều người tài giỏi hơn anh. Con trai tôi không cần anh chữa trị vẫn có thể khỏe lên, giọng Vương Phương sắc bén, nghe rất chói tai. Anh Trần, anh đừng nghe ả điên này, anh nhất định phải cứu con tôi, Lâm Khải vội phản bác, dù cho trên thế giới có rất nhiều người tài giỏi hơn người thanh niên trước mặt, nhưng anh ta biết đi đâu tìm bây giờ. Hy vọng duy nhất của Tiểu Khả chính là Trần Đức. Lâm Khả, cái nhà này do tôi định đoạt hay do anh hả? Vương Phương quát, tôi nói chị là chị, không chị là không chị. Cô ta quay sang, chỉ tay vào mặt Trần Đức, tôi nói em gái anh là thứ nuôi uổng cơm đấy, thì sao hả? Nó vốn là thứ nuôi uổng cơm mà. Bốp, đột nhiên Trần Đức vung tay tát vào mặt cô ta. Cô ta đứng sững ra. Anh đánh tôi, anh dám đánh tôi. Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Một tát này tôi đánh thay cho Tử Hàm, còn một tát này, còn chưa nói dứt câu, Trần Đức đã vung tay tát thêm cái nữa, là đánh vì Tiểu Khả, có một người mẹ như cô, cậu bé thật sự đáng thương. Thằng khốn, mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao? Người phụ nữ trợn trừng mắt, ôm lấy mặt mình. Tôi còn dám đánh Lộ Tùng Minh,
Đánh cô thì đã sao, Trần Đức ngạo nghễ nói, giọng anh lạnh lùng đến cực điểm. Vương Phương vốn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nghe đến ba chữ Lộ Tùng Minh, những lời muốn nói lập tức nghẹn ở cổ họng. Đến lúc này, cô ta mới nhớ ra người đàn ông trước mắt đáng sợ như thế nào. Ngay cả Lộ Tùng Minh cũng phải ngoan ngoãn xin lỗi anh ta, thì Vương Phương cô là cái thá gì? Trong nháy mắt, bao nhiêu tự tin của cô ta tự dưng bay đâu mất sạch, không còn lại mảy may, trước hai cái tát của Trần Đức, cô ta không dám hó hé nửa câu. Mà Trần Đức cũng chẳng buồn nhìn tiếp, lững thững bước đến chỗ Tiểu Khả. Tiểu Khả nhìn thấy có người bước đến, vội vàng lau nước mắt, giả bộ ngủ. Trần Đức biết cậu bé đã tỉnh lại, nhưng không vạch trần, chỉ lẳng lặng bế lên bước ra ngoài, nói với Lâm Khải, tôi đưa Tiểu Khả về chỗ Tử Hàm, còn phần anh và cô ta. Anh tự giải quyết đi. Dứt lời, Trần Đức bỏ đi. Đi, theo tôi làm thủ tục ly hôn, Lâm Khải liếc mắt nhìn Vương Phương, sải bước đi khỏi bệnh viện. Vương Phương sững người tại chỗ. Cô ta không ngờ, lần này Lâm Khải lại làm thật. Cô ta khuỵu xuống, níu lấy đùi Lâm Khải. Đừng mà Lâm Khải, van xin anh, đừng ly hôn mà. Vương Phương kinh hoàng, cô ta nghĩ nát óc cũng không biết nếu như ly hôn, mình đi đâu mới tìm được người như Lâm Khải. Mặc dù cô ta thường hay dùng chuyện ly hôn để hù dọa Lâm Khải, thế nhưng cô ta chưa từng nghĩ sẽ ly hôn thật, chỉ là tiện miệng nói mà thôi. Rời khỏi Lâm Khải, cô ta chỉ là một kẻ vô dụng. Một kẻ vô dụng không hề có bất cứ kỹ năng sinh tồn nào. Cách duy nhất là về nhà mẹ đẻ, thế nhưng một khi trở về thì mặt mũi cô ta sẽ mất sạch. Cô ta không ngờ Lâm Khải thực sự muốn ly hôn, đầu óc cô ta lúc này choáng váng đến tê liệt. Chuyện này không cần bàn bạc nữa, tôi cũng chả lấy chuyện ly hôn ra đùa làm gì, giọng điệu Lâm Khải cũng không có vẻ nóng nảy. Quyết định này không phải là do nóng giận nhất thời, mà là anh ta đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới hạ quyết tâm. Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con. Đằng này, chỉ đơn giản là muốn cô ta xin lỗi con, cô ta cũng không chịu. Loại phụ nữ như thế, không xứng chung đường với anh ta. Thà rằng để anh ta một mình nuôi Tiểu Khả. Nếu cô không đồng ý, vậy chờ tôi đâm đơn ra tòa đi, Lâm Khải rằng cô ta ra, giọng nói kiên quyết, không hề có chút do dự. Được, ly thì ly, ly thì ly, Vương Phương đứng dậy gào lên, không phải chỉ là ly hôn thôi sao. Thằng con vô tích sự đó thuộc về anh, tôi không tin tôi không thể tìm được người tốt hơn anh. Lâm Khải, anh chờ đó cho tôi, anh sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Vương Phương gào thét náo loạn cả hành lang bệnh viện, nhưng Lâm Khải chẳng hề quan tâm, đi thẳng đến cục dân chính. Rất nhanh, hai người đã nhận giấy ly hôn, không còn quan hệ gì nữa. Mấy năm vợ chồng, thế là chấm dứt. Lâm Khải có thể chịu đựng bị Vương Phương mắng mỏ, đánh đập. Nhưng tuyệt đối không chấp nhận Vương Phương bỏ mặc con trai không đoái hoài. Trở về bệnh viện, anh ta tìm thấy Trần Đức, kể lại mọi chuyện. Đối với anh mà nói, ly hôn là một lựa chọn tốt, Trần Đức nói, bệnh của Tiểu Khả, tôi sẽ cố hết sức, nhưng phải đợi vài ngày. Trước đây đối với y thuật của Sửu gia, Trần Đức rất tự tin, trải qua chuyện của Tử Hàm và Trương Thiên Dương, anh lại càng tin tưởng Sửu gia một cách tuyệt đối. Trị bệnh bạch cầu, thực tế không cần phẫu thuật. Anh tự có cách riêng của mình. Cảm ơn anh Trần, cảm ơn anh, Lâm Khải xúc động, sau này chỉ cần anh Trần lên tiếng, Lâm Khải xin làm thân châu ngựa mặc cho anh sai khiến. Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Đối với Trần Đức mà nói đây chỉ là việc còn con, tôi đã làm việc với phía bệnh viện rồi, thời gian này để Tiểu Khả và Tử Hàm ở cùng với nhau. Anh Trần, tôi thật sự không có gì để báo đáp anh, xin chờ một chút, tôi đưa cái này cho anh. Ở cùng với Tử Hàm, Tiểu Khả có thể được chăm sóc tốt nhất, được chữa trị tốt nhất, Lâm Khải vô cùng xúc động, anh ta chào Trần Đức rồi chạy đi. Nửa tiếng sau, anh ta quay trở lại bệnh viện, trong tay cầm một bức tranh, anh Trần, bức tranh này xin tặng cho anh. Trần Đức chưa kịp nói gì, anh ta đã nói, trước đây tôi làm việc ở công trường, ông chủ cho tôi bức tranh này, tên nó là Thanh Hà Thượng Đồ, ông chủ vốn cho rằng đây là tranh cổ thời nhà Minh, bỏ ra đến mấy vạn mua về. Kết quả tìm chuyên gia giám định đồ cổ mới biết mình bị lừa, tức giận quá nên cho tôi. Nhà tôi cũng chẳng có gì đáng tiền, mặc dù nó là đồ giả, nhưng cũng có giá trị. Lâm Khải nói, anh Trần, bức tranh này xin tặng cho anh. Vừa nói, Lâm Khải vừa cuộn bức tranh vào. Trần Đức nhìn thoáng qua, lập tức ánh nhìn trở nên chăm chú, bức tranh này của anh rất đáng giá đấy,
tôi không thể nhận. Trần Đức không am hiểu đồ cổ, chỉ biết giết người. Nhưng mà, khi anh chăm chú nhìn vào bức tranh được cuộn tròn kia, hai mắt hơi nóng lên, trên bức tranh tỏa ra vầng ánh sáng màu xanh nhạt. Tạm thời anh không biết vầng sáng kia nói lên điều gì. Nhưng anh biết, bức tranh này nhất định không tầm thường. Anh Trần, anh đừng đùa, bức tranh này chỉ là đồ dỏm thôi, Lâm Khải nói, lúc ông chủ tôi biết là hàng giả, định xé nát ngay tại chỗ đấy, nhưng tôi ngăn lại, thế là ông tiện tay vứt cho tôi luôn. Lâm Khải xấu hổ vào đầu, tôi thật sự không biết lấy gì đền đáp cho anh, tuy nó là đồ dỏm nhưng ông chủ tôi cũng tốn không ít tiền cho nó, cũng coi như đáng giá, nên mới tặng nó cho anh. Chưa chắc là giả đâu, Trần Đức nói. Chắc chắn là giả, ông chủ tôi đã nhờ đến chuyên gia giám định, chuyên gia nói bức tranh này là do người thời nay làm ra. Lâm Khải nói, anh Trần, anh đừng từ chối nữa, mặc kệ bức tranh này là thật hay giả, cho dù là thật thì chỉ cần anh có thể cứu sống Tẻo Khả, vậy cũng đáng mà. Thôi được, tôi nhận vậy. Trần Đức đáp, bức tranh này Lâm Khải giữ cũng vô ích, thôi thì cứ để anh nghiên cứu kỹ càng, nếu thật sự có giá trị, quy đổi ra tiền trả lại cho Lâm Khải cũng không muộn. Anh nhận là tôi mừng rồi, Lâm Khải thấy Trần Đức nhận, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng cất lên. Buổi tối tôi còn có việc không thể ở bệnh viện, nên nhờ anh trông chừng một chút, có gì cứ gọi điện cho tôi. Trần Sinh rút một tờ giấy, viết số điện thoại của mình lên đó đưa cho Lâm Khải. Vâng, anh Trần, lúc anh không ở đây, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Tử Hàm và Tiểu Khả đàng hoàng. Tử Hàm và Tiểu Khả ra ngoài chơi, lúc Trần Đức lặng lẽ bước vào nhà, nhìn thấy Tiểu Khả đang khóc. Tiểu Khả, em đừng buồn nữa, không sao đâu, sau này chú sẽ tìm cho em một người mẹ tốt hơn mà, Tử Hàm đang an ủi Tiểu Khả. Chị Tử Hàm, Tiểu Khả ngồi trên xe lăn, đôi mắt trong sáng ẩn ẩn nước mắt, em không sao. Không sao là được rồi, này nhóc, anh Bát Hoang từng nói, vui cũng qua một ngày, buồn cũng qua một ngày, nên ngày nào chúng ta cũng phải vui vẻ, biết chưa. Tử Hàm trông chẳng khác gì bà cụ non lên lớp cậu bé. Dạ, em biết rồi. Tử Hàm đẩy xe lăn của Tiểu Khả, anh Bát Hoang nhất định sẽ chữa cho em khỏi bệnh, không chừng sau này em có thể đứng lên được đó. Anh Bát Hoang. Nói đến đây, Tử Hàm nhìn thấy Trần Đức bước tới, vui vẻ reo lên. Anh Bát Hoang, Tiểu Khả cũng gọi theo. Ừ, Tử Hàm nói đúng đó, Tiểu Khả, anh sẽ nghĩ cách chữa bệnh cho em, mấy ngày này em cứ chơi với chị Tử Hàm, nhé. Vâng ạ, Tiểu Khả gật đầu. Tử Hàm, anh có việc phải đi. Em phải nghe lời, có việc thì tìm chú Lâm, biết chưa? Vâng, em sẽ tìm anh Lâm. Là chú, Trần Đức nhắc nhở. Không phải chú, là anh, nếu em gọi là chú, vậy thì anh Bát Hoang cũng phải gọi là chứ không thì em không gọi chú đâu. Thôi được. Trần Đức cạn lời, cô nhóc này đúng là lém lỉnh mà. Tiểu Khả gọi cô bé là chị, anh lại gọi Lâm Khải là chú, mà Tiểu Khả là con trai của Lâm Khải. Xưng hô loạn xà ngầu khiến Trần Đức đau hết cả đâu. Nhưng cũng chẳng đáng là gì, dù sao anh cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này cho lắm. 6 giờ tối, trời chạng vạng. Trời chiều đã gần tàn, những tia nắng còn sót lại xuyên qua làn mây, rát lên cho thành phố một lớp áo rực rỡ, tầng mây trắng nõn bình thường cũng nhiễm sắc đỏ như lửa cháy. Dưới ánh hoàng hôn, một chiếc Cadillac màu đỏ đậu ở ven đường cũng thu hút ánh mắt của người đi ngang qua như vậy. Tất nhiên, thứ khiến người ta chú ý hơn là một cô gái đứng trước xe. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hoàn toàn đối lập với chiếc xe khổng lồ, chỉ cần nhìn thấy chiếc Cadillac đỏ rực thì đều không thể bỏ qua cô gái ấy. Thoạt nhìn cô gái khoảng 24, 25 tuổi, nhưng tóc mái ngang khiến cho cô ta trông cực kỳ trẻ trung, rất có sức sống. Trên người mặc y phục dạ hội rất trang nhã, mặc dù không phải là của nhà mốt nào đặc biệt, nhưng vẫn toát ra sự quyến rũ chết người. Miêu Tiểu Thanh, không hề giống với cô gái hào hiệp ban ngày, lúc này cả người cô ta đều toát ra dáng vẻ của một nữ thần sắc đẹp. Trần Đức bước đến trước mặt cô ta cười, không ngờ cậu cũng có lúc xinh đẹp như vậy. Nói kiểu gì thế hả? Chị đây xưa nay vẫn xinh đẹp nhé. Ok, Miêu Tiểu Thanh liếc nhìn bức tranh cuộn tròn trong tay Trần Đức, cậu cầm cái gì thế? Bức tranh, của một người bạn tặng, cầm theo để có thời gian rảnh lấy ra nghiên cứu một chút. Từ khi nào mà cậu thích mấy cái này vậy, muốn trở thành đại văn hào à? Lại chẳng, anh đây xưa nay văn khả an bang, võ khả vệ quốc cơ mà. Xuy xuy xuy, vẫn tự luyến như trước,
Miêu Tiểu Thanh mở cửa xe, lên xe đi. Trước ánh mắt bao nhiêu người mê mẩn ngắm nhìn, Miêu Tiểu Thanh chở Trần Đức lao vút đi, nửa tiếng sau, hai người đỗ trước một khách sạn 5 sao tên Thiên Dương. Khách sạn tráng lệ nguy nga. Đại sảnh rộng mở, lộng lẫy sang trọng, có thể sánh ngang với những trung tâm thương mại cao tầng, phía trước khách sạn là hàng dãy xe sang đang đậu. Ở cổng lớn, bảo vệ thẳng tắp như tùng bách, nghiêm trang hướng dẫn xe đậu vào chỗ. Hôm nay, khách sạn được bao trọn, trước cổng lớn khách sạn trải thảm đỏ rất dài, đi thẳng vào bên trong. Thấy chưa nào, bố mẹ tôi kia kìa, họ đang chờ tôi đấy, Miêu Tiểu Thanh chỉ vào cách đó không xa. Trần Đức đưa mắt nhìn, thấy hai người nam nữ trung niên, nam khoảng ngoài 50, mặc âu phục, mang giày da, phục sức rất có khí thế, nhưng vẫn khó che giấu được mệt mỏi uể oải trên khuôn mặt. Người phụ nữ ăn mặc nền nã, trang điểm cẩn thận, đeo dây chuyền, vòng tay đắt tiền, tuy đã có tuổi nhưng khí phái vẫn còn, đang khoác tay người đàn ông. Bố mẹ cậu trông hài hòa hạnh phúc ghê, Trần Đức cười. Kiếm đại một bạn trai giả có khi nào khiến họ nổi giận không nhỉ? Bố của Miêu Tiểu Thanh, Trần Đức từng gặp và cũng ghi nhớ trong lòng. Hồi còn bé Trần Đức sống trong cô nhi viện, mỗi lần ông đến rước Miêu Tiểu Thanh tan học đều sẽ đem một ít đồ ăn vặt cho Trần Đức. 13 năm trôi qua, người đàn ông cường tráng ngày xưa giờ đã già, hai bên tóc mai cũng lốm đốm hoa râm. Đừng lo, tâm lý bọn họ vững vàng lắm, không sao đâu, Miêu Tiểu Thanh nói, lát nữa phải diễn sao cho giống một chút nhé, mẹ kế của tôi tinh mắt lắm, đừng để bà ấy phát hiện. Yên tâm đi. Nhớ lại hồi nhỏ, Trần Đức dịu dàng nói thật, hồi còn bé tôi từng thích cậu đấy. Thật á, mới có mấy tuổi danh đã tinh tướng thế à, Miêu Tiểu Thanh liếc Trần Đức trắng mắt, sau đó nói sơ một chút tình hình đêm nay. Đêm nay là sinh nhật con trai một người bà con xa của mẹ kế cô ta Cao Hiểu Nguyệt, người đó có thể nói tương lai rất sáng lạn, sinh ra đã ở sẵn vạch đích, sau khi du học trở về nhanh chóng trở thành tổng giám đốc của khách sạn này. Đêm nay không ít người trẻ tuổi có tiền đến dự sinh nhật hắn ta đâu, mà mẹ tôi lại muốn tôi tiếp xúc với thế giới của người giàu. Miêu Tiểu Thanh nói, đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Trần Đức đáp. Được, xuống xe thôi. Miêu Tiểu Thanh mở cửa xe bước xuống, đi sang chỗ phụ lái giúp Trần Đức mở cửa, Trần Đức bước ra, cô ta tự nhiên khoác tay anh, tươi cười bước vào cổng lớn khách sạn. Trước cửa khách sạn. Cao Hiểu Nguyệt và Miêu Triều Hải vừa nhìn thấy xe con gái liền chạy đến, khi thấy bên cạnh Miêu Tiểu Thanh còn có một người đàn ông, hơn nữa cử chỉ của hai người rất thân mật, ông bà đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bố! Mẹ! Miêu Tiểu Thanh bước đến trước mặt bố mẹ mình. Vị này là, Cao Hiểu Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc. Bạn trai con, Miêu Tiểu Thanh mỉm cười dịu dàng, Trần Đức, đây là bố mẹ em. Xin chào bác trai, xin chào bác gái, cháu là Trần Đức. Trần Đức duỗi tay về phía bố Miêu, bác trai, khi còn bé cháu đã từng gặp bác, không biết bác có nhớ hay không? Trần Đức, Trần Bát Hoang, Miêu Triều Hải khựng lại vài giây, cuối cùng ông cũng nhớ ra, liền bắt tay Trần Đức. Thật không ngờ lại là cậu, tôi nghe Tiểu Thanh nói cậu đã mất tích hơn 10 năm, cứ tưởng không còn gặp lại nữa chứ. Khi còn bé cậu đã từng ăn rất nhiều kẹo đường của tôi. Miêu Triều Hải hồ hởi cười, không ngờ cậu và con gái tôi. Cháu đã thích Tiểu Thanh từ lâu lắm rồi, mấy năm nay phiêu bạt bên ngoài, giờ mới trở về, không ngờ lại vô tình gặp lại Tiểu Thanh, cho nên cả hai mới quyết định ở bên nhau, Trần Đức nửa thật nửa giả nói. Bác Miêu, đã nhiều năm không gặp, vậy mà bác vẫn không thay đổi chút nào. Sao lại không thay đổi, so với lúc trước, tôi đã già đi rất nhiều, Miêu Triều Hải cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật, cảnh còn người mất, năm đó mấy đứa mới mười mấy tuổi, mà giờ đã lớn vậy rồi. Đúng vậy. Trần Đức cũng có chút bùi ngùi, hơn 10 năm trở lại, cô nhi viện năm đó nhận nuôi anh giờ đã thành cao ốc, ngay cả trường học năm xưa cũng chuyển đến nơi khác, giờ mảnh đất kia đã biến thành công viên. 13 năm, thành phố Tần đã thay đổi rất nhiều. Hai người tâm sự chuyện cũ một hồi, sau đó, Trần Đức lại duỗi tay về phía Cao Hiểu Nguyệt, bác gái, bác thật xinh đẹp. Cảm ơn. Cao Hiểu Nguyệt cười gượng, bà bắt tay với Trần Đức. Đồng thời đánh giá anh một phen. Vẻ ngoài cũng tạm ổn. Đẹp trai thì có đẹp trai thật đấy, nhưng có điều trang phục quá mộc mạc. Tối nay là bữa tiệc do họ hàng bà tổ chức, đã biết vậy mà còn ăn mặc tùy tiện thế kia. Hay là không có quần áo? Hình như trên người cậu ta cộng lại cũng không quá 500 tệ.
Cao Hiểu Nguyệt tỏ thái độ chán ghét, không biết hai đứa bắt đầu từ lúc nào. Trước đó tôi chưa từng nghe Tiểu Thanh nhắc đến. Cũng không lâu, Trần Đức cười đáp, trong vòng một tuần mà thôi. Vậy à, được rồi, cùng vào thôi, Cao Hiểu Nguyệt đáp lại một câu, sắc mặt rõ ràng không được tốt cho lắm, hiển nhiên bà không thích Trần Đức, bèn nhắc, đúng rồi, hai đứa chỉ mới chính thức quen một tuần, đừng tỏ vẻ thân mật như vậy, không khéo lại khiến người khác hiểu lầm. Trần Đức khẽ nhíu mày, khó trách Miêu Tiểu Thanh lại muốn anh giả làm bạn trai, gặp phải người mẹ kế như vậy quả thật rất khó đối phó. Gì à, chúng con là người yêu, không phải như vậy rất bình thường sao? Đúng là bình thường, thế nhưng hai đứa mới quen không lâu, ai biết sau này có tiếp tục được hay không? Lỡ như chia tay, con là phụ nữ, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, Cao Hiểu Nguyệt nhắc nhở. Dì, Miêu Tiểu Thanh nhíu mày, sao dì có thể nói vậy? Dì cũng muốn tốt cho con thôi, đề phòng rắc rối sau này. Không sao cả, chúng ta cứ nghe lời bác gái đi, Trần Đức cười thân thiện, dù sao chuyện này cũng không thay đổi được mối quan hệ của chúng ta. Được rồi. Miêu Tiểu Thanh bất đắc dĩ buông tay. Không sao đâu, Miêu Triều Hải nói, Hiểu Nguyệt, chuyện của bọn trẻ, chúng ta đừng nhúng tay vào. Không phải em cũng hy vọng Tiểu Thanh sớm tìm được người phó thác cuộc đời đó sao, anh cảm thấy Trần Đức không tệ chút nào. Khi còn bé, cậu ấy là bạn học với Tiểu Thanh, có thể nói là thanh mai trúc mã đấy. Đúng vậy, Miêu Tiểu Thanh phụ họa. Cao Hiểu Nguyệt lườm Miêu Triều Hải, anh thì biết cái gì, im đi. Em cũng muốn tốt cho con bé thôi. Được được được, theo em vậy. Miêu Triều Hải muốn nói lại thôi, ông ấy náy nhìn Trần Đức. Trần Đức cùng Miêu Tiểu Thanh đi phía sau, bố mẹ cô ta đi trước. Vừa đi, Cao Hiểu Nguyệt vừa hạ giọng hỏi thăm Miêu Triều Hải về gia cảnh của Trần Đức. Khi biết anh lớn lên từ cô nhi viện, bà lập tức tỏ thái độ không vui, không thể để con gái quen cậu ta được, sau này sẽ phải chịu khổ đấy. Ở cạnh một đứa lớn lên từ cô nhi viện thì tương lai có gì sáng sủa cơ chứ? Việc này, nên để con gái tự quyết định đi, Miêu Triều Hải nói. Không thể để mặc con bé được, nó còn trẻ, lỡ chọn sai thì sao, em sẽ nghĩ cách để hai đứa nó chia tay. Này, em đừng có thẳng thừng quá như vậy, dù sao thì hai đứa cũng quen biết từ nhỏ. Anh cứ yên tâm. Nhận được sự đồng ý của Miêu Triều Hải, Cao Hiểu Nguyệt nhếch môi cười, bữa tiệc tối nay. Họ hàng của bà vốn là người tuổi trẻ tài cao, lại rất có tiền đồ. Bạn bè của cậu ấy cũng là nhân vật cùng đẳng cấp. Còn Trần Đức ấy à? Ăn mặc nghèo nàn. Lớn lên từ cô nhi viện. Người như vậy chắc chắn không có học thức gì đáng nói. Đợi cậu ta nhìn thấy những người cùng trang lứa với mình trong bữa tiệc, thấy bọn họ quần áo chỉnh tề, nói năng lịch sự, đến lúc đó, chỉ cần bà ta tùy tiện nói vài câu. Chẳng phải cậu ta sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Miêu Tiểu Thanh rồi sao? Khách sạn cực kỳ xa hoa và rộng lớn. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người được hoạt động tự do, thế nên rất nhiều người nhân cơ hội này để giao lưu, mở rộng mối quan hệ. Trần Đức một mình đến khu để hoa quả, lẳng lặng ăn. Anh đã sớm đói bụng. Trong khoảng thời gian này, anh tiêu hao năng lượng vô cùng lớn, nên thường xuyên có cảm giác đói khát, chính vì vậy, vừa vào khách sạn. Việc đầu tiên của anh là lấp đầy bụng. Quả nhiên là người tầm nhìn hạn hẹp, Cao Hiểu Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, hận không thể cách xa anh một chút. Dì Cao, chú Miêu, Tiểu Thanh, xa xa, vừa nhìn thấy mấy người họ, một người đàn ông trạc tuổi Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh liền đi đến, mỉm cười nói, mọi người đã đến rồi, sao không thông báo với cháu một tiếng, để cháu ra ngoài đón. Cao Lâm, cháu bận bịu như vậy, sao chúng ta có thể quấy rầy? Chúc cháu sinh nhật vui vẻ, Cao Hiểu Nguyệt cười dịu dàng, sau đó lấy ra một cái hộp từ trong túi sách, đây là quà gì chuẩn bị cho cháu. Cảm ơn gì? Cao Lâm nhìn sang Miêu Tiểu Thanh, hôm nay cô ta rất xinh đẹp, khiến hắn ngẩn ngơ, Tiểu Thanh, bên kia có rất nhiều người trẻ tuổi, em có muốn sang đó chơi không, để gì và chú tận hưởng không gian riêng? Tôi! Tốt quá, Cao Lâm, nhờ cháu chăm sóc Tiểu Thanh cho tốt nhé. Nếu đêm nay có vị cậu chủ nào thích hợp thì nhất định phải giới thiệu cho Tiểu Thanh nhà chúng ta đấy. Ha ha, dì đừng lo, Cao Lâm cười nói, đêm nay có rất nhiều cậu chủ đến đây đấy ạ. Dì à, dì nói gì thế? Trong lòng Miêu Tiểu Thanh vô cùng buồn bã, biết rõ cô ta đã mang theo bạn trai mà còn nói những lời như vậy, đúng thật là không xem Trần Đức ra gì. Tiểu Thanh, đừng ngại, mau đi đi, Cao Hiểu Nguyệt nói. Vâng. Miêu Tiểu Thanh đi đến bên cạnh Trần Đức,
khoác tay anh cười nói, Trần Đức, chúng ta cùng đi. Trần Đức không quan tâm, anh đi đâu cũng được. Sắc mặt Cao Hiểu Nguyệt hơi thay đổi, Cao Lâm nhìn thấy hai người tiếp xúc thân mật như vậy thì hơi ngượng ngùng hỏi, Tiểu Thanh, đây là bạn. Miêu Tiểu Thanh định giới thiệu Trần Đức thì Cao Hiểu Nguyệt đột nhiên xen vào, đây là bạn của Tiểu Thanh, lần này cùng nó đến đây là muốn mở mang tầm mắt. Miêu Tiểu Thanh cau mày, trong lòng rất không vui, biết mẹ mình cố ý làm vậy, cô ta lập tức nói, đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi, Trần Đức. Đây là Cao Lâm, người chủ trì bữa tiệc hôm nay. Nửa câu sau là nói với Trần Đức. Sắc mặt Cao Hiểu Nguyệt cực kỳ khó coi, bà ta không ngờ Miêu Tiểu Thanh lại không nể mặt như vậy, tức giận không thôi. Xin chào. Trần Đức đưa tay ra, bắt tay chào hỏi với Cao Lâm. Sao Cao Lâm lại không nhìn ra chứ? Rõ ràng là Cao Hiểu Nguyệt không thích thằng nhóc này, lập tức nói, Tiểu Thanh, không phải anh không muốn để người bạn này qua đó, chỉ là bên đó toàn những vị cậu chủ nhà giàu, em xem đây. Hắn nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, không thích hợp lắm, đúng không? Sắc mặt Miêu Tiểu Thanh lúc đó gần như tối sầm. Bây giờ, Trần Đức là bạn trai của cô ta. Cô ta đưa bạn trai đến tham dự yến tiệc, chứ không phải là đến đây để bị xem thường. Ngay cả có là bạn trai giả, cô ta cũng rất khó chịu. Những người này không biết Trần Đức đang giả làm bạn trai cô. Tôi nghĩ không sao cả. Tôi có thể đến đó thì bạn trai tôi sao lại không thể chứ? Miêu Tiểu Thanh cố nặn ra một nụ cười, hỏi, Cao Lâm, anh cảm thấy bạn trai tôi rất quê mùa. Ha ha, Cao Lâm cười đáp, nếu như muốn đi, vậy thì đi thôi, dù sao cũng đều là thanh niên cả mà. Được rồi, Trần Đức, chúng ta đi thôi. Miêu Tiểu Thanh kéo Trần Đức đi trước, Cao Lâm theo phía sau, ánh mắt hắn đầy vẻ khinh thường. Muốn đi thì đi, dù sao đến lúc đó người nhục nhã cũng không phải hắn. Dì ơi, mọi người cứ thoải mái nhé ạ, cháu qua bên kia trước. Được, Cao Lâm cháu mau đi đi, không làm phiền cháu nữa, Cao Hiểu Nguyệt nói, nhất định phải chú ý chăm sóc Tiểu Thanh nhà chúng ta nhé, đừng để nó bị mấy kẻ không biết tốt xấu lừa gạt. Dì yên tâm, cháu hiểu ạ. Cao Lâm cười đáp. Hai phút sau, dưới sự dẫn dắt của Cao Lâm, ba người Trần Đức đi đến một phòng bao tương đối rộng rãi, trong phòng bao này có vài nam nữ thanh niên đang ngồi nói chuyện rôm rả. Tiểu Thanh, đây đều là bạn của anh, Cao Lâm nói với Miêu Tiểu Thanh, mọi người đều xấp xỉ tuổi nhau nên thoải mái đi nhé, cùng chơi thật vui vẻ. Các vị, đây là người mà tôi đã từng kể với mọi người, con gái của một trong những người thân của tôi, Miêu Tiểu Thanh, năm nay 25 tuổi, Cao Lâm nói, tôi từng nói đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, không hề nói xạo chứ. Xin chào mọi người, vốn dĩ tính cách của Miêu Tiểu Thanh rất vui vẻ hòa đồng, cô ta chào hỏi mọi người. Sau đó giới thiệu Trần Đức, đây là bạn trai của tôi, Trần Đức. Trần Đức mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Miêu Tiểu Thanh. Trên bàn này, ngoài Trần Đức, Miêu Tiểu Thanh và Cao Lâm ra, còn có 6 người khác. Trong đó có 4 nam 2 nữ. Xét về tuổi tác, mọi người đều không có khác biệt gì cả. Lúc này, bọn họ bỏ qua Trần Đức, ánh mắt đều tập trung vào Miêu Tiểu Thanh. Mặc dù bọn họ sớm đã nghe Cao Lâm khen Miêu Tiểu Thanh rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy người thật bọn họ vẫn không khỏi kinh ngạc, vẻ đẹp của cô ta vượt xa rất nhiều cô gái khác. So với Miêu Tiểu Thanh, hai cô gái duy nhất có mặt ở đây, xét về vóc dáng hay dung mạo cũng đều kém hơn một chút. Trong bữa yến tiệc tối nay, có nói Miêu Tiểu Thanh là cô gái xinh đẹp nhất cũng không ngoa. Xin chào Tiểu Thanh, tôi tên là Hồ Đào. Tôi là Tô Sinh Hải, cô Miêu, chăm nghe không bằng một thấy, cô thực sự rất xinh đẹp. Tôi là Trần Lập. Xin chào cô Miêu. Tôi là Khương Sơ Nhiên. Tôi là Đồng Lâm. Một loạt giọng nói háo hức vang lên, những người lên tiếng trước đều là con trai, hai cô gái chỉ giới thiệu đơn giản về bản thân. Bọn họ ai nấy cũng đều ăn mặc lộng lẫy, các chàng trai thì đeo đồng hồ của các nhãn hiệu nổi tiếng, còn trên cổ và tay của hai cô gái thì đeo những món trang sức đắt tiền. Rất rõ ràng, những người này đều có xuất thân không tầm thường, thân phận cao quý. Trước mặt bọn họ Cao Lâm chỉ là cấp thấp. Tiểu Thanh, tôi là Diệp Phàm, rất vui được làm quen với cô, lần đầu gặp mặt, tôi mời cô một ly. Người đàn ông duy nhất không tự giới thiệu bản thân, lúc này mới tự rót một ly rượu cho Miêu Tiểu Thanh, sau đó rót một ly khác cho hắn ta, uống xong ly này, mọi người đều là bạn bè. Miêu Tiểu Thanh chưa kịp nói thì Diệp Phàm đã đưa ly rượu lên môi,
uống một hơi cạn sạch, cô Miu, đến lượt cô rồi. Miu Tiểu Thanh sửng sốt, cô ta không ngờ Diệp Phàm lại nhanh gọn như vậy, không đợi cô ta đồng ý đã uống cạn rồi. Nhưng vấn đề là, Miu Tiểu Thanh không biết uống rượu. Hoặc có thể nói, cô ta không thể uống rượu. Cô ta bị dị ứng với chất cồn từ khi còn nhỏ. Đừng nói một ly, chỉ cần uống một ngụm thôi, cả người sẽ nổi đầy mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng, không thể sống yên ổn ít nhất một tháng. Anh Diệp, xin lỗi, Miu Tiểu Thanh có chút khó xử, tôi không biết uống rượu, hay là tôi uống nước ngọt thay rượu nhé? Tiểu Thanh, Cao Lâm đột nhiên nói, đây là Diệp Phàm, cậu chủ Diệp, cậu ấy đích thân mời rượu em, thật sự là rất nể mặt đấy, dù thế nào cũng phải uống một ít để thể hiện thành ý chứ. Đúng vậy, cậu chủ chúng tôi rất ít khi mời rượu người khác, tôi quen cậu chủ Diệp từ lâu, trước nay vẫn chưa thấy cậu ấy chủ động mời rượu tôi đấy, Hồ Đào nói. Vốn dĩ, hắn có phần thích Miu Tiểu Thanh. Là một người đàn ông, ai cũng đều thích mỹ nữ, không chỉ hắn mà hai người đàn ông khác cũng vậy, cũng muốn tỏ thiện chí với Miu Tiểu Thanh và có được cô ta. Nhưng, bây giờ mọi thứ đã khác. Diệp Phàm đã mở lời, còn đích thân mời rượu. Chuyện này đồng nghĩa với việc hắn ta đang tuyên bố với bọn họ. Miu Tiểu Thanh là của hắn ta. Nếu hắn ta không lên tiếng thì ba người đàn ông kia vẫn có thể cạnh tranh một chút. Nhưng, Diệp Phàm vừa nói như vậy thì sẽ không có ai giành với hắn ta nữa, cũng không có ai dám giành với hắn ta. Diệp Phàm, cậu chủ Diệp, là một trong những nhân vật nổi tiếng trong giới phú nhị đại của bọn họ, không chỉ có lai lịch thâm sâu, mà còn là người có thể nói chuyện với giới thượng lưu ở thành phố Tần. So với hắn ta, những người này tuy có gia thế hiển hách nhưng cũng chẳng là gì cả. Đúng đó người đẹp, đừng không nể mặt cậu chủ Diệp của chúng tôi như vậy chứ, cô gái tên Đồng Lâm nói, lẽ nào cô không ưa cậu chủ Diệp nhà chúng tôi sao? Trong lời nói của cô ta, rõ ràng là có ý xỉa sói. Từ trước đến nay, cô ta vẫn luôn theo đuổi Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm chưa từng thích cô ta. Bây giờ Miu Tiểu Thanh vừa xuất hiện. Diệp Phàm lại đích thân mời rượu Miu Tiểu Thanh. Không chỉ vậy, cô ta còn có thể nhìn thấy được sự mê đắm trong mắt Diệp Phàm. Rõ ràng là hắn ta đã thích Miu Tiểu Thanh. Đồng Lâm cảm thấy vô cùng buồn bực. Đúng vậy đấy, ngay cả cậu chủ Diệp của chúng tôi, cô cũng không nể mặt sao, cô gái tên Khương Sơ Nhiên phụ họa thêm. Giống như Đồng Lâm, cô ta cũng có ý với Diệp Phàm. Nhưng hiện tại Diệp Phàm lại có ý với người phụ nữ này, tất nhiên là bọn họ không vui rồi. Không phải, tôi thực sự không thể uống rượu, Miu Tiểu Thanh lại tiếp tục từ chối, nếu uống được rượu thì cô ta sớm đã leo lên vị trí cao hơn rồi. Chính vì không thể uống rượu nên đã nhiều năm trôi qua mà cô ta vẫn chỉ là một quản lý cửa hàng. Tiểu Thanh, sao em có thể như vậy, Cao Lâm có chút sốt ruột. Vị cậu chủ Diệp Phàm này tính tình kỳ quái. Hơn nữa còn là bạn của ông chủ khách sạn, nếu Miu Tiểu Thanh đắc tội với hắn ta thì nói không chừng công việc của hắn cũng không giữ được nữa. Đây là rượu chứ đâu phải thuốc độc, biết uống hay không không quan trọng, uống một chút thì có sao đâu. Ở thành phố Tần này của chúng ta, cậu chủ Diệp là nhân vật trong giới thượng lưu đấy. Nếu có thể làm quen với cậu ấy thì sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Tôi có thể uống nước ngọt, Miu Tiểu Thanh nói. Uống nước ngọt là thế nào? Cậu chủ Diệp đã uống cạn một ly rượu đấy, em uống một chút thôi, không sao đâu, Cao Lâm khuyên nhủ, uống chút đi, nghe lời, nếu không thì anh làm sao giải thích với gì đây? Miu Tiểu Thanh cau mày, người họ hàng xa này của mẹ cô ta, hình như nhân phẩm có chút vấn đề. Đã nói không uống được rồi, tất nhiên là có chuyện khó nói, sao cứ bắt cô ta uống miết vậy? Sắc mặt Miu Tiểu Thanh trở nên lạnh lùng hơn. Cô ta không ngốc. Đương nhiên có thể nhìn ra những người này đang cố ý ghép đôi bản thân với vị cậu chủ Diệp này. Không biết uống rượu cũng không sao, không cần uống cũng được, Diệp Phàm mỉm cười lấy điện thoại di động ra, chúng ta có thể để lại thông tin liên lạc, sau này trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thực xin lỗi, cậu chủ Diệp, chúng ta vừa mới gặp nhau, như vậy không hay cho lắm. Hơn nữa tôi có bạn trai rồi, Miu Tiểu Thanh hiểu ý của Diệp Phàm, thẳng thừng từ chối không chút vòng vo. Ngay lập tức, trong phòng bao rộng lớn, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Vì câu nói của Miu Tiểu Thanh mà bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên vô cùng khó xử. Miu Tiểu Thanh quá thẳng thắn, không hề nể mặt Diệp Phàm chút nào. Diệp Phàm là ai?
Đó là một nhân vật trên thì quen biết với người của giới thượng lưu, dưới thì có tiếng nói trong giới phú nhị đại. Không hề khoa trương khi nói rằng chỉ cần một câu nói của hắn ta, liền có thể quyết định số phận của hầu hết những người có mặt ở đây. Quan trọng nhất là tính cách của hắn ta cực kỳ lập dị. Miêu Tiểu Thanh từ chối Diệp Phàm trước mặt nhiều người như vậy, có trời mới biết hắn ta sẽ nghĩ như thế nào. Ha! Sau một lúc yên lặng, khóe môi Diệp Phàm bỗng nhiên nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, rất rõ ràng, hắn ta đã tức giận rồi. Tuy nhiên, thay vì lập tức lên cơn, hắn ta lại cười khẩy nhìn Trần Đức, không biết anh Trần đang làm việc gì. Sinh viên, Trần Đức thẳng thừng đáp, hiện tại anh đúng là đang đi học ở Học viện Thương mại. Sinh viên, Đồng Lâm ngồi bên cạnh Diệp Phàm mỉa mai nói, không ngờ gu của cô Miêu lại là kiểu này. Tìm một tên sinh viên nghèo làm bạn trai, mắt nhìn không ra làm sao cả. Cô ta bất giác lắc lắc chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, thể hiện tài lực của bản thân, ánh mắt khinh bỉ đánh giá Trần Đức, có phải trường của anh đặc biệt chú trọng đến chuyện tiết kiệm không? Nhìn bộ quần áo trên người anh đi, đều là nhãn hiệu mà tôi không biết, ngay cả chó nhà tôi cũng không thèm mặc. Một chiếc cà vạt của cậu chủ Diệp chúng tôi cũng đủ để anh mua 1000 bộ quần áo như này rồi. Lần sau tham gia yến tiệc thì nhớ ăn mặc đàng hoàng chút. Ha 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 ha. Ngay khi Đồng Lâm nói xong, tất cả mọi người đều bật cười, bao gồm cả Cao Lâm, cười trên nỗi đau của người khác. Bảo đừng có đến lại không tin. Ha ha. Bây giờ biết nhục rồi chứ. Tất nhiên Cao Lâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để tâng bốc Diệp Phàm, hắn nói với Trần Đức. Anh Trần vẫn là nên rời khỏi đây đi. Anh và những người bạn này của tôi chơi với nhau không nổi đâu. Đừng, sao cậu có thể bảo anh Trần rời đi chứ? Dù sao người ta cũng là bạn của cô Miêu mà. Tô Sinh Hải liếc nhìn đồng hồ Rolex trên tay, đã muộn như vậy, cậu bảo người ta một mình đi đâu? Anh Trần, tôi thấy anh cũng không còn nhỏ nữa, chắc là sắp tốt nghiệp rồi. Hay là anh đến công ty của chúng tôi làm việc đi, lương 1 tháng 4000 tệ. Bao ăn bao ở, thế nào? Sinh viên mới ra trường không dễ dàng tìm được công việc như này đâu. Tô Sinh Hải lộ vẻ trào phúng, khó có dịp được gặp Diệp Phàm, đương nhiên hắn muốn nịnh nọt hắn ta một phen, cho nên đã hùa theo chèn ép tên nhóc này. 4000, anh đang xem thường cô chủ Miêu của chúng tôi đấy à? Khương Sơ Nhiên che miệng cười, phần tiền lương này cũng quá thấp rồi. Ồ, vậy cô nói bao nhiêu mới phù hợp? Mọi người đều là bằng hữu. Đương nhiên thêm 10 tệ nữa, tôi cảm thấy 4010 là đủ. Ha 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 ha. Mọi người trong phòng cười ầm lên. Sắc mặt Trần Đức rất bình tĩnh và thờ ơ. Từ đầu tới cuối, anh vẫn thản nhiên lấy thức ăn trên bàn và thưởng thức, ngẫu nhiên còn uống một chút rượu, xem như không nghe thấy gì. Các người đủ rồi đấy, vẻ mặt Miêu Tiểu Thanh ngày càng khó coi, cô ta đứng bật dậy, quát lớn. Không sai, cô ta đã đưa Trần Đức đến đây. Yêu cầu anh giả làm bạn trai của mình, nhưng cô ta không cho phép Trần Đức bị đám người này khi nhục như vậy. Cao Lâm, những người này là bạn của anh đấy à, người không có tố chất như vậy, tôi cảm thấy hai nhà chúng ta về sau nên ít lui đến thì hơn. Ha ha, Cao Lâm cười đáp, em tưởng rằng nhà anh muốn thân thiết với nhà em lắm à. Nếu không phải gì của em mặt dày mày dạn níu kéo quan hệ thì quản lý một cái shop quần áo nho nhỏ như em căn bản không đủ tư cách đến đây. À. Đúng rồi, Hồ Minh Đào, hình như cái shop quần áo kia là của nhà cậu đấy. Trùng hợp vậy à? Hồ Minh Đào cười nói, nếu đã vậy, cô Miêu, bây giờ cô đang là quản lý đúng không? Không biết là cửa tiệm nào nhỉ? Tuy nhiên, nếu cô lập tức chia tay cùng thằng ngốc này, tôi sẽ cho cô làm quản lý khu, quản lý 10 cửa tiệm đấy. Tiền lương tăng gấp 3. Nếu không thì sao, tính cách Miêu Tiểu Thanh vốn rất ương bướng. Không à? Ha ha, không đồng ý thì không còn gì thú vị cả, sau này cô sẽ bị liệt vào sổ đen trong công ty tôi. Ngay từ đầu Hồ Minh Đào cũng có ý với Miêu Tiểu Thanh, nhưng cô ta đã bị Diệp Phàm để mắt đến, hắn biết bản thân không thể cạnh tranh được nên rất sáng suốt buông tha cho Miêu Tiểu Thanh, ra mặt nịnh nọt Diệp Phàm. Tôi nghĩ cô lên làm quản lý cũng không dễ dàng gì, hẳn là đã bỏ tâm huyết trong ngành thời trang nhiều năm rồi. Chắc cô không dễ từ bỏ vị trí hiện tại đâu nhỉ. Sắc mặt Miêu Tiểu Thanh trở nên cực kỳ lạnh lùng. Đúng. Hồ Minh Đào nói rất đúng. Cô ta đã lăn lộn trong ngành sản xuất trang phục nhiều năm, bởi vì không có xuất thân tốt, lại không thể uống rượu, nên cô ta phải chăm chỉ làm việc trong suốt một khoảng thời gian dài,
mới có thể từ một nhân viên bán hàng nho nhỏ trở thành quản lý một cửa hàng quần áo. Cực kỳ gian khổ, cũng rất vất vả, thế nhưng, cô ta rất vui khi có được công việc này. Tuy nhiên, Miêu Tiểu Thanh không thể để Trần Đức chịu nhục như vậy, bởi vì cô ta thật sự thích anh. Khi còn bé, Trần Đức đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Miêu Tiểu Thanh, 10 năm cứ thế trôi qua, nhưng chỉ cần gặp thoáng qua, cô ta vẫn có thể nhận ra anh. Tôi từ chức, Miêu Tiểu Thanh nói, công việc của tôi không cần anh quan tâm. Cô Miêu, cần gì phải như thế, lúc này, rốt cuộc Diệp Phàm cũng lên tiếng, nhìn người bạn của cô kia kìa, ngoại trừ ăn thì có thể làm được gì. Cậu Diệp, cậu không biết rồi, điểm tâm ở khách sạn của tôi đáng ngưỡng mộ lắm đấy, Cao Lâm nịnh hót, đặc biệt là trong phòng VIP, một bàn điểm tâm như vậy, giá nội bộ phải đến 120.000. Là do đầu bếp nổi tiếng đến từ Italy chế biến đấy. Người ngoài đến ăn, không bỏ ra 300 ngàn thì đừng mơ. Như đồ nhà quê này, e là cả đời cũng không ăn được điểm tâm như vậy, đương nhiên hắn ta muốn ăn nhiều một chút rồi. Cao Lâm nói, tên kia, mau ăn đi, ăn không hết còn có thể gói mang về, có lẽ lần sau sẽ không có cơ hội ăn nữa đâu. Thế giới này thật là vi diệu, Diệp Phàm nói một cách đầy thâm ý, hắn ta dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Đức. Chỉ một con kiến mà thôi. Bất kỳ lúc nào hắn ta cũng có thể nghiền chết 100 con như vậy. Cô Miêu, tôi cho rằng hắn không xứng làm bạn trai của một mỹ nữ như cô. Không phiền anh nhọc lòng. Miêu Tiểu Thanh thật sự không thể tiếp tục nán lại, cô ta nắm lấy tay Trần Đức, chúng ta đi. Được. Trần Đức nuốt xuống một ngụm điểm tâm, sau đó bị Miêu Tiểu Thanh lôi ra ngoài. Cô ta tự biết bản thân không thể trêu vào bọn họ, cho nên quyết định lẩn trốn. Hai người rời khỏi phòng bao. Thế nhưng ánh mắt Diệp Phàm vẫn dõi theo bóng lưng Miêu Tiểu Thanh. Cậu Diệp, cậu cứ yên tâm, lúc này cô ta còn cứng đầu, nhưng đợi đến khi thấy được năng lực của cậu, cô ta sẽ tự mình đến tìm cậu, Cao Lâm thổi phồng. Trên thực tế, những lời của hắn cũng là thật lòng. Bắt đầu từ lúc hắn quen biết Diệp Phàm cho đến nay, những cô gái mà hắn ta vừa ý, có cô nào không đến tay? Ha ha, Diệp Phàm bật cười. Hai người này đúng là không biết trời cao đất rộng. Cậu Diệp, Đồng Lâm nịnh nọt, có thể được cậu xem trọng, đó là vinh hạnh của cô ta, em hâm mộ chết đi được. Không chỉ hâm mộ, mà cô ta còn ghen ghét. Những người phụ nữ có thể qua lại với Diệp Phàm, có ai không bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nếu cô ta đã không biết điều như vậy, để em ra tay dạy dỗ một phen, cho cô ta biết cái gì gọi là mộng tưởng, và cái gì gọi là thực tế. Đừng nên quá đáng. Diệp Phàm uống một ngụm rượu. Thấy hắn ta không từ chối, Đồng Lâm lập tức hiểu ra, cô ta bèn bưng một ly rượu lên, rời khỏi phòng. Có trò hay để xem rồi, Hồ Minh Đào thong thả nói, hắn rất rõ Đồng Lâm là dạng phụ nữ như thế nào, vì thế không khỏi có chút hả hê. Tôi ra xem, các cậu có muốn đi cùng không? Đi chứ, đương nhiên muốn đi rồi, đã lâu không có trò hay để xem, Khương Sơ Nhiên cười tủm tỉm. Cao Lâm, Trần Lập, Tô Sinh Hải cũng đều đi theo, Diệp Phàm nhếch mép cười, đi phía sau cùng. Trong sảnh vô cùng náo nhiệt, Miêu Tiểu Thanh dẫn theo Trần Đức đi tìm bố và dì của mình, cô ta rất tức giận. Dì, con và Trần Đức đi trước. Sao vậy, thấy sắc mặt con gái khó coi, Miêu Triều Hải liền hỏi. Không có gì, chỉ là không muốn ở đây nữa, Miêu Tiểu Thanh gượng cười đáp. Không được, Tiểu Thanh, nếu bây giờ con đi, dì phải ăn nói với Cao Lâm thế nào? Cao Hiểu Nguyệt giữ chặt lấy Miêu Tiểu Thanh, ở lại thêm lát nữa, được chứ? Dì, sao dì cứ nhất quyết phải ở lại đây, Miêu Tiểu Thanh cau mày, những người kia vốn không xem chúng ta ra gì, sao phải ở cùng bọn họ chứ? Miêu Triều Hải, Cao Hiểu Nguyệt liếc nhìn Miêu Triều Hải. Tiểu Thanh, nghe lời dì con, ở lại một lát thôi, ăn cơm xong chúng ta sẽ đi, được chứ? Miêu Triều Hải nói, nghe lời. Được rồi, Miêu Tiểu Thanh muốn nói lại thôi. Tuy ngày thường cô ta có hơi nóng tính, nhưng vẫn rất nghe lời. Trần Đức, xin lỗi, Miêu Tiểu Thanh nhỏ giọng, bởi vì tôi mà cậu mới bị người khác làm nhục. Không sao cả, Trần Đức mỉm cười, anh vốn không để tâm đến những người kia, thế nên lời chào phúng của họ đối với anh cũng chỉ là gió thoảng qua tai. 2. Miêu Tiểu Thanh thở dài. Cô ta cảm thấy Trần Đức đã thay đổi. Anh không còn là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết năm đó nữa. Cô ta vẫn nhớ 13 năm trước, có một bạn học tiện miệng mắng Trần Đức một câu không có bố mẹ, vậy mà anh lại cực kỳ tức giận, thiếu chút nữa đánh chết bạn học kia.
Nhưng hiện tại, đối mặt với những lời chào phúng vừa nãy, anh lại lựa chọn im lặng. Cũng đúng. Thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay. Cô ta không trách Trần Đức, cũng không oán anh, ngay cả cô ta cũng thế thôi, đối mặt với những người kia, điều duy nhất cô ta làm được chính là bỏ trốn, không phải sao? Nếu thật sự chọc vào đám thiếu gia quần là áo lụa đó, e là người bình thường như bọn họ khó mà gánh vác nổi. Đó là thực tế. Cô ta cũng đành chịu. Bưng một ly đồ uống lên, Miêu Tiểu Thanh lẳng lặng đứng sang một bên, tự hỏi con đường tương lai sẽ như thế nào. Đắc tội Hồ Minh Đào, chắc chắn cô ta không thể tiếp tục làm trong ngành sản xuất trang phục được nữa. Con đường sau này phải đi như thế nào đây? Trần Đức tiếp tục thưởng thức món ăn, anh là một người rất giỏi thích nghi, đến cũng đến rồi, không ăn một chút chẳng phải có lỗi với mình sao? Ối! Trong lúc Miêu Tiểu Thanh đang suy nghĩ, có một bóng người thình lình đụng vào cô ta. Cô ta ngẩng đầu thì phát hiện đó là Đồng Lâm, cô gái trước mặt mặc một thân váy đỏ xinh đẹp, cổ đeo dây chuyền kim cương quý giá, còn có vòng tay lóe sáng dưới ánh đèn. Chỉ cần nhìn trang phục trên người cô ta cũng có thể đoán được đây là kẻ có tiền. Cô không có mắt à, Đồng Lâm tức giận quát, mắt mọc dưới mông hay sao hả? Sau khi thấy rõ người đến là Đồng Lâm, Miêu Tiểu Thanh nhíu mày, cũng không muốn phản ứng lại cô ta, xin lỗi. Nói xong, liền đi sang một bên khác. Đứng lại, tôi cho cô đi à. Đồng Lâm bắt lấy tay Miêu Tiểu Thanh, không chút khách sáo, ngang nhiên hất ly rượu đỏ trong tay lên người cô ta. Xoạt! Rượu đỏ bắn lên mặt Miêu Tiểu Thanh, thấm ướt tóc cùng cổ áo cô ta, trông cực kỳ thê thảm. Xoảng! Đồng Lâm ném ly rượu xuống đất, khiến nó vỡ nát rồi gần giọng nói, nhớ kỹ, sau này cách xa cậu Diệp một chút, đừng có xuất hiện trước mặt cậu ấy. Cô cũng xứng đoạt đàn ông với tôi. Miệng thì nói đến gây rắc rối cho Miêu Tiểu Thanh vì Diệp Phàm, nhưng thực chất, Đồng Lâm là vì chính mình. Cô ta thích Diệp Phàm. Muốn ngủ với Diệp Phàm. Đã nhiều lần cô ta tìm cớ uống rượu cùng hắn ta, thế nhưng đều bị từ chối. Vậy mà Miêu Tiểu Thanh vừa xuất hiện, hắn ta lại đích thân mời rượu, còn để lộ vẻ mặt ham muốn. Việc này khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu. Cút đi, Đồng Lâm ngả ngớn nói. Tất cả đều xảy ra trong tích tắc. Rượu vang đỏ bị hất lên mặt Miêu Tiểu Thanh, còn ly rượu thì vỡ nát dưới chân cô, người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về bên này, tỏ vẻ kinh ngạc không thôi. Ngay cả Trần Đức cũng nhìn sang, trong mắt anh léo lên tia sáng lạnh. Kế đó, anh lấy một ly rượu, hớp một ngụm. Tuy nhiên, anh không lập tức ra tay. Khi còn bé, Miêu Tiểu Thanh thường bị bắt nạt, sau này lớn lên, tính tình cô ta trở nên gay gắt, nóng nảy, vì thế, cô ta liền với lấy ly rượu trong tầm tay, dự định hất lại. Có điều, ngay lúc này, một cánh tay đã kịp thời giữ tay cô ta lại. Tiểu Thanh, con làm gì đó? Nghe thấy động tĩnh, Cao Hiểu Nguyệt vội chạy đến, lớn tiếng quát, sau đó, bà ta quay sang Đồng Lâm, mỉm cười nói. Cô Đồng, đây là con gái của tôi, ngại quá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cao Hiểu Nguyệt, Đồng Lâm nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mặt, hiển nhiên, hai người có quen biết nhau, con gái của bà, ha ha, con gái bà chọc phải tôi, biết chưa? Đã biết, cô Đồng là người bao dung, Tiểu Thanh đã biết sai rồi. Nói xong. Bà ta quay đầu nhìn Miêu Tiểu Thanh, còn không mau xin lỗi. Cô Đồng, là con tôi không đúng, Miêu Triều Hải cũng nói, Tiểu Thanh, mau xin lỗi cô Đồng. Bố, dì, hai người, sắc mặt Miêu Tiểu Thanh trở nên khó coi, hai mắt trừng to. Xin lỗi. Muốn cô ta xin lỗi. Rõ ràng là Đồng Lâm đụng cô ta, còn hất rượu lên người cô ta, vậy mà cuối cùng cô ta lại phải xin lỗi. Dáng vẻ khúm núm của Cao Hiểu Nguyệt cùng Miêu Triều Hải khiến cô ta cảm thấy rất buồn cười. Ngay cả những người xung quanh cũng nhìn họ bằng ánh mắt xem thường và buồn nôn. Tuy nhiên, hai người bọn họ chẳng chút để tâm. Bởi vì bọn họ không đắc tội cô Đồng được. Cô gái này là con gái của chủ tịch công ty bọn họ. Đắc tội cô ta, hai người họ khó mà giữ được công việc hiện tại, chắc chắn sẽ bị làm khó dễ ở công ty. Hai người nhớ rất rõ. Có một lần Đồng Lâm chơi đùa ở công ty, có một công nhân không nhận ra cô ta, vô tình cản đường, vậy mà lại bị cô ta mắng như mắng chó. Càng khéo hơn nữa chính là ngay ngày hôm sau, công nhân kia đang ở hành lang hút thuốc thì đột nhiên ngã lăn xuống lầu, xương chân gãy nát, đến bây giờ vẫn còn đang nằm viện. Đứng ngẩn ra đó làm gì,
bảo con xin lỗi mà, Cao Hiểu Nguyệt dường như chờ không nổi nữa, bèn quát lớn, cô Đồng là người con có thể mạo phạm được à? Ha ha, Đồng Lâm cười khinh miệt, nói với Miêu Tiểu Thanh, nhìn tôi làm gì, bố mẹ cô bảo cô xin lỗi, còn không biết nghe lời à? Mau cúi đầu xin lỗi tôi. À, đúng rồi, tên bạn trai vô dụng của cô đâu rồi, cô bị vậy mà hắn ta còn không đứng ra, xem ra cô đã nhìn lầm người rồi. Đồng Lâm cười khoái trá, vậy mà cô vẫn khăng khăng yêu một kẻ như hắn ta, chậc chậc, đúng là vô dụng xứng vô dụng, duyên trời tác hợp. Soạt. Đột ngột, một ly rượu đỏ từ đằng xa hất tới, dội thẳng lên mặt Đồng Lâm. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm khăn giấy tự tay giúp Miêu Tiểu Thanh lau sạch rượu vang để cô trông dễ nhìn hơn. Anh mơ hồ nhìn thấy trên da Miêu Tiểu Thanh nổi mẩn đỏ. Liền biết Miêu Tiểu Thanh bị dị ứng. Sự lạnh lùng lóe lên trong mắt anh. Trần Đức nhìn lại. Cô Đồng, cô tìm tôi. Đồng Lâm ngây người. Cả người đơ ra tại chỗ. Cô ta không ngờ đúng lúc này Trần Đức lại đứng lên, còn hất rượu vang vào mặt cô ta nữa. Lớp trang điểm trên mặt cô ta đã trôi hết sạch, trên mặt giống như có thêm một lớp bùn, dung mạo vốn có lộ ra ngoài, có thể thấy rõ trên mặt cô ta có rất nhiều tàn nhang. Lớp trang điểm không còn nữa, Đồng Lâm còn bình thường hơn cả những cô gái bình thường. Ngực, chỉ độ khoảng cấp A. Trời đất ơi! Cao Hiểu Nguyệt kinh hoàng hét lên, thằng nhóc này làm gì thế? Ai cho cậu qua đây? Chết tiệt! Trần Đức, sao cậu có thể làm vậy? Miêu Triều Hải cũng cực kỳ kinh ngạc. Miêu Tiểu Thanh ngồi bên cạnh cũng trợn tròn mắt, không ngờ Trần Đức lại hành động dứt khoát như vậy. Nhưng, cô ta không cảm thấy có gì sai cả. Không phải hơn 10 năm trước Trần Đức cũng đã bảo vệ cô ta như thế này sao? Trần Đức không thèm để ý đến những người này. Anh nhìn về phía Đồng Lâm, đi đến bên cạnh cô ta, thế nào, ly rượu vang này tưới lên người cô, cảm giác ra sao? Này, còn không mau xin lỗi cô Đồng, sau đó cút khỏi đây. Đồng Lâm vẫn đang tức giận không nói lời nào, nhưng Cao Hiểu Nguyệt đã xông lên lớn tiếng mắng Trần Đức, sau đó khom lưng khuỵu gối nịnh bợ Đồng Lâm, cô Đồng, cô có sao không, nào, để tôi lau cho cô. Không chỉ Cao Hiểu Nguyệt, mà Miêu Triều Hải cũng bước tới, cầm khăn giấy đích thân giúp Đồng Lâm lau sạch đồ uống trên người, sắc mặt tái nhợt. Cảnh này, lại một lần nữa thu hút sự khinh miệt của những người xung quanh. Thân là bố mẹ. Con gái mình bị người khác hất rượu vang thì nhắm mắt làm ngơ. Đồng Lâm bị hất thì lại vội vàng hầu hạ cô ta như một con chó. Thực sự là quá nực cười. Nhưng, không ai bước lên nói gì cả, dù sao đó cũng không phải chuyện của bọn họ. Hơn nữa quần áo của Đồng Lâm trông như cô chủ con nhà giàu, không biết nội tình sự việc thế nào, hà cớ gì phải nhiều chuyện. Bố mẹ ân cần niềm nở với người ngoài như vậy khiến trái tim Miêu Tiểu Thanh lạnh lẽo đến cực điểm. Bình thường cô ta rất mạnh mẽ, nhưng lúc này trong mắt lại xuất hiện một lớp sương mờ. Đồng Lâm thản nhiên tiếp nhận sự hầu hạ của bố mẹ Miêu Tiểu Thanh, vốn dĩ cô ta rất không vui, nhưng bây giờ lại có ý mỉa mai. Này, đã nhìn thấy chưa? Trước mặt tôi, bố mẹ của Miêu Tiểu Thanh chỉ có thể khom lưng uốn gối. Muốn thay cô ta ra mặt, dựa vào cái gì, anh xứng không, anh là cái thá gì? Đồng Lâm vênh váo tự đắc, giống như nữ vương. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn Trần Đức đầy vẻ khinh thường. Trước khi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì xem thử bản thân mình đang ở vị trí nào đã nhé, thật đúng là đồ vô dụng. Ồ, vẻ mặt của Trần Đức rất bình tĩnh, anh không hề tức giận, một người phụ nữ như Đồng Lâm không đáng để anh phải tức giận. Nói thế thì cô hiểu rất rõ bản thân cô đang ở vị trí nào nhỉ? Nếu đã như vậy, nói đến đó, Trần Đức đột nhiên giơ tay ra. Vụt! Âm thanh vun vút bất ngờ vang lên. Xoẹt. Giây tiếp theo, tay của Trần Đức đã ở trên cổ Đồng Lâm. Trần Đức di chuyển quá nhanh, không ai có thể nhìn thấy anh đã làm thế nào, ngay cả Cao Hiểu Nguyệt và Miêu Triều Hải đứng gần ngay trước mặt cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt Đồng Lâm trắng bệch, cô ta cảm giác như sắp nghẹt thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Đức, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, dường như cô ta muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Dầm. Trần Đức hất nhẹ tay, Đồng Lâm ngã xuống cách đó không xa, trên quầy bar để đầy bánh ngọt, đầu cô ta cắm vào một miếng bánh. Im lặng. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đứng xung quanh hoàn toàn chìm vào im lặng. Im lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vậy thì,
Lúc này Trần Đức bước đến chỗ Đồng Lâm, lạnh nhạt nói. Tôi muốn thử xem rốt cuộc cô đang ở vị trí nào. Cô thích ném đồ lên người người khác phải không? Một tay Trần Đức giữ chặt cô ta, tay kia cầm lấy bia trên quầy bar, dùng sức mở nắp chai, đổ xuống. Trong nháy mắt, nước bia thi nhau chảy ồ ạt xuống mặt Đồng Lâm. Trần Đức, anh ực thả từng ực, tôi. Đồng Lâm hét khản cả giọng, rất muốn nói nhưng vừa mở miệng, bia liền tràn vào miệng, không chỉ vậy, mũi, tai, cổ của cô ta đều ướt nhẹp bia với mức độ khác nhau. Một chai bia đã đổ hết. Trần Đức không hề có ý dừng lại. Anh lại lấy thêm một chai khác. Tất cả mọi người đứng xung quanh nhìn không chớp mắt. Ai nấy cũng vô cùng kinh hãi. Người ta thường nói đàn ông không đánh phụ nữ mà. Tại sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như vậy? Nhiều chị em khi nhìn thấy cảnh tượng này như thể đang bị đổ bia vào người, cảm thấy cực kỳ ngột ngạt khó thở. Điên rồi. Thực sự là điên rồi. Không ai ngờ rằng người đàn ông này sẽ ở đây công khai ra tay như vậy. Xóc xách. Bia chảy xuống ào ào đập vào mặt Đồng Lâm. Đồng Lâm không dám mở mắt, cô ta không ngừng uốn éo giãy giụa. Nhưng, những chuyện này đều vô ích. Dưới cánh tay cường tráng của Trần Đức, cô ta chỉ có thể mặc kệ số phận. Đủ rồi. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng hét lớn. Ngay sau đó, sắc mặt Cao Lâm cực kỳ u ám bước ra khỏi đám đông. Đồng Lâm xảy ra chuyện trong yến tiệc của hắn. Vậy thì hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Hôm nay, bất kể như thế nào, Trần Đức nhất định phải cho hắn một lời giải thích. Cuối cùng cũng đi ra rồi sao? Trần Đức dừng lại, buông Đồng Lâm ra. Đồng Lâm trở mình, vừa ho vừa thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng, Cao. Cao Lâm, đánh hắn, giúp tôi đánh hắn. Cao Lâm từ xa bước tới. Sau lưng hắn còn có Khương Sơ Nhiên, Trần Lập, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải. Và Diệp Phàm. Bọn họ vừa xuất hiện. Đám người vây xem xung quanh đã ồn ào náo nhiệt cả lên. Diệp Phàm, người đàn ông đó là Diệp Phàm. Cậu ấy thực sự đến đây kìa. Cao Lâm có tiếng quá nhỉ, vậy mà lại có thể mời cậu ấy đến đây. Bố cậu ấy là Diệp Thế Long, một trong những thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản Thiên Dương đấy. Rõ ràng rất nhiều người biết đến Diệp Phàm, còn Khương Sơ Nhiên, Trần Lập, Hồ Minh Đào và Tô Sinh Hải cũng có người nhận ra. Mặc dù bọn họ không bằng Diệp Phàm, nhưng cũng đều là cô chủ cậu chủ nổi tiếng ở thành phố Tần. Khi những người này xuất hiện cùng nhau, trong thành phố Tần có mấy người dám đụng đến bọn họ. Tuy Cao Lâm là giám đốc điều hành của khách sạn này, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phàm. Cô Đồng, cô có sao không? Cao Lâm quan tâm hỏi. Đánh hắn, giúp tôi đánh hắn, sắc mặt Đồng Lâm cực kỳ u ám. Cô Đồng, cô yên tâm. Sắc mặt của Cao Lâm cực kỳ khó coi, Đồng Lâm xảy ra chuyện ngay trong bữa yến tiệc của hắn, nếu bố cô ta biết được chuyện này thì e là những ngày tháng sau này của hắn sẽ vô cùng khó sống. Bất luận thế nào, hôm nay Trần Đức nhất định phải giải thích cho rõ ràng. Tên kia, mày đến đây ăn trực thì thôi đi, nể mặt gì và chú tao nên tao không định nói gì cả. Nhưng, bây giờ mày dám động đến khách quý của tao, mày biết hậu quả sẽ thế nào không? Này, nhanh xin lỗi đi, Cao Hiểu Nguyệt lao lên trước, gầm lên. Khó khăn lắm bà ta mới ôm được đùi của Cao Lâm, không thể vì Trần Đức mà mất đi nhân mạch và tài nguyên tốt như vậy được. Hơn nữa, còn đắc tội với Đồng Lâm. Quan trọng hơn là, những người đứng sau lưng Cao Lâm, toàn là người có tiếng, nào là Diệp Phàm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải. Không có người nào là bà ta dám đắc tội cả. Cao Lâm, không liên quan đến gì, không phải gì bảo hắn tới đâu, Cao Hiểu Nguyệt vội vàng phủi sạch quan hệ với Trần Đức, chỉ vào Miêu Tiểu Thanh, đều là tại nó đưa đến đấy, không liên quan đến gì. Miêu Tiểu Thanh nhanh cắt đứt quan hệ với người đàn ông này, lập tức chia tay, bảo hắn cút ra ngoài. Sắc mặt của Cao Hiểu Nguyệt vô cùng xảo quyệt, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Miêu Tiểu Thanh, còn ngây ra đó làm gì, nhanh lên. Bạn trai gì chứ, dì và bố con không đồng ý, nhanh chia tay đi. Tiểu Thanh, anh nghĩ em nên nghe lời dì ấy đi, nếu em chia tay với tên quê mùa này thì chuyện ở đây không liên quan gì đến em cả, Cao Lâm nói. Nếu có thể khiến Tiểu Thanh và Trần Đức chia tay, vậy thì đối với Diệp Phàm, Cao Lâm chắc chắn đã lập công lớn, nói không chừng Diệp Phàm sẽ nói vài lời tốt đẹp với ông chủ, biết đâu hắn còn được thăng chức.
Trần Đức không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó chờ Miêu Tiểu Thanh đưa ra quyết định. Không có gì phải nghi ngờ, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Trái tim của Miêu Tiểu Thanh như bị bóp nghẹt, Trần Đức không phải bạn trai của cô ta, mà chỉ là do cô ta nhờ đóng giả bạn trai. Nhưng, Miêu Triều Hải và Cao Hiểu Nguyệt thực sự đã khiến tim cô ta lạnh băng. Một người bạn học cũ đã nhiều năm không gặp nhưng lại có thể vì cô ta mà đứng ra bênh vực. Còn bố mẹ của cô ta thì sao? Bảo cô ta xin lỗi, còn chia rẽ tình cảm của con gái. Dáng vẻ hận không thể quỳ xuống liếm mặt Đồng Lâm và đám người kia khiến Miêu Tiểu Thanh cực kỳ ghê tởm. Cô ta quyết tâm đứng cùng chiến tuyến với Trần Đức. Dì ạ, tình cảm là chuyện của con, Miêu Tiểu Thanh đi về phía Trần Đức, nắm tay anh trước mặt mọi người, con không cần hai người làm chủ. Con, Miêu Tiểu Thanh, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Dì chỉ muốn tốt cho con thôi, đi theo thằng quê mùa này có lợi gì chứ? Hắn chỉ hại con và hại gia đình chúng ta mà thôi, đúng không? Cao Hiểu Nguyệt tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Đúng vậy, đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên bước ra nhìn phía Miêu Tiểu Thanh và Trần Đức tự tin nói, hôm nay cô chia tay với hắn, từ nay về sau theo tôi thì chuyện ở đây, Diệp Phàm tôi lấy danh dự bảo đảm, không có ai sẽ truy cứu chuyện mà hắn vừa làm. Sắc mặt Đồng Lâm nhất thời thay đổi. Sự u ám và ghen tị trong mắt cô ta càng hằn sâu thêm. Diệp Phàm vậy mà lại vì người phụ này từ bỏ chuyện giúp cô ta báo thù. Tuy nhiên, cô ta không làm gì được cả. So với Diệp Phàm, cô ta chỉ là một con kiến. Chỉ cần một câu nói của Diệp Phàm thì cô ta và gia đình cô ta sẽ lâm vào cảnh phá sản, gia đình tan nát bất cứ lúc nào. Đây chính là quyền lực của Diệp Phàm. Ở thành phố Tần này, muốn đối phó với người bình thường thì chỉ đơn giản như chơi đùa một con kiến. Cậu chủ Diệp, nhìn thấy Diệp Phàm đứng ra bày tỏ tình cảm với Miêu Tiểu Thanh một cách dứt khoát. Ánh mắt của Cao Hiểu Nguyệt lập tức trở nên cực kỳ phấn khích. Cậu chủ Diệp, cậu yên tâm, con gái tôi không có bạn trai, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thằng nhóc quê mùa kia đâu. Tôi nhất định sẽ thuyết phục nó. Hầu hết những người đứng vây xung quanh đều biết Diệp Phàm, hắn ta thể hiện tình cảm của mình ở trước đám đông như vậy khiến rất nhiều người cảm thấy ghen tị. Tiểu Thanh, con nghe thấy chưa? Cậu chủ Diệp muốn con đi theo ậu ấy. Cậu ấy là con trai của một trong những thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Đường đấy, có lẽ là con biết. Cao Hiểu Nguyệt vô cùng phấn khích, kích động tột cùng, chỉ cần Miêu Tiểu Thanh và Diệp Phàm ở bên nhau, cho dù không kết hôn, chỉ cần làm người thứ ba, làm tình nhân, bà ta cũng đồng ý. Như vậy thì bà ta sẽ một bước lên mây, biến thành Phượng Hoàng nhờ con gái. Đi theo cậu ấy thì sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết đâu. Nhanh chia tay với thằng nhóc này. Như vậy thì cậu chủ Diệp và Cao Lâm sẽ không làm khó hắn. Chỉ có cách này mới cứu được hắn, nếu không hôm nay hắn không ra khỏi nơi này được đâu. Cao Hiểu Nguyệt xúc động khuyên nhủ. Diệp Phàm đứng đợi ở bên cạnh, hắn ta cực thích cảm giác ngay khi bản thân vừa lên tiếng thì tất cả mọi người đều cố gắng làm hài lòng hắn ta. Cảm giác cao hơn người một bậc này khiến hắn ta cực kỳ thoải mái, cực kỳ thỏa mãn. Con đã nói rồi, con chỉ muốn ở bên cạnh Trần Đức, Trần Bát Hoang. Hai người không làm chủ được, Miêu Tiểu Thanh cũng muốn giải quyết chuyện ngày hôm nay để Trần Đức vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng, nếu cô ta đá Trần Đức trước mặt nhiều người như vậy, sau đó làm theo ý Diệp Phàm, thì sau này, Trần Đức sẽ không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Chuyện này sẽ trở thành một vết đen không thể xóa mờ trong bước đường tương lai của anh. Mặc dù Trần Đức chỉ là bạn trai giả, nhưng cô không định bỏ qua như vậy, phải tỏ rõ lập trường của mình. Không ai có thể bắt tôi chia tay với Trần Đức. Vừa dứt lời. Rất nhiều người trợn to mắt, kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt có vài người phụ nữ không ngại nhìn Miêu Tiểu Thanh như nhìn một kẻ đần độn. Đúng là tuổi trẻ nông nổi tương đương. Chỉ biết mù quáng khăng khăng một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Thêm vài tuổi nữa thôi là biết ngay, tất cả chỉ là giả dối, hão huyền, tình yêu gì chứ, có vượt qua được cơm áo gạo tiền không? Chỉ có tiền tài, quyền lợi. Thế lực mới là thực tế. Nếu đi theo Diệp Phàm thì muốn gì được nấy, cuộc sống tất nhiên tốt hơn đi theo tên nghèo rớt kia bao nhiêu lần. Bọn họ đều cho rằng Miêu Tiểu Thanh bị bỏ bùa, đần độn, không thì cũng là tuổi trẻ bồng bột, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời. Giỏi lắm, Miêu Triều Hải, anh coi đó, con gái của anh đó, em chỉ muốn điều tốt cho nó, vậy mà nó không hề cảm kích. Em đúng là có mắt như mù, nuôi không nó hơn 10 năm nay.
cuối cùng nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Cao Hiểu Nguyệt giận điên lên, cơ hội ngàn năm có một ngay trước mắt, thế mà, chết tiệt, không biết trân trọng. Nếu Diệp Phàm có ý với bà ta sẵn sàng ly hôn với Miêu Triều Hải ngay lập tức. Tiểu Thanh, ba đừng nói gì hết, con đã quyết định rồi, Miêu Tiểu Thanh hoàn toàn kiên định với lập trường của mình, không hề quan tâm những ánh mắt chung quanh. Lăn lộn trong thương trường 10 năm, sao cô lại không biết sức hấp dẫn của tiền và quyền? Nhưng cô không thể làm như vậy. Cô có lương tri. Cô không thể hủy hoại Trần Đức được. Cô ngừng lại một chút, nhìn về phía Cao Hiểu Nguyệt. Bà luôn miệng nói là vì muốn cho tôi được tốt đẹp, nhưng một lòng muốn gả tôi cho người có tiền, lợi dụng cơ hội này để hưởng thụ sự giàu có như bà muốn. Ngày xưa khi bà lấy bố tôi, chẳng phải vì coi trọng địa vị của bố trong công ty sao? Còn nhẫn tâm bỏ rơi người chồng trước của bà. Cái gì mà vì tốt cho tôi? Nếu thật sự vì tôi thì hồi tôi tốt nghiệp cấp 2, bà đã không xúi bố bắt tôi nghỉ học. Nếu thật sự vì tôi, bà sẽ không ngăn cản tôi học lên cấp 3, thay vào đó bà nhốt tôi trong nhà. Nếu thật sự vì tôi, bà càng không tống tôi đến vũ trường làm gái nhảy sau giờ làm việc. Mẹ kiếp, càng không ép tôi tiếp cận một gã nhà giàu, sau đó bỏ thuốc vào nước uống của tôi. Cao Hiểu Nguyệt, tôi gọi bà là mẹ, thế nhưng có bao giờ bà coi tôi là con gái bà chưa? Bà muốn danh muốn lợi, chỉ coi tôi như quân cờ để đạt mục đích, bà nghĩ tôi không biết. Miêu Tiểu Thanh nói đến khan cả tiếng, xả một tràng dài không ngừng nghỉ, dứt lời nước mắt đã tuôn đẫm mặt. Trước đây, để bố mình được hạnh phúc, cô giả vờ không biết gì cả, không thèm để tâm, chỉ giấu ở trong lòng. Hôm nay, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giọt nước đã tràn ly. Từng câu từng chữ, sang sảng vạch trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.